nội dung đặt câu hỏi như sau. Những câu hỏi nào được trùng lắp thì sẽ được bỏ qua, tại vì nó đã được giải đáp các kỳ trước, thì quý vị có thể tham khảo lại những video ở trên YouTube của chùa vào các kỳ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 à. Còn những câu hỏi đặt ở đây là những câu hỏi chưa được giải đáp lần nào. Thì để bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau. Nhiều vị tiến sĩ, giảng sư triệt phá thiền tông sắp rơi xuống hầm 10 tỷ năm. Tại sao thầy lại từ bi kêu họ dừng lại? Họ nếu mà làm như vậy thì họ có biết ơn viện chủ hay không? Xin mời viện chủ giải đáp ạ. Cái này không có từ bi gì hết rồi. Tôi bổn phận tôi phổ biến ra tôi phải thông báo vậy thôi, chứ không có từ bi. Có nghĩa là tôi mở con đường thì tôi biết rằng chỗ nào bản cái gì gì tôi nói hết cho nghe. Thế giới vật lý này mình tu đạo Phật á, là nếu mà ở đây là tu theo quy luật vật lý. Còn cái con đường mà nó đã phá thiền tông này, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã từng nói rồi, tội chửi Đức Phật không bằng phá cái pháp môn thiền tông này. Mà đặc biệt cái pháp môn thiền tông này, về cái nhân quả sau cùng của nó đi xuống hầm 10 tỷ, mà có con đường đi đó là ta phải đi qua 18 tầng địa ngục thì mới xuống được. Tôi có bổn phận thông báo vậy thôi. Còn nếu mà nói là không có, rồi thì cứ đi, đi thoải mái thôi. Rồi tới đó rồi nó sụp xuống ráng chịu chứ tôi không biết. Tôi có bổn phận là cái pháp môn thứ sáu này nè, tôi được phải, tôi có nhiệm vụ công bố ra và là tôi nói tất cả những cái gì mà nó xảy ra đến với cái đạo Phật Thiền Tông này. Vì đạo Phật Thiền Tông này nó xóa tất cả những cái mê tín dị đoan, từ tín ngưỡng tôn giáo, đạo giáo, tôi phải phân tích hết. Tôn giáo là cái gì? Đạo giáo là cái gì? Tín ngưỡng là cái gì? Thế giới này công thức đi như thế nào? Đạo Phật gọi là đạo công thức. Trên trái đất này không có cầu xin lại lục ai hết á. Là vì sao? Ngũ thú tập cư, loài thần quản lý tâm linh, loài người chịu trách nhiệm về nhân quả luân hồi. Cô hồn phá, cô hồn tạo ra những ảo giác. Đó là ba cái đẳng cấp của cái thế giới này. Tôi công bố quyền ký, tôi có nói, tôi có bổn phận phải phân tích ra thôi. Còn ai nghe không nghe thôi. Còn cái chuyện mà đi xuống dưới hầm 10 tỷ đó, là những nguyên tắc cái thế giới này. Anh ở trên trái đất nhân quả cao nhất là 18 tầng, nhưng mà nó hút được. Bởi vì nó quay mà nó quay đến hút ngược lại theo nhân quả luân hồi. Còn đi xuống kia nó kẹt. Nó kẹt giữa cái đá nhân quả, cái đất nhân quả và cái đá đất chịu nhiệt, thì nó cái ranh giới nằm ở chỗ đó đó. Nên tôi có bổn phận nói thôi, chứ còn thực thật tôi không có từ bi gì đó. Đây là nhiệm vụ tôi nói ra cho nhiều người biết vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: kiếp trước của công chúa Hùng Thí Loan là giúp mở quyền ký của Phật Ca Diếp, vì nhân duyên gì mà công chúa chưa trở về Phật giới, chưa trở về quê xưa của mình? Cái chuyện đó sao tôi biết? Cái chuyện đó là thời mấy ngàn năm trước thì ông Thích Ca ông qua ông gửi, rồi Long Nữ đưa đến lại, giờ bà đi tôi cũng không biết nữa. Đưa tôi làm, còn bà chuyển đi đâu chuyện tôi đâu biết. Tôi chỉ là người nói cái dòng thiền tông này thôi. Nói dòng thiền tông này mà trong cái bài kinh mà 92 câu kệ của Đức Phật dạy về dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Người có tâm lớn nói dòng Như Lai vậy thôi, rồi tôi chỉ biết nói. Bây giờ tôi đang nói và chuẩn bị kết thúc cái dòng này. Tôi chỉ nói thôi, còn cái chuyện mà quá khứ đừng có hỏi. Bởi vì làm sao tôi biết được? Tôi chỉ là người sống thật, việc thật, hiểu thật tại đây thôi, hoàn toàn không. Nếu mà nói ngược lại thì tôi sẽ thành là ông Mohammed đón chuyện quá khứ vị lai, không được. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Thái tử Tất Đạt Đa trao cho công chúa Hùng Thí Loan 5 quyển sách và dặn dò đọc cho đến khi kiến tánh. Vì lý do gì phải kiến tánh ạ? Bởi vì nguyên tắc cái thế giới này nè, là thế giới cái tánh của người nó quay theo quy luật vật lý. Nó không phát được cái chân thật, nó không thấy được cái chân thật. Mà bắt buộc phải thấy bằng tánh Phật thì mới hiểu được cái gì mà ông Phật mới viết ra. Vì thế mà mình đã kiến tánh, mình hiểu rồi, 5 quyển sách này quăng luôn. Không cần xài thôi. Muốn
lấy lại. Tại vì người ta hiểu được căn bản mà. Giống như bây giờ nè, những người mà người ta đi học cũng chưa cộng trừ nhân chia đó, ta hiểu cũng chương rồi, có đâu có còn cầm cái 212 nữa, không cần. Hỏi tới đâu trả lời tới đó. Có nghĩa là ta đã hiểu rồi, hiểu được công thức rồi. Anh muốn hỏi gì trong cửu chương, chính loại cửu chương, nói đâu ta trả lời đó, đâu cần cầm sách đọc. Thì cái quyển, cái đạo Phật Tiền Tông này nó cũng nằm trong công thức này. Anh đã hiểu được công thức rồi, xin lỗi, không cần xài sách gì trò trơn. Từ giáo lý, quyền ký hay là Đức Phật dạy tu, bởi vì anh hiểu được công thức mà. Anh hiểu được công thức rồi, cái bằng cấp anh xẹp luôn. Giống như anh kỹ sư, anh tốt nghiệp xây dựng rồi, không cần cái bằng nữa, dẹp đi. Anh muốn làm gì tôi làm đây. Còn cái bằng đây là để trưng bày cho người ta biết rằng à, tôi là kỹ sư vậy thôi. Chứ sự thật khi mà mình đưa vô thi công hoàn toàn không xài cái bằng này. Thì đạo Phật cũng vậy, khi anh đã kiến tánh rồi thì cái chuyện kia là chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện giải đáp là dường cái chuyện quá khứ, vị lai, công thức này, công thức kia chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, không ăn thua gì hết. Mình mới hiểu cái đạo Phật này nè. Đạo Phật, bởi vì tại làm sao tôi mới công bố ra cái vấn đề mà thập một ngu đồ. Một cái anh mà tu theo thế giới vật lý, anh tu từ cái con trâu đen nó dơ quá tu tới thành con trâu trắng, nó cũng là con trâu thôi, không giải thoát được. Còn nếu dụng công cũng vậy, dụng công từ một người niêm mật cho đến người không niêm mật thì nó trở lên sáng, cũng là con người tu thôi, làm sao giải thoát được. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này. Trong cái Thiền Tông nó có hai cái biểu tượng, một là thập một ngu đồ, hai là năm anh em mù rờ voi. Đây là cái biểu tượng của cái Thiền Tông mà Đức Phật đã dạy. Mà ai là không hiểu hai cái này, nhưng mà người ta không có giải mã được. Tại làm sao mà Đức Phật lại đưa cái hình ảnh này, mà nhiều vị thầy có tên tuổi vẫn nói tới cái chuyện này mà họ không hiểu cái đó là ông Phật nói cái ý muốn cái gì. Đó, rồi bây giờ Thiền Tông Tân Diệu, chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái bổn phận là phải nói ra rồi phải giải thích hết cho nghe ta nghe. Bây giờ tôi nói thật, cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có cái nhiệm vụ là công bố pháp môn đạo Phật Thiền Tông ra, mà công bố có bài bản đàng hoàng. Sách thì do nhà xuất bản Tôn Giáo cho xuất bản, nhà xuất bản Luật và nhà xuất bản Văn Học cho xuất bản, công bố được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An và giáo hội hai cấp của tỉnh Long An cho phép công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. Đây là cái luật pháp căn bản để mà nó vững vững cái pháp môn thứ sáu là đạo Phật Thiền Tông này. Vì thế mà nhiều vị thầy không hiểu rồi chửi, nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu là ma giáo tà đạo, sự thật họ không hiểu. Đây là nhiệm vụ tất cả những cái pháp môn mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, đây là nó tuần tự đi theo cái dòng đạo của Đức Phật dạy mấy ngàn năm về trước, không cần công bố. Mà tại sao cái pháp môn Thiền Tông phải công bố? Vì đây nó mới quá mà, nếu mình không công bố người ta tin rằng không, này không phải. Ủa, nếu mà không có, nhưng mà giờ mấy ngàn năm sau ai có nhiệm vụ công bố này? Long nữ có nhiệm vụ công bố, nhưng mà tuổi tác không cho công bố, thành ra phải để lại cho người con công bố. Nó có bài bản đàng hoàng, có bài bản dặn dò và truyền thiền một đứa con phải đứng ra đảm nhận cái chức này. Mà đứng ra đảm nhận này mà có chính quyền giáo hội làm chứng, chứ không phải là, chứ không phải tự nhiên ngồi đây nói đâu. Nó tự nhiên ngồi đây nói không có cái lực, về pháp lý nó không đúng, mà về luật cũng không đúng, mà về tôn giáo cũng không đúng, mà về đạo giáo tín ngưỡng không đúng. Bởi vì nó thành ra chùa Thiền Tông nó dựa làm cái gì, phải bài bản. Vì thế mà giáo hội Phật giáo khi mà cho công bố rồi, ổng hối hận, tôi bảo đảm ổng hối hận. Vì nó công bố quyền ký này, nó xóa, nó chuẩn lại, nó chuẩn toàn bộ cái hệ thống Phật giáo lại. Có nghĩa là bây giờ tất cả những người tu theo đạo Phật là tu theo cái nhân quả luân hồi, không thoát ra được cái quy luật này. Mà đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết, giải thoát, đi ra ngoài cái quy luật này. Thành ra nếu mà này ra mình nó áp dụng đúng thì tất cả những người tu đạo Phật hoàn toàn là không giải thoát được. Không, tôi không phải là nói tu sai mà hoàn toàn không giải thoát được.
mà chỉ tu để lẩn quẩn trong trái đất này và tam giới trở lại thôi. Hoàn toàn con đường giải thoát bích không biết được. Là vì tại sao? Là cái con đường giải thoát vừa nói ra rồi chửi rồi. Tôi nói thật, giống như cái chùa giác ngộ đi, chữ, chữ giác ngộ rõ ràng, mà ta nói giác ngộ cái chửi là sao? Rồi mấy cái chùa, cái hiệu khác làm sao mà biết được? Như cái chùa Lăng Nghiêm thì nói về kinh Lăng Nghiêm, chùa Duyên Giác nói về Duyên Giác, chứ đâu có nói giải thoát đâu. Chùa Bát Nhã nói về Bát Nhã, chứ đâu có nói cái chùa nào giải thoát. Duy nhất có cái chùa giác ngộ, mà tại cái chùa giác ngộ mà còn không dám nói, thì thử hỏi vậy chứ làm sao? Cái chùa thường, chùa để chữ thường làm sao có chữ này? Mà ai không biết là chùa Phật là giác ngộ, là hiểu biết, giải thoát ra ngoài cái quy luật này, nhưng mà họ không hiểu cái giải thoát là cái gì. Nghe nói giải thoát cũng nói giải thoát thôi, chứ không biết giải thoát đi đâu. Giải thoát là giống như mình ở trong bão á. Trong dòng bão mình phải đi ra có dòng bão mới giải thoát được. Còn ở trong dòng bão nó quay hoài, cái gì nó cũng quay hết. Thấy không? Nó khó là khó cho ra. Thì bây giờ Thiền Tông bắt đầu đi vào cái chùa kỳ cuối. Và tôi nói trắng, trắng bốc ra hết. Ai hỏi đúng tôi mới trả lời, còn không hỏi tôi không trả lời, không đề cập đến. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là mong bác giúp cho cháu là có đầy đủ 5 quyển sách giống như lúc Thái tử Tất Đạt Đa đưa cho Long Nữ, có được hay không ạ? Cái này là nhiệm vụ ai đấy làm chứ trời ơi. Mình đã người ta công bố ra rồi thì mình coi thôi. Bây giờ không phải 5 quyển sách, 6 quyển sách mà 11 cái quyển sách. Là tôi nâng cấp lên 5, 6 quyển, tôi nâng cấp thêm 5 quyển nữa thành ra 11 quyển. Thì mình nương theo đó. Nhưng mà mình nên nhớ rằng mình có cái khả năng này không? Mình theo này tưởng đâu mình dễ, không đúng khả năng mới được. Giống như mình có cái bóng đèn 220 mà giờ có điện 210 làm sao cháy? Thì hỏi chứ làm sao mà cho tôi cháy? Thì làm sao mà nâng cái số điện này lên đứa 220? Cái số điện đó là cái gì? Là công đức. Anh phải tìm được cái này, tự động nó cháy cái đèn này. Rồi anh đúng cái tần số, tự nhiên anh bắt được cái này thôi. Chứ làm sao tôi nói, tôi chỉ có cái nhiệm vụ là phân tích thôi. Còn mình phải theo cái khả năng của mình. Giống như cái xe mình 4 chỗ thì chở làm ơn 4 người lên 5 người thôi, chở 15 người nó sập. Tự mình giết mình á. Nó thể vô Thiền Tông mạnh lắm, nó sai quy luật nó giết mình á. Bây giờ tôi thấy nè, trên mạng có nhiều người thiền gia nói chuyện trên trời với đất không? Giết nó thành là của hồn. Thiền gia không có thể ngâm thơ nói cởi mà đi ra xưng này xưng kia được. Giết nó thành của hồn hết. Phật nhân biết thành thật của hồn. Thiền gia là bắt đầu Phật nhân đã có rồi. Mà tại sao mình không biết sử dụng? Mà giờ đi ra ngoài xưng này xưng kia thì thành, thì nó biến gì? Phật của hồn. Phải chú ý cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, giải thích rõ đường về Phật giới. Về sau có tọa độ và con số chính xác. Cho ví dụ à. Về Phật giới ta, bây giờ nói đúng là ta giống như mình ở đây này, nhốt ở trong cái quy luật nhân quả luôn hồn giờ. Ông thần ông thả mình ra ngoài, thả ra ngoài cái quy luật này nè, là tự mình đi. Tự mình đi bằng con đường trở về Phật giới mà chùa Thiền Tông đã công bố rồi. Cái đó mình tự mình đi. Chứ bây giờ hỏi nè, từ Sài Gòn đi Hà Nội, ta đưa cho mình ra khỏi biên giới Sài Gòn, thì tự mình đi chứ giờ không lẽ ta dẫn mình đi tới ngoài đó nữa. Mà ta vẽ con đường cho mình đi rồi, cái con đường nó đi nó có bao nhiêu con đường đi ra đó đó. Không phải đi quốc lộ 1 không, đi quốc lộ 14 nó vẫn ra được, 13 nó vẫn ra được, và đi đường biển nó vẫn ra được, đi hàng không nó vẫn ra đi được, là tùy theo mình đi, chứ làm sao dẫn được. Có nghĩa là người ta chỉ thoát đi ra ngoài cái quy luật rồi tự mình đi. Mà hành trang đi là cái gì? Là công đức. Công đức nhiều vị Phật mới làm qua tiêu dẫn, còn công đức ít cô hồn nó sao? Nó làm qua tiêu giả, nó dẫn vô cái xóm của nó ở. Nên nhớ một điều, khi công đức ít mà mình dẫn đi được nha, thì cô hồn làm qua tiêu giả dẫn mình đi về trong cái xứ của cô hồn đó, tùy theo. Còn nếu có thì nó không dám lại gần, thì một vị Phật mới dẫn đi được. Thì trong đó đã nói rồi, thì cố gắng chứ sao giờ. Có nghĩa là ta biết đưa cho mình ra ngoài khỏi cái quy luật này rồi, đồng thời tự mình đi, tự mình đầu chân mình đi. Tuyệt đối đừng có cầu xin ai hết nha. Đi nổi là đi không nổi thôi, trở lại. Chứ đừng có cầu xin, vô trên đất này mà cầu xin kiếm ông thầy, ông cầu xin lẩm lừa mà nè.
Trái đất này, cái đất ngũ thú tập cư, không không lẽ mày cầu xin ông thần? Ông thần tôi thả ra rồi từ từ ông đi. Cầu xin ông xin cô hồn đó, dính vô cô hồn coi chừng đó. Còn lẽ mình cầu xin mình là phải dùng cái sáng suốt, trí sáng suốt để tự đi. Chứ không phải mình cầu xin mình hiểu chỗ này. Vì thế mà chuyển qua cái cầu siêu, cầu an, cầu này, cầu kia chết luôn. Có nghĩa là cầu cô hồn hết á. Thì nói bắt Thiền Tông nó thật, nó trắng ra. Không có giấu, bây giờ tôi không giấu bất cứ cái gì, ai muốn hỏi gì tôi nói hết. Nhưng mà nên nhớ rằng cái người hỏi phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề câu hỏi của mình. Thấy không? Bởi vì cái này lôi cái ông nào ra thì mình phải chịu trách nhiệm ạ. Thấy không? Phải chứ không phải. Hồi xưa là, ví dụ ông A, ông B không dám nói. Trừ trường hợp ông A, ông B đúc đầu ra, giống như ông Thích Nhật Từ, đúc đầu ra tôi chơi thẳng tay luôn. Đó, ông chửi thẳng cái chùa Tân Diệu, chửi thẳng tôi móc ra hết. Cái đó là không sao, quy luật vật lý. Cái này không phải buồn ông đâu, nhưng mà tôi nói bằng sự thật. Ông trong cái câu, ông có nói câu này. Nếu tu thiền tâm, nếu tu thì phải vô chùa tu. Tôi hỏi chứ chùa nào tu giải thoát? Chùa ông có cái tu chữ giác ngộ đó. Mà tôi vô tôi gặp ông làm sao, làm đám cưới trong sao tôi dám vô. Rồi cái chùa ông á, giác ngộ mà ông đem bùa phép vô ông làm sao tôi dám vô. Chùa ông á, giác ngộ bắt mấy ông Phật cạo đầu hết. Phật quá thứ hiện tại giờ đây cạo đầu trắng bóc hết. Rồi sao tôi dám vô? Đó, ông bị vô tu, rồi ông dạy tu gì? Tu tứ niệm xứ, tìm bốn cái xứ vào tu. Trời ơi, tu giải thoát còn đi kiếm tiền nữa, làm sao tôi dám vô? Rồi ông biểu tu tứ diệu đế, làm bốn ông vua, vua ông vua kỳ diệu, ông vua cù diệu là ông vua gì? Ông vua thánh đó. Sao tôi dám vô? Tôi muốn đi thì đi là đi vô giải thoát. Giác ngộ giải thoát, mà ông có giác ngộ tôi vô mà tôi gặp ông, gặp cái đám cưới vô rộng rồi vô bóng đá rồi ông nổi tôi không dám vô nữa. Rồi tôi vô vừa thấy ông Phật mà ông cạo đầu nữa, sao sao thua rồi làm sao? Nó bây giờ tôi nói thật, nếu mà nói đúng ra ông nào nó sẵn, giống như vậy đưa thẳng đi tôi nói hết. Bây giờ tôi nói nè, năm mình mù rồi rồi, tôi bắt đầu tôi gài hết vô, ông nào mù tôi đưa tên vô, tên tuổi luôn. Đó, Thiền Tông là phải vậy đó, chứ không phải Thiền Tông khiếp nhược bất cứ ai đâu. Đó, vừa rồi giáo hội bảo là chưa đưa mời trụ trì vô. Tôi có báo cáo với Bộ Nội vụ rồi đó. Nhưng mà tôi sẽ có cái thơ mời. Chứ đặt chuẩn không? Muốn đặt chuẩn Thiền Tông vô đây, mời tôi mời trụ trì chùa này. Nhưng mà trước khi ấy thì phải qua cái Phật tử thôi, kiểm tra cái năng lực ông. Phật tử Thiền Tông kiểm tra năng lực đủ tư cách vô trụ trì cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này không? Phật gia không can thiệp vô, Thiền gia không can thiệp, mà cho Phật tử hỏi. 7.000 Phật tử qua nổi cái cửa này rồi mới qua cái cửa Thiền gia, rồi mới qua cái cửa Phật gia, vô ba cái cửa này mới vô được cái chùa này, chứ không phải đơn giản đâu. Mà ông bảo ông không dám nói tôi, mà ông nhờ Phòng Nội vụ rồi nhờ xã Sơn Mỹ yêu cầu tôi cho trụ trì. Xin lỗi lỡ nói tôi cho liền chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà vô thì phải có điều kiện, chứ không phải vô đây rồi ngồi rồi muốn sai ai làm vô. Ông tự nấu, tự ăn, tự làm gì làm. Trụ mà ở, trì là giữ cái này mà. Giữ cái chùa Thiền Tông mà. Nhưng mà nó giữ chùa Thiền Tông giống như giữ con cọp thì anh có khả năng điều phục con cọp nói không? Đó, anh đã đòi giữ con cọp thì phải có khả năng điều phục con cọp, chứ không phải chùa Thiền Tông nó không có hiền như con heo con bò, không phải vậy đâu. Chùa Thiền Tông nó quật ghê lắm, vô đây mà lãng quảng chạy giống như mà trèo lên lưng sư tử ngồi vậy. Lãng quảng nó quật xuống chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, theo Thiền Tông đói ăn mệt ngủ sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được, vậy làm sao để thực hiện được ạ? Thì đói ăn mệt ngủ rồi sao nữa? Thưa bác, theo Thiền Tông là đói ăn mệt ngủ sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được, vậy làm sao để thực hiện được ạ? Dễ hở, tại mình đói không chịu ăn mà cứ đi tìm, không thức ăn dọn ngon lành mà không chịu ăn, có đi tìm đi mua. Trời ơi, thiếu trái ớt cũng đi mua,
Thiền tông có gì ăn đấy, dọn có ăn đấy. Tại người ta tu mà ta tu tưởng, tất cả những người tu thiền tông vô rồi nhưng mà còn tưởng. Tưởng thành ra không làm, là ta bến ăn. Bây giờ nè, thiền tông ta nói là tất cả thế giới này mình nhúc nhích, mình làm bất cứ gì nó đi theo nhân quả hết. Thì thôi đói ăn mệt ngủ rồi chuyện nhà mình lo, chuyện nước mình lo, chuyện làng xóm mình lo. Ngồi đó rồi tưởng tượng đi, rồi tu thành này thành kia. Trời, hiện giờ tôi nói thiện nhiều thiền gia nó thành này đủ thứ hết. Giờ sao giờ? Tu thiền tông mà bỏ cái tưởng, không chịu tưởng, buông mà không chịu buông mà cái tưởng không, rồi ngồi đó mơ mộng đủ chuyện hết. Rồi sao tu? Đơn giản có nghĩa là bây giờ hồi xưa mình không hiểu, mình đi cúng tụng cầu xin lệ lộc ha. Bây giờ không cần, biết rồi, vô này dính vô duy lực vật lý, bỏ. Tôi chỉ biết ngày nay làm cái gì, gia đình tôi làm cái gì tôi làm đấy thôi. Tôi không còn lầm lẫn nữa, tôi không còn đi cúng tụng lại lục cầu xin nữa, tôi không có lại Phật nữa, tôi không có xin Phật cái gì đâu. Ổng để lại một cái giải sản quá lớn, giác ngộ giải thoát, căn cứ vào chỗ này mà thực hiện thôi. Chứ không Phật để lại vậy thôi, còn muốn gì nữa. Còn về cúng tụng lại lục lộng là của đạo khác. Năm pháp môn kia là ổng thỏa mãn cho cái người tham lam, muốn chứng, muốn đắc thế giới này. Thì bây giờ mấy ngàn năm chứng đắc rồi đó, bây giờ muốn hết chứng đắc không? Đi về, tôi chỉ đường đi về thôi, ở đây đã rồi, ai muốn về tôi dẫn về, có vậy thôi. Đó, thì ổng rõ ràng vậy, mình cảm ơn ổng vậy thôi, chứ không phải lại ổng. Rồi, tôi con cảm ơn Như Lai đã để lại cái pháp môn thứ sáu này, và đã được chùa Thiền Tông Công Diệu công bố ra ngày 14 tháng 5, 2017. Mà công bố bằng luật pháp và chính quyền cho phép, cũng như giáo hội cho phép. Đây là nó hợp pháp rồi. Thì mình cứ tu thôi, mình theo cái này. Thì bây giờ tôi nói là tiền dân Việt Nam 100 triệu, 98 triệu, người nào cũng biết cái này rồi sao đây? Đâu có mê tín gì đâu, gì nữa đâu. Dân Việt Nam mình phải là sáng suốt không, nhất thế giới không? Mà mình không làm thôi chứ giờ nói gì sao? Giờ ở đó tu cũng được, tu cũng được thì vô mình tưởng. Đâu con hỏi tiếp đi. Thưa bác, theo Thiền Tông, bác nói từng giai đoạn và nội dung khác nhau, đúng thời điểm thầy mới nói ra, người có duyên thì nhận ra những kiến thức và giác ngộ giải thoát. Những người không có duyên thì ôm những kiến thức cũ. Vậy đường giải thoát có thành tựu không ạ? Làm sao thành tựu được? Bây giờ đó, cái Thiền Tông này nó có 10 cái tầng bậc. Anh chỉ mở con mắt anh mới đi trên đường được. Còn mà anh nhắm mắt thì ở dưới đất á, anh đi làm sao? Phải trèo lên được con đường mới đi, mà 10 trên 10. Còn nếu 9 trên 10 thì cũng một chân dưới ruộng, một chân trên bờ, thì cố gắng trèo lên cho được trên bờ để rồi đi. Làm sao mà phải trèo lên cho được. Còn mình mà 5-6% thôi, mình đi ở dưới nước không thử, đi dưới ruộng không có lên được. Thì mình làm sao? Bây giờ ta chỉ con đường cất bước lên đi là phải làm sao tạo được công đức để đi ra ngoài. Công đức là cái thứ lực dương để nó đẩy con người ta đi ra ngoài cái quy luật nhân quả là dương và âm. Thì mới đi được. Đi trên dương thì phải nương theo công đức mà đi. Giống như đi trên đường phải nương theo con mắt mà đi. Còn đi ở dưới âm gọi là nhắm mắt mà đi, hoàn toàn không đi được. Mình hiểu cái nguyên tắc này. Còn mình đi được hay là không là do cái công đức mình có là không, và tìm đủ cách. Vừa đầu tôi mới nói vấn đề mà tạo công đức. Ngày xưa thì còn đi giao cuốn sách này chứ, bây giờ thôi giờ này mình có khả năng 2-3 chục cuốn sách này mướn người ta đọc, anh đọc anh giải thích được, tôi thưởng anh, nói vậy thôi. Nói đọc tự nhiên nó vô là tự nhiên mình có công đức. Mình chính người đó cũng có công đức, mà mình cũng có công đức, mình độ người ta bằng cách đó. Đâu có tốn tiền nhiều đâu. Còn mình mua một quyển sách là thí dụ chẳng như 50 ngàn đi, giờ mình bỏ mình thưởng 40 thôi, thiếu gì người họ lo. Còn có tiền thì mình sửa được 100 ngàn. Anh đọc hết cái này, anh chỉ nói được một khía cạnh, tôi hỏi anh rồi tôi cho anh 100 ngàn, có vậy thôi. Khúc đó nó đi kiếm, nó sắp hàng rồi, khúc đó lên mạng đi rồi nó hỏi cho coi, nó đang tiêu gì công đức. Bây giờ thời buổi này là tạo công đức nhanh nhất, vì Thiền Tông bắt đầu nó chuẩn bị, nó đi vào kết thúc. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người tu có mấy cái thanh tịnh ạ? Đây thì nếu nói người tu là không có đúng.
Ở vật lý là tu để ép cho thanh tịnh là A-la-hán, là tu ép thanh tịnh để mà tạo thành quá thành, tạo thành cái ảo tác, kêu một cái ảo giác thanh tịnh. Còn cái thanh tịnh tự nhiên trong cái tánh Phật của mình đó, là thấy nghe nó biết tự nhiên thanh tịnh, đó là cái chân như thanh tịnh không tu. Làm sao mà công đức có tự nhiên mình nhận ra cái này thôi, công đức có tự nhiên nhận cái này không tu, thì đó gọi là thanh tịnh ở thế giới này, thấy bằng tánh Phật kiến tánh thanh tịnh. Còn về Phật giới khỏi cần tìm, vô đó là nó thanh tịnh rồi, nó trạc, nó vô trong một cái không gian thanh tịnh rồi, không có cần tu ở trong không gian thanh tịnh. Còn ở trong ở đây gọi thanh không gian vật lý nhưng mà có thanh tịnh, khó tìm ở đâu này, nó khó là khó, nó khó bởi vì nó khó trong cái động mà tìm cái không động, khó có, nó khó lắm. Rồi ông hỏi tiếp đi. Thưa bác, thiền tông không tu thanh tịnh như thế nào ạ? Thiền tông ta ra ta chỉ thôi chứ có tu gì đâu, ta chỉ ở cái này nó là quy luật vật lý, cái này là thanh tịnh, cái này về Phật giới thôi chứ đâu có tu gì đâu, có nghĩa là đơn giản thôi. Thiền tông ra đời ta cắt nghĩa lại quy luật nhân quả luân hồi và quy luật sống ngoài quy luật nhân quả luân hồi và con đường trở về Phật giới. Thiền tông có vậy thôi, đơn giản vậy thôi, hoàn toàn nói. Nếu mà nói thiền tông tu một cái là sai liền, có nghĩa là tu là dụng công, là dụng công là anh sai, hoàn toàn sai. Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, người theo thiền tông thấy biết được 6 nẻo luân hồi ở trái đất này, vậy 6 con đường đi hưởng phước đi như thế nào ạ? Tất cả đi hưởng phước dương và phước đức âm, mà ta gọi là nghiệp chứ không phải là hưởng. Hưởng nghiệp phước đức dương và hiểm hưởng nghiệp phước đức âm đi bằng công thức. Nên nhớ phải đi bằng công thức. Thí dụ bây giờ con muốn lên giảng sanh lên nước cực lạc sống, thì lúc nào con phải nhớ cái nước cực lạc đó, nó như thế nào, nó đẹp như thế nào, phải con phải nhớ. Nhớ là niệm mà. Mà cái ông quản lý là cái làm nào, ông A-di-đà đó, phải nhớ cái ông đó đó. Nhưng mà có một điều á, là con muốn lên đó là phải đi bằng công thức. Công thức bằng phước đức dương. Phước đức dương là sao? Con giúp người ta hết khổ, rồi mỗi người hết khổ là một điểm đi, 1.000 điểm. Mà muốn lên đó đó thì con phải có 1.000.000 điểm. Con nên nhớ để con tạo được 1.000.000 điểm không? Tương đương, 1.000.000 điểm tương đương với 1 tỷ bạc tiền Việt Nam hiện tại. Con làm sao con tạo đi? Giống như giờ bên Mỹ nó thông báo là bây giờ đi Mỹ 30.000 đô đó, đi 1 tháng về đó. 2.500 thôi con ngồi nhà, không có năn nỉ đó. Không có nhà cò nha, nhớ nha. Đi hưởng phước mà thiếu đừng nhờ cò, giống như đi lên nước cực lạc mà hưởng đừng có nhờ mấy ông tụng hỏi. Đủ thì tự nhiên, đủ là gì? Trên thế giới nhân quả này, đủ là ông thần có nhiệm vụ là thực thi nhân quả quăng lên trên đó. Nghe không? Có nghĩa là mình có phước đức dương là nó bay rồi đó, nhưng mà đều ông thần thực thi nhân quả bằng cách là điều chỉnh lại, điều chỉnh cái đường đi của mình thôi. Ông thần là thực thi nhân quả bằng cách là điều chỉnh. Chứ sự thật nó bay lên trở, nó bay lên trở rồi mình cũng không biết đi vòng vòng đi kiếm. Ông thần khỏi kiếm, mày đúng không? Tao nhìn thấy rồi đó, tao quăng mày một cái tới cái dèo liền. Giống như mình ở đây, thí dụ bà có số điện thoại của bà con nào bên Mỹ á, đúng số, mày gài số thì gọi đúng nó, còn không nghe ra qua bển hỏi tổng đài cái nằm ở chỗ nào, đi vòng vòng có biết, gọi thẳng liền. Nó thần thực thi nhân quả lên cái cõi cực lạc, nó phải đi đúng cái công thức của nó. Thì các cõi trời khác, Thượng Đế cũng vậy, Ngọc Hoàng cũng vậy, vô sắc, hữu sắc gì cũng y trong cái này hết. Phải đi bằng công thức. Nhưng mà tuyệt đối không có cầu nhờ ai hết, tự lực. Không ai cho mình cái này đâu. Còn những người mà người ta nói tôi giúp cho tôi phụ, hoàn toàn lừa mình đó. Ông còn chưa biết đường mà là bây giờ giúp tôi cái gì. Thiền tông ra đời nó nói rất rõ ràng. Không? Tuyệt đối đừng có nhờ. Mình nhờ là bị mấy ông thầy lừa mình. Ông còn không biết cái này mà làm sao ông giúp. Bởi vì có nhiều kỳ chết rồi đem mấy triệu, mấy chục triệu ra tụng. Tụng cái gì? Tụng sao? Tụng xin lỗi để mấy chục triệu làm chuyện khác, lợi cho gia đình. Rồi có hỏi tiếp đi. Tiếp theo sẽ là chương trình cầu truyền hình của Hà Nội. Xin mời kết nối với Hà Nội. Alo.
Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Con đã truyền thiền được 3 năm rồi, nhưng bản thân không tạo được công đức trong sáng. Cuộc sống hiện tại không được thuận hòa. Con cảm thấy không đủ sức đi tiếp. Con định dừng lại và không tu theo pháp môn nào nữa, không theo đạo nào, chỉ thờ tổ tiên, sống thiện bình thường. Như vậy đến cuối đời con sẽ vãng sinh về đâu ạ? Vãng sanh cái gì? Ở gia đình không có vãng sanh, ở tại chỗ. Vãng sanh là đi lên. Còn mình không có, ở gia đình ở đồng vòng gia đình hoài, hoặc là dòng tộc thôi. Chứ là vãng sanh gì? Có nghĩa là mình không tạo cái gì thì thôi mình ở trong gia tộc rồi đi. Làm vợ chồng con cháu nữa, thì cứ làm hoài thôi. Bởi vì thiền tông này nó muốn vô cũng khó lắm, phải dễ đâu. Thấy thì dễ vậy á, nhưng mà không khó lắm. Vô rồi sẽ thấy. Bởi vì truyền thiền mà còn có 5 người đi tới, còn 95 người rút lui. Thì mình nếu mình rút lui về gia tộc là tốt nha. Rút lui về gia tộc mà cúng coi chừng vô làm cô hồn đó. Thà ở gia tộc làm tiếp, làm vợ chồng con cái tiếp, giàu nghèo không cần biết. Vô cô hồn coi chừng, vô hồn nó cái nhân quả nó nặng lắm. Khi mà thả cô hồn rồi khó, muốn trở vô dòng tộc cũng không ai mà chấp nhận mình đâu. Mày trước mày cái làm cô hồn quắc đảng, bây giờ vô đây mày quậy thào. Thì phải cố gắng dẹp cái này đi. Ở gia đình thì cứ làm gia đình thôi. Thầy là kêu bằng, có lúc thì sanh thành phố, có lúc thì sanh ở tỉnh, có lúc là sanh nông thôn, rồi tinh rừng, kệ nó đâu, có nó quy luật mà. Mình thấy thành phố mình lên người cao nguyên, mình sợ chứ sự thật, ở đấy cũng quen. Sanh ra đâu thì yên tới đó, nó đâu quen đó, nó có sao đâu. Thì nếu mà theo thiền tông được tuyệt đối, đừng có đi làm bậy. Thứ nhất là tuyệt đối đừng có cúng tụng cầu xin ngay coi chừng cái đó. Nó vô có làm cô hồn. Nghĩa là bây giờ anh bắt đầu anh mở một cái cuộc cúng rồi thì chắc chắn 100% anh phải vô cái loài đó. Rồi có hồn ăn đồ cúng mà. Thì mình phải kêu bằng chơi cái loài nào thì phải vào cái loài đó. Nên nhớ là phải cố gắng. Mình phải hiểu cái quy luật này. Bởi vì thiền tông nó ra đời là cúng tụng lại cầu xin xăm bói quả là chết luôn à. Nó đi vào trong cái thế giới của hồn chứ không đâu đó. Thì ta nói cho rõ cho biết vậy. Mình phải hiểu cái thế này nè. Ở thế giới này nè, nó có hai cái đường. Một là dương, hai là âm. Dương nó tượng trưng cho màu trắng, âm nó tượng trưng màu đen. Ai tu mà thích màu trắng thì lên dương. Ai tu mà thích màu đen xuống âm, hai con đường đó. Còn muốn làm thần đó, thì màu đỏ đó. Muốn tu cái gì tu, ba cái màu căn bản tại trái đất này nè. Muốn lên trời mặc đồ trắng tu, muốn ở trái đất mặc đồ đen tu, làm thần mặc đồ đỏ tu, rồi căn bản ha. Còn mà muốn lao động mặc đồ nâu chống giáo, rồi lao động mặc nào lâu, tự làm tự ăn, không ai cúng. Mình tu là mình lo cho mình, đừng có bắt người ta cúng cho mình. Nên nhớ thế giới vật lý nó vậy. Anh cúng của người ta, anh tại sao anh ngồi đây anh cúng, anh tu cho anh mà anh bắt người ta nuôi anh, mà nuôi mà đưa tiền còn phải quỳ lại ông nữa. Thì ông chỉ nước vô rừng ông ở thôi, không có xuống địa ngục có hai con đường đó thôi. Mình tu cho mình mà bắt người ta lại mình cúng cho mình ăn nữa. Rồi bắt mình gọi bằng thầy nữa là sao? Mà thầy mà dạy thì không nói gì mà thầy không biết gì hết. Thầy mà đi làm chuyện mê tín gì đó, rồi đem bóng đá vô, rồi đem đám cưới vô, rồi đem bùa phép vô. Thầy cái kiểu gì kìa? Mà tiến sĩ đó. Tiến sĩ Phật học mà đi xin xăm bói quẻ, trời ơi! Nó nhục làm sao? Tiến sĩ Phật học mà đi bình luận bóng đá, tiến sĩ Phật học mà đi chủ trì đám cưới, tiến sĩ Phật học mà đi làm bùa, trời ơi! Cái đạo Phật nó phải chuẩn lại chứ. Thiền tông ra đời, đạo Phật phải chuẩn cái gì này lại để cho xứng đáng là tinh hoa của nhân loại. Đạo Phật tinh hoa nhân loại đâu có thể đưa mấy cái ông bùa phép vô đây đi nói chuyện trên trời đất. Như ông Nhật Từ, ông nói ông Phật không biết thiền thiền, trời ơi, thật thủy tổ loài người, thủy tổ thiền tâm mà ông nói không biết thiền thiền, mà không biết là ông thọc với ai tôi cũng không biết nữa, mà có bằng tiến sĩ nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 2, người truyền thiền
có bảng phong Phật gia và giấy yếu chỉ Thiền Tông nhưng lại thối lui, không theo được Thiền Tông, thì bảng Phật gia và giấy yếu chỉ Thiền Tông nên đốt đi hay phải làm như thế nào ạ? Cái phần này là giống như người ta cấp cho anh cái bằng lái xe rồi, anh xài không xài, anh làm gì làm kệ ta, ta không thu hồi lại đâu. Đã ta cấp cho rồi thì tùy nghi sử dụng, muốn đốt muốn làm cái gì làm. Thấy không? Còn nếu không ấy thì để kỷ niệm thôi, giờ tôi lên không nổi tôi trả lời, giống như tôi thi bằng đậu bằng lái xe và tôi lái không nổi thôi tôi để dành nó đi, tôi làm chuyện khác, ai rạy mình. Thấy không? Đừng có suy nghĩ tưởng tượng tầm bậy, muốn đốt đốt, muốn để lưu niệm để. Còn cái này là người ta biết, tôi biết đó là đầu tiên đó là cũng thấy hay rồi nhào vô thôi, nhưng mà nhào vô rồi để thấy, tưởng đâu đơn giản. Bởi vì đơn giản là nó là tại chùa Thiền Tông không tu mà thành Phật, mới chết cái câu đó. Không tu mà giải thoát mới nhào vô, tưởng là ai về muốn giải thoát đi nhiều khê lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Thành ra bây giờ phải chịu thôi. Chứ giờ biết nói sao chứ, đã giờ ông Phật đã cảnh cáo rồi. 100 người truyền thiền chỉ có 5 người đi tới, 5 người là ổng còn nói nhiều quá. Thấy không? Ổng còn vớt chứ sự thật tôi thấy có chừng 2 người, không biết có không nữa. Nó khó, cực kỳ khó chứ đâu phải. Bởi vì thế giới vật lý nó quay mà. Bởi vì thế giới vật lý là thế giới keo. Keo là cái gì? Tiền, tài, danh lợi, địa vị. Keo là 3 cái loại keo. Tiền, tài, danh lợi, địa vị, keo này nó đụng tới đâu, nó dính tới đó đó. Không phải dễ đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Ba là cậu tu Thiền Tông tu sai như thế nào thì sẽ vào hầm 10 tỷ năm. Mong thầy cho ví dụ cụ thể ạ. Tu Thiền Tông tu sai thì nó có hai cái loại. Ví dụ anh tu mà anh không có năng lực thì anh tu sai, thì nó theo cái quy luật nhân quả vật lý. Nó phải đi theo cái quy luật nhân quả, nó quật anh. Nặng nhất là 18 tầng địa ngục thôi. Bởi vì đi phân tích cái này, cái người mà tu Thiền Tông không phải là một tu sĩ, là cái nhân quả nó khác. Người tu Thiền Tông mà do một tu sĩ thực thi cái này, nó nhân quả nó khác. Khi tu Thiền Tông không phải là nhân sĩ, là nó đi theo cái quy luật nhân hồi bình thường. Có nghĩa là suốt cuộc đời anh tạo cái gì tôi không biết, nhưng mà sau cùng cái ngày kết thúc của anh á, thần thực thi nhân quả coi trong cái nghiệp nhân quả là cái nằm ở tầng số mấy. Trong 12 cái tần số của cái luân hồi nằm ở đâu thì ông thần thực thi nhân quả vào cái tần số đó. Cái đó là người bình thường. Còn khi mà một người mà tu đạo Phật giác ngộ giải thoát rồi, có hai con đường đi. Một, giác ngộ. Anh không giác ngộ được thì anh phải đi tìm con đường nhân quả của anh. Thì hai con đường nhân quả này, nếu mà anh triệt phá cái Thiền Tông là anh đi xuống hầm 10 tỷ á. Còn nếu mà anh tu sai thì anh xuống 18 tầng địa ngục, nó kéo lên, hết nó kéo lên, hoặc là vô rừng. Người tu có hai con đường đó. Một là anh xuống địa ngục anh ở, hai là anh vô rừng anh ở. Rồi, còn nếu mà anh tu mà anh chứng A-la-hán là khác. Chứng A-la-hán là anh vô cái đẳng cấp A-la-hán là nó trong núi á. Tu thì nó phải đúng rồi, giống như người ở thế gian. Anh là dân thường, anh muốn đi đâu đi, anh có tiền đi đâu đi. Còn nếu dân thường mà giờ tôi muốn làm quân đội, rồi vô quân đội. Quân đội thì có đường, một là anh làm cho đúng, thì anh được thưởng. Hai, anh làm tầm bậy, bộ lực quân đội nó đem nó xử anh, có vậy thôi. Rồi bên công chức nó cũng vậy. Đó, mình phải hiểu cái quy luật này. Ở trái đất này nếu mà người không tu mà bên ngoài mình làm gì, nó theo 12 con đường nhân quả, tùy theo mình. Sát sanh thì làm con thú, giết người thì vô cái tầng địa ngục. Đó, mình phải hiểu vậy. Làm phước lên trời, làm phước trời sáu con đường đi, mình làm phước nào? Nếu mình tu theo đạo Thiên Chúa thì lên thiên đàng ở, tu theo đạo Phật thì giảng sanh lên cực lạc ở. Đó, mình phải hiểu mỗi một tôn giáo nó có con đường riêng. Đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng có cõi trời, cõi ở đất hoặc là địa cục này. Nhưng bây giờ Thiền Tông ra đời để nói cho rõ, để cho ai cũng biết rằng muốn thì phải làm cho đúng, chứ đừng có làm lơ mơ. Vậy Thiền Tông ra đời tao nói rõ, mà Thiền Tông ra đời là dạy là công thức chứ không phải là cái
công, anh muốn làm phước đức phải có công thức, muốn làm ác đức cũng có công thức, nha. Muốn trở về Phật giới cũng phải bằng công thức. Nhưng mà trở về Phật giới thì mới công bố đã 2 năm thôi, ngày 14 tháng 5 2017 mới hiểu được. Trước đó hoàn toàn không ai hiểu cái giải thoát là gì. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 4, người tu thiền tông buôn bán hàng không tốt mà bảo hàng tốt, mua rẻ bán lại đắt, vậy người này khi nói về thiền tông thì có bị sai không ạ? Bây giờ tu thiền tông thì mình phải chuẩn, đạt chuẩn thiền tông mới đi nói được. Còn lem nhem nói tầm bậy, nó giật sức mép luôn á. Bây giờ giống như mình đi học, đi học ra làm thầy giáo thì phải đạt chuẩn thầy giáo, đi dạy người ta. Lem nhem thầy không ra thầy, trò không ra trò, kêu mà thầy thợ không ra cái gì đó. Đi nói thì đưa về nhân quả nó hoặc mình. Thế giới này nó là vậy. Có nghĩa mà mình làm bất cứ cái gì, nghề gì trên thế gian này, kể cả người đạo Phật cũng vậy. Anh phải tu đạo Phật, anh tu cái gì, anh phải đạt cái chuẩn này mới đi dạy người ta. Còn anh hiểu lơ mơ mình dạy người ta thì đương nhân quả nó giật sức mép mình ráng chịu. Nó cái quy luật vật lý nó là vậy, luật nhân quả nó là vậy. Mình tu, bất cứ tu cái gì cũng vậy, thiền tông hay là vật lý hay là tịnh độ tông, mật chú tông, mình phải đạt cái chuẩn này. Anh tu mật chú tông thì cũng phải được đúng có công thức của nó chứ. Tu mà niệm hiển linh thì anh mới dạy người ta. Còn anh tu mà anh không hiểu cái hiển linh là cái gì thì anh dạy người ta, cô hồn nó nhập vô sao? Cô hồn nhập vô rồi làm tầm bậy là mình mang cái nghiệp nữa. Thấy không? Tất cả năm pháp môn này anh tu cái gì cũng phải đạt được. Thiền tông cũng vậy, anh phải đạt cho được cái chuẩn anh mới dạy người ta. Còn không đạt thôi đừng, ngồi nhà đi. Chứ đừng có gì danh, gì lợi, gì địa vị rồi nhào ra. Biết hai ba chữ cái bè, biết có hai ba chữ, cái hai ba tiếng Anh cái đời được mở cái trường dạy vậy, Anh ngữ. Rồi sao? Cái đó tự mình đi lừa người ta rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 5, thọ mạng còn, nếu bị tai nạn do biến âm hại thì thần nhân quả sẽ làm thế nào ạ? Lặp lại. Thọ mạng còn, nếu bị tai nạn do biến âm hại thì thần nhân quả sẽ làm như thế nào ạ? Cái thần nhân quả này nè, khi mình mất rồi thì người ta mất, bởi vì ta coi trong cái tổng cái tần số, tần nhân quả nó có cái 12 cái tần số. À, nếu mà tính theo thiền tông nó có 13 cái tần số, thì nó căn cứ vào mình đạt cái đỉnh nào, cái nhân quả nằm ở điểm nào thì nó thực thi bằng cái điểm đó. Chứ ổng không theo dõi nè. Bây giờ kết quả xong rồi, giống như ở ngoài đời anh làm gì làm mà kết quả cái điểm anh nằm ở chỗ nào nó thực thi cái điểm đó thôi. Có vậy thôi, đơn giản. Ổng không cần kiểm soát gì hết. Kết thúc rồi nó sẽ hiện ra. Bây giờ bởi vì thời văn minh cao người ta hiểu được. Văn minh cao rồi, anh đi làm ai tụi biết. Mà tới tháng anh được bao nhiêu tiền, xuất tôi chung anh vậy thôi. Khỏi cần điều tra, nó hiện lên mà. Thì trong suốt cuộc đời của mình nó hiện ra cái gì trong lúc mà mình hết làm việc nữa thì thần thực thi nhân quả cái điểm đó đó. Thì cái điểm đó 12 cái điểm luân hồi nằm ở đâu thực thi đó, đơn giản. Chứ không phải ngồi đó mà tính, không có lấy sổ tính. Bây giờ nó hiện ra hết. Anh làm một tháng đó bây giờ 10 triệu, lúc học 10 triệu chung anh rồi không. Anh làm suốt cuộc đời anh chết ở đâu thực thi nhân quả chỗ đó, có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 6 ạ. Tại sao cây sống lâu năm lại có hồn ạ? Bây giờ nè, khi nào anh vô làm thực vật rồi đó, anh muốn trở lại làm người thì anh phải trở lại làm hồn cây mới ra được. Con đường bởi vì có hồn cây bắt đầu nó thấy, còn bắt đầu vô làm thực vật không thấy. Kể là sống lang thang trong rừng thôi. Cây nào cũng ấy, mà khi mà cái cây nó hồn cây là bắt đầu Phật cái tánh thấy nó mới mở ra thì anh mới trở lại làm người được. Cái luân hồi nó là vậy đó. Không phải mới nhào vô là anh đầu thai vô cây to, không có đâu, nó làm cỏ cây không nhỏ, rồi từ từ nó mới đi vào trong những cái cây lớn á. Ví dụ là 2 tỷ năm rồi thì bây giờ
cái tần số nó mà theo quy luật luân hồi mà nó nhả ra, nhả từ 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 lên thành cái hồn cây, hồn cây mới nhìn thấy được thì mới trở lại làm người được, mới trở lại cái dòng tộc được mà đầu thai tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên lý đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 7, hồn cây có giống với trung ấm thân không ạ? Có gì? Hồn cây có giống với trung ấm thân không? Cái đó là nó hiện á, nó hồn cây là bắt đầu nó thấy được trung ấm thân của nó đó. Nghe không? Tất cả những gì mà có danh đều có trung ấm thân hết, nhưng mà những cái dưới nó không nhìn thấy nó, thành nó tưởng nó là chỉ một khối thôi. Khi mà hồn cây nó mới thấy được trung ấm thân đó, thì trung thân về vô dòng tộc người ta mới chấp nhận, chứ không có trung thân vô không được. Nghe không? Giống như mang trung thân là gì, mang một sắc thân bằng điện từ, thì vô dòng tộc nó mày hồi đó tên A tên B vậy đó. Rồi ta cho mày trả lại, mày hết rồi, mày trả hết rồi, giống như mà ở tù á. Rồi giờ đem cái giấy về nó, thưa dòng tộc ở tù xong rồi, giờ tôi ra tôi làm người tiếp được, dòng tộc cho đi, rồi gia nhập làm tiếp, muốn đi lưng rồi tùy theo con á, giờ muốn đi đâu thì vô đi tiếp. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Câu 8, gia đình con luôn lúc nào cũng cầu khẩn việc này việc nọ, không biết cầu khẩn như vậy có đúng với tinh thần của đạo Phật không ạ? Nếu mà cầu cho cô hồn thì đúng, mà thiền tông không đúng. Bởi vì tôi nói là thế giới này là thế giới ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ súc sanh, bây giờ cầu ai? Cầu ông A Di Đà chăng? Nó tao đâu có ở dưới này đâu, mà tao đâu có gì đâu, tôi bay cầu tao. Muốn gì lên trên này, tao dạy cho giác ngộ giải thoát. Tao không lên thôi, chứ cầu gì, ông Thế Ca nó tao dạy năm pháp môn tu, muốn đi đâu đi, rồi muốn giác ngộ giải thoát thì tu, chứ cầu cái gì? Cầu tất nhiên là mình bắt đầu mình cầu là có người chứng cho mình rồi đó, là cô hồn đó, nó hiện ra nó chứng cho mình đó. Có nghĩa là mình lập cơ sở cầu, cô hồn nhào vô liền. Vì thế mà các chùa tại sao không thờ Phật mà thờ kêu ông cô hồn vô, kêu thần vô. Cầu mà, thể cầu là có. Nhưng mà đều nên nhớ rằng trái đất này ngũ thú tập cư nắm được căn bản này, thần không có không làm chuyện này. Cô hồn muốn cầu nó ta là Ngọc Hoàng nè, ta là Thượng Đế nè, tao đứng bề trên, nó nói gì nói cả, cô hồn mà. Đó, mình phải hiểu cái này. Ở trái đất ngày cầu là dính vô cô hồn, mà mình thì nói cô hồn, chứ nó không phải nói cô hồn, nó tôi là thánh. Tự nó xưng luôn á. Mình thì biết là cái đẳng cấp nó là cô hồn, mà nó hỏi mày ông là gì, tôi là thánh, rồi xong. Rồi mình tính tin sâu chuyện của mình, ủa cầu tôi thì tôi nói vậy thôi. Phải hiểu cái thế giới này, thiền tông mới dám nói cái này, còn ngoài ra không ai dám nói này. Tôi nói thiệt, bây giờ thiền tông mới dám nói. Tại sao dám nói? Là căn cứ vào ngũ thú tập cư, mà trong quyền ký đã nói rất rõ ràng. Căn cứ về tam giới, quyền ký đã nói là tam giới, giới nào ở riêng thế giới này. Thế giới loài người thì nói chuyện với loài người, chứ không thể mà xuống với biển sống với con cá được. Không thể lên Ngọc Hoàng nó được, không thể lên nước Tịnh Lộ nó được. Thế giới nào phải ra thế đấy. Nghe không? Cô hồn thì ăn nói chuyện với cô hồn. Sở dĩ mà cô hồn nó nhập được mình là vậy, cái đẳng cấp nó sát bên mình là mình ham muốn nó, thì nó mới nhập vô. Chứ nếu mà mình không cầu nó làm sao nó nhập. Tất cả thì kiểm đi mấy cái người mà gọi là bị dông nhập sát hoàn toàn cúng hết, mê tín gì đó nó mới nhập vô. Mới ngủ 6 sáng không chịu ngủ, 4 giờ thức dậy đi cầu nó, rồi giờ đó là linh của nó, cầu nó nhào vô liền. Hỏi giờ cầu gì, tôi là thánh gì đó, rồi xong rồi. Cô hồn mà nó xưng thánh rồi thôi mình chịu thua rồi. Rồi nó làm cho 1-2 cái hiện tượng lạ, rồi phát rồi đem cúng, mua bò heo cúng mới chết. Là tự mình rước nó vô, chứ nó đâu có ham muốn đâu. Mà cái đẳng cấp đó là thỏa mãn những người mê tín. Vì thế mà thiền tông ra đời để nói là cái, để mà xóa cái mê tín này, những cái mà linh thiêng quyền bí là do của hồn, chứ không có ai. Ông Phật không có làm, không lẽ ăn no làm chuyện này? Ông Phật xóa mê tín mà không lẽ ông Phật làm chuyện mê tín? Ông Phật đâu ở đây mà cúng? Mình nên nhớ rồi. Còn mình thì thôi, nấu xào nấu nướng còn ngon lành mà đem ra ăn liền cho nó nóng, còn cúng cái gì? Cúng thì nó có chứ không phải không. Nhưng mà thấy cô hồn lang thang quá thì thôi, đem ra cúng cho nó ăn đi.
nhưng mà nên ăn rồi thôi bỏ đi chứ đừng có ăn. Đó mình thương người ta mình cúng rồi mình còn lấy lợi ăn nữa thì chết rồi, mình đâu có trí tuệ đâu. À, rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ 9, Đức Phật dạy về Phật tánh quá hay và khoa học, nhưng tại sao người lại không nhận ra? Lặp lại cho rõ. Đức Phật dạy về Phật tánh quá hay và khoa học, nhưng tại sao mọi người lại không nhận ra? À, đâu Phật khoa học vậy? Khoa học là đối với con người sáng mắt, con người mù mắt làm sao biết khoa học? Con người nhắm mắt rồi biết khoa học khoa gì, nó không đâu có thấy được khoa học. Bởi vì tại là cái con người mù mắt giống như rời voi vậy đó. Nó đâu có biết voi đâu. Rợ gì nói đúng đấy. Nó khoa học đối với con người sáng mắt. Vì thế mà Đức Phật, ông nói là muốn tu này, anh phải kiến tánh, anh mới tu được. Còn không kiến tánh, đừng có tu. Nếu không kiến tánh, anh tu giống như mù rồi voi thôi. Nó lạ cái chỗ đó đó. Thành ra bắt buộc người tu đạo Phật phải kiến tánh. Mà kiến tánh bằng câu là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập tri tức tính niết bàn. Tính niết bàn là tính thanh tịnh của con người đó. Anh phải làm sao tu, anh đạt được hai cái chữ này, hai cái câu này thì mới tu thiền tông được. Còn không đạt hai câu này, đừng tu mất công. Tu giống như mù sờ voi thôi. Nghe không? Nên nhớ cái căn bản đạo Phật nó là chỗ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 10, xin thầy vui lòng chỉ giúp con cái hay thấy của Phật tánh ạ. Thấy thì ai cũng hằng thấy mà. Cái thấy mà gọi là tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Mình nhớ là tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Tánh thấy phân biệt là đây tánh người. Có vậy thôi. Có gì là người ta chỉ cho rõ thì mình cố gắng mình lặp đi câu này này. Mình vô nhà đó mình ghi hai câu này rồi cái mình thu máy luôn, bỏ tay lúc nào cũng nghe câu này, nghe này 6 tháng hoặc 3 tháng nó kiến tánh liền, cứ ghi đi. Tánh thấy thanh tịnh là đây, nếu bạn cái lập hoài đi hơi chấp té thấy chấp té giật mình thấy đó. Cái đó ta chỉ cho mình phải vậy đó. Tất cả những đạo Phật nó có nhiều cái câu rất hay, mình không biết là cứ lập đi lập hoài hoài nghe không. Tánh thấy theo thấy là theo cô hồn rồi, mình cúng quải là theo cô hồn, mình cứ nói vậy rồi mình lại ở trong vô cái nhà mình hai ba câu kệ vậy, hai ba câu liễn vậy đó, nhưng làm sao có cái chịu đi cúng đó. Thì mình hiểu cái này, mình hiểu trong đạo Phật có nhiều cái câu rất hay, mình cái câu nào mình thích đó mình ghi để trong nhà mình á, ra đọc vô đọc, mới vừa đọc mà không thấy đường đụng vô cái cửa cái rầm cái đó Phật nhãn mở ra liền. Phật nhãn là Phật thứ ba đó. Nó u cái đầu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 11, biết ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ý câu này Đức Phật muốn nói lên điều gì ạ? Đức Phật còn nói ta dạy ông giác ngộ thoát mà ông không hiểu. Ông đi cúng không động chửi ông. tưởng ông Phật là cắt biểu các cái chùa đi cúng. Ông nói ta cắt cái chùa để giác ngộ giải thoát. Thì mình trước khi mắc các cái chùa mình phải xin là mình phải ghi trước chùa và giác ngộ giải thoát thì nó không lầm, mà để cái chùa không rồi bắt đầu cái cúng cái thành ra chùa cúng rồi chùa tụng thành chùa cúng. Muốn các cái chùa tiêu chí của mình là gì? Giác ngộ giải thoát, biết thì đi các không biết thôi. Trước khi bỏ nhà gia đình đi vô nhà chùa là nhà của Như Lai. Như Lai là cái gì? Là cái nhà đó không đến không đi, không có động. Nè, nhà đó là nhà thanh tịnh không được. Thanh tịnh là cái gì? Là nhà của Như Lai. Chữ thanh tịnh là mình làm sao mình biến cái nhà Như Lai thành nhà thanh tịnh. Thanh tịnh tự nhiên chứ không phải thanh tịnh A-la-hán. Thì đi tu mới đúng được. Tuyệt khó nhất là mình ở nhà mình nghèo quá đi. Cái tôi cạo cái đầu mua bộ đồ ao 150 vô các cái chùa vận động cúng tiền chết để thành ông triệu phú liền. Năm phút sau thành ông triệu phú liền, ai không thích. Nó chết là vô bị cái nhân quả liền. Nó mình bỏ cái ý định đó đi, có nghĩa là trong cái chùa tôi đi nè, nếu định muốn tu xuất gia thì vào nhà Như Lai phải tìm lại được chân thật của chính mình. Chân thật của mình là cái gì là mới đi tu được. Còn đừng có đi vô nhà Như Lai mà tìm tiền, tìm danh lợi địa vị thua là nhân quả nó quật chết luôn.
mà điển hình tất cả những người mà tu lâu năm tại sao không đi được là vì cái bị cái nhân quả sai. Tu đạo Phật tự làm mà ăn. Ngày xưa vua Giả Thất Thiên, bất cứ người nào có tu người ta cấp đất cho tự mà sống mà ăn, chứ không có đi xin ai hết đó. Rồi bây giờ nghe nó cắt chùa lời quá, đi vay tiền cắt cạo cái đầu bao nhiêu đâu, cạo đầu 15 ngàn, áo 150, quần áo 150 xong biến trở thành gì, ta là sư rồi. Rồi sao sư mà không biết sư, rồi đi lừa người ta, lừa người ta sao đi đâu? Thì một là hai vô rừng, hai xuống 18 tầng, nó muốn đi đâu đi. Nhiều ông thầy đi giảng đạo năm này tháng kia hỏi gì giác ngộ không biết. Trời, đạo Phật đạo giác ngộ mà hỏi giác ngộ gì không biết. Rồi sao hỏi thầy tu để làm gì, không biết tu làm gì, thế thôi thế gọi là thầy mù rồi. Đó, mình phải hiểu. Bây giờ Thiền Tông ra là tôi nói đắng bốc luôn, đạo Phật là đạo giác ngộ, không giác ngộ đừng tu. Đạo Phật là đạo giải thoát, không biết giải thoát đừng có tu. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại, không biết tinh hoa nhân loại đừng tu, thà đi tu đạo khác đi, đạo thần, đạo trời, đạo thánh gì đi. Muốn tu gì tu. Đạo Phật, chú Phật là trùm khắp mọi nơi mà, thì trùm khắp mọi nơi là chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Cái tánh Phật của mình nó phải theo mình suốt đời thì mới gọi là tu đạo Phật. Chứ đạo Phật không có thể được cầu nó cúng tụng lại lục cầu xin sám hối, xin sám bối quẻ, dẹp hết đó đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo thật là đạo mù. Đạo mù thì nó đúng là ông Phật cũng có dạy rồi, năm pháp môn cũng dạy mấy ngàn năm rồi, bây giờ 2017 mới cho công bố cái đạo sáng mắt ra bằng một buổi lễ rất rõ ràng, có chánh quyền giáo hội chứng minh rằng đạo sáng mắt được khai mở ngày 14 tháng 5 2017, gọi là đạo giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết giải thoát đi ra quy lực này, ta làm rất bài bản, nghe không? Mình phải hiểu đạo Phật nó là vậy, chứ không phải đạo Phật mà chuyên ngồi đó mà gõ mỏ lóc cốc len keng trời ơi đó. Mình làm nó chứ một ông Phật, ông trí tuệ. Bây giờ mình suy nghĩ không, Trần Nhân Tông làm vua sướng quá, không lẽ lên trên núi Yên Tử gõ cái gì trời. Mình phải hiểu lấy danh dự lợi cho mấy ông tổ chứ. Ông tổ mang cái dòng thiền tông đi mấy ngàn năm gian khổ, người ta 2561 năm từ khi Đức Phật để công bố ra dưới sự chứng kiến của chính quyền và giáo hội cũng như dân dân, chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu. Thông tấn báo chí truyền hình này cái đó chứ đâu phải nói chuyện nhỏ đâu. Mà bây giờ nghe tới giác ngộ chửi nát cái chùa Tân Dự Tiêu rồi sao giờ chửi chứ tôi biết công bố này ra là chửi tán nát luôn. Tôi biết trước sao không biết, vì tôi biết trước mà cái chùa tôi 4.000 thước vuông, tôi để 210 thước vuông thôi, là trong vòng này thôi, tôi ngu thì để ngoài. Nếu đi ngoài nó dùng áp lực nó lấy cái chùa này thì lấy cho lấy, nếu mà tôi thất thủ thì tôi vô đây tôi còn thủ bên ngoài được. Tại tôi tính hết chứ mà chuyện mấy ngày mấy chục năm tôi tính hết con đường tới đường lui. Khi công bố này khủng khiếp lắm chứ đâu phải nhờ công bố, nó xóa toàn bộ những cái mê tín gì đó, mà giờ đây hoàn toàn mê tín hết, làm sao đây? Rồi hỏi tiếp đi. Câu 12. Tu diệt tận định là tu diệt cái gì ạ? Cái gì? Lắp. Tu diệt tận định là tu diệt cái gì ạ? Tu diệt tận định ạ. Bây giờ cái lăng xăng của mình đó, nó lăng xăng hoàn diệt cho nó chết hết đi. Rồi mình định trái công cái đó. Có nghĩa là giống như anh ra ngoài biển, thấy nó bão à, sóng biển quá, anh làm sao? Dập cho nó chết cái sóng biển này. Nhưng mà cái người tu diệt tận định hay lắm. Khi mà anh diệt được rồi đó, thì anh liền với nó luôn. Thế giới vật lý mà tự nhiên sóng biển người ta đang dập mà anh làm cho thì nếu anh giỏi đó, thì anh cô độc lại một phần nhỏ thôi, anh thành thánh A-la-hán. Còn nếu mà anh không làm được á, giống như ra biển mà anh bắt sóng biển dừng là anh bắt nó không được sao, nó giật cánh nhào xuống cho chết luôn á. Đó là nguyên tắc thế giới này mà. Đó, thành ra bây giờ trong cái vùng bão mà anh làm được định trong đó, thành A-la-hán, vì thành ông Phật nói nếu anh làm được vậy anh là thánh một giờ một ngày thôi. Còn nếu mà anh giờ không được, nó quật anh sao, chìm xuống anh chết luôn. Mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 13. Tu dẹp vọng tưởng là dẹp vọng tưởng nào ạ?
Thì nguyên tắc á, bây giờ nó văn minh rồi mình mới thí dụ này nó mới dễ nè. Cái vọng tưởng giống như cái dynamo điện, nó phát điện, nó phát nguồn á. Thì cái vọng tưởng mình, cái tim nó đập, nó cũng phát ra cái ảo giác. Nó phát ra ảo giác, mình thấy này thấy kia, mình dẹp. Nha. Mình dẹp, đừng cho nó ảo giác. Thì giống như là ở thế gian mà mình dẹp cái làn sóng điện á. Còn ở trong mình mà dẹp ra cái làn sóng phát tưởng á, dẹp lên, thì cứ suy nghĩ đi. Nó dẹp vọng tưởng, dẹp cái đó đó. Nhưng mà mình có thể dẹp được không? Nhưng mà nếu mình mạnh hơn nó đó, thì nó hết. Còn yếu thì nó kéo mình đứt cần máu luôn á. Giống như giảng mà, hai cái thế lực kéo nhau. Ví dụ mà mình kéo thắng nó thì thôi, còn không thắng nó kéo ngược lại, vì mình giảng gần ra tự nhiên mình bất thân bất tội luôn. Hết biệt. Đó, nguyên tắc thế giới này. Đó, vậy thì ai muốn, ta giải thích vậy thôi, ai muốn làm gì làm. Còn đạo Phật không có xài cái gì, thế giới vật lý của nó. Muốn ấy bò ra, tìm đường bò ra khỏi cái thế giới này. Mà ông Phật chỉ con đường đi ra rồi, chứ không phải không. Ông biểu có công đức thì công đức nó sáng, nó đi ra được. Nó được quyền dẹp cái âm dương để nó đi. Đó, mình sẽ tạo công đức để đi được, mở con đường về Phật giới bằng con đường công đức để dẹp đi ra ngoài. Đây ta rõ, nó rất rõ ràng. Nó đúng là nó đơn giản, nhưng mà tại vì mình tưởng, người ta nói mình không nghe rồi mình cứ tưởng thôi. Nó thành là nó sai cái chỗ này thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 14. Thiền tứ niệm xứ, là tu niệm bốn xứ nào ạ? Đúng là cái gốc của tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là con người mình có đất nước gió lửa. Mình coi cái đất nước gió lửa nó nằm ở đâu mà nó trở thành con người được hoạt động, nói chuyện này chuyện kia. Đó, tứ niệm xứ là vậy thôi. Nhưng mà người ta không hiểu về sao á, người ta tưởng đâu là đi tìm xứ này xứ kia làm giàu. Chứ sự thật là tìm đất nước gió lửa mình nguyên cớ nào mà nó hình thành con người. Đó là tứ niệm xứ đi hiểm vậy. Đi mà hỏi cho vui thôi, chứ sự thật là ông Phật 37 pháp quán, ông không lẽ ông không dạy, thành là ông phải dạy cho mình ngồi mình tu để cho nó vui thôi. Cái bằng tu ở đây thì ông Phật nói là tất cả người ở đây nó tu là giống như nấu cát để nấu thành cơm cho nó vui thôi. Mà làm sao thành được? Bắt buộc tu mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy chục năm, cát vẫn là cát. Nếu mà không cho nấu cát đâu, mấy ông thầy không chịu. Bắt buộc, ổng là giờ nay tôi phải nấu rồi, nấu cơm rồi giờ tao đưa cát mày nấu đi, nấu chừng nào thành cơm mới ăn. Ông Phật ông lừa mình chơi thôi. 37 pháp quán là pháp lừa. Vì thế mà có chủ mà năm anh mù sờ voi, anh sờ đi muốn nói gì nói, tôi cho hết. Hỏi con voi, rồi ngài hỏi chứ thưa phụ, voi giống cái ngà. Đúng, nó cái ngà, nó cứ chứ sự thật con voi là cái con voi chứ làm gì có cái ngà. Rồi đâu nói đó thì ông chấp nhận thôi. Kêu bằng ông Phật nó đúng ra ông cũng lừa mấy ông tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật niệm chú ông lừa. Ông lừa cho thỏa mãn cái lòng tham của con người vậy thôi. Mà lúc đó nó đúng cái thời kỳ đồ đồng cũng không ai có cái khả năng mà để hỏi ổng nữa. Hỏi ổng cái thời tại sao mà Như Lai phải dạy cái này. Không, đó không ai dám hỏi. Mà chính bây giờ thời điện tử rồi mà còn không dám hỏi nữa chứ đừng có nói thời đó. Bây giờ tất cả những người sống ở đây là trang bị cái đầu bằng điện tử hết. Bởi vì con người ta có trang bị cái đầu có ba thời kỳ đời từ đồ đá không hiểu gì. Chỉ biết mấy cục đá thôi, rồi tới đồ đồng thì nó nâng cấp lên chút xíu. Từ đồ đồng nó chuyển qua đồ thau, đồ nhựa, đồ inox gì thôi, nó cũng cái đồ. Ha. Qua điện tử, bắt đầu qua vô hình rồi đó, rồi bắt đầu đi vào cái chu kỳ diệt của nó đó. Tất cả những cái gì trong thế giới nó phải chuyển tiếp ba cái thời kỳ. Ha. Thành ra bây giờ tới thời kỳ này mà chưa có những cái ngược cái đầu khoa học để hỏi cái này. Mà vẫn hỏi trong cái thời kỳ đồ đồng thôi. Tất cả những câu hỏi mà ta đã nói rồi mà mình không hiểu, gọi là mình hiểu theo cái thời kỳ đồ đồng. Chưa nâng cấp được cái đầu khoa học. Đầu khoa học khi tiếp cận rồi không hỏi. Nói một, hiểu một. Còn mà đầu kia nó nằm còn ở dưới cái tầng 7, 8, 6 vậy đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 15. Làm như thế nào để Phật tánh của mình dễ hiển lộ ạ?
không có làm gì hết, có công đức tự nhiên sáng. Hỏi chứ cái này, hỏi cái nhà này làm sao mà nó sáng, mở đèn nó sáng, có vậy thôi chứ không có làm cái gì thầy. Có nghĩa là mình muốn hiểu này, công đức phải lơ lên, nó đẩy lên khỏi mặt nước. Bây giờ con mắt của mình đang sống ở dưới cái tầng nước, nhìn không thấy được. Mà nói nôm na cho mình đang sống dưới đáy giếng á, chỉ thấy được cái đáy giếng thôi. Còn muốn lên cái đáy giếng phải làm sao con mắt mình ra khỏi cái mặt giếng, đứng hẳn trên đất. Người đứng hẳn trên đất gọi là người kiến tánh. Còn người mà lập lò như là bán kiến tánh nửa này nửa kia. Còn nằm ở dưới thì hỏi làm sao thấy, thì tao cũng bó tay luôn á. Tao ta chỉ mình ơi, muốn thấy thì phải trồi lên. Mà bằng cách nào? Công đức nó mới đưa mình lên được thôi. Còn phước đức dương nó cũng vẫn không lên được nha. Mà phước bà, ác đức hay là phước đức âm nó còn kéo mình sâu chứ, nó còn chết nữa. Hiểu cái công thức nó thôi. Có nghĩa là đạo Phật Thiền Tông tu bằng công thức. Nha không? Dẹp tất cả cầu xin lệ lục. Nhớ là Thiền Tông nói tới cái người nào trợ giúp hoàn toàn là không được. Hoàn toàn là sai. Mà cái người trợ giúp đó là ai? Thế gian này là ai? Là có cô hồn đó mà. Cô hồn nó xưng nó là thánh đó. Tôi nói cho biết đó. Giờ mới muốn theo thánh nào đó mình theo. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 16. Xin thầy chỉ giúp tánh nghe chân thật của chính con ạ. Thì tánh nghe thanh tịnh là tánh nghe mà đừng có chạy theo nghe. Tánh thấy chồng thấy bị xa luân hồi, tánh nghe mà theo thì nó luân hồi, theo tánh nghe nó luân hồi. Tánh nó nghe trong thanh tịnh là nó, mà cái này nó muốn nghe thanh tịnh đâu phải chuyện dễ đâu. Bây giờ mình phải nhận được cái này, mà nhận được là phải có công đức nhận thì mới thấy nghe được. Giống như cái chuông bằng cây làm sao mình gõ cho nó kêu, nó bằng thau, bằng gì đó, bằng nickel đó. Cái đó nó mới kêu, mình làm sao bằng cái chất đó nó mới kêu. Chứ bây giờ cái chuông nó bằng gốc cây làm sao gõ nó kêu. Anh làm sao anh đổi cái chuông đó thành cái bằng thau đó, anh gõ nó kêu. Còn thanh lên, đưa nickel vô cần nhiều. Còn nếu nó quý đó, thêm vàng vô thì nó quý, có vậy thôi. À, mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 17. Người tu theo đạo Phật chân chánh phải tu như thế nào ạ? Chân chánh, chữ chân chánh là tu đạo Phật chân chánh. Mình phải chân chánh là cái gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mình có giác ngộ không thì tu mới chân chánh. Còn mình không giác ngộ là mình tu tầm bậy. Ai nói gì cũng tin, ai biểu lại cũng lại. Bây giờ mình thấy, cho thấy rõ ràng nè. Cái ông Quyền Diệu á, ông bảo mình mỗi một chữ Kinh Pháp Hoa mỗi một lại, cái đó là tu chân chánh hay tu tà đạo? Trời đất ơi, ông Phật viết chữ cho mình đọc mà đem kinh ra lại. Vậy mà cũng bày đặt đi ra nước này, đi ra bên gì, bên Ấn Độ là phải chùa mình. Trời đất ơi, cái đó làm sao chân chánh được? Đi ra nước ngoài là đưa cái tinh hoa đạo Phật ra mà bắt lấy kinh Diệu Pháp liên quan lại một chữ. Bây giờ mấy triệu cái chữ rồi lại làm sao đây? Để làm cái gì? Vậy mà cũng đưa lên mạng quảng cáo đó. Nó nhục nhã cho đạo Phật cái chỗ này, nó nhục nhã cái đạo Phật chỗ này nè. Một vị thầy không thể làm được cái chuyện này. Một thầy không phải là cứ mỗi một chờ một câu rồi một lại giống cái chùa gì đó. Trời ơi, cái diễn đàn đạo Phật Thiền Tông 14 á. Trời, tôi coi cái đó tôi thấy đạo Phật không biết để đâu á. Mà trong đó vi sát hàng năm là tinh hoa nhân loại đến đời Việt Nam. Tức cái đó thôi dẹp mẹ đi. Giáo hội có trách nhiệm phải dẹp cái này liền, tức khắc phải dẹp liền. Tu giác ngộ thì biết, không biết thì làm ơn ngồi lại tại nhà đó, người ta cúng đang làm gì làm. Mình muốn tụng cỡ nào tụng mà, nhưng đừng đưa lên mạng à. Mình tụng cỡ nào mình tụng, mình giấu đi. Ta tụng làm tầm bậy mà còn đưa lên mạng, cả thế giới nó biết rồi sao? Rồi cái đạo Phật thì sao đây? Phật là trùm khắp mọi nơi, mà không trùm khắp mà lại ở trong có chút xíu à. Nó bỏ cái chữ trùm khắp, Phật là chút xíu chứ không phải một trùm khắp mọi nơi rồi sao? Mà cái này là trách nhiệm gì? Trách nhiệm về giáo hội. Anh quản lý đạo là anh phải quản lý cái này nè. Rõ ràng ai không biết đạo Phật đạo giác ngộ mà anh không, tại sao các môn đồ làm sai mà không biết chỉnh lại? Đạo Phật không có thể đi ra nước ngoài mà giảng chuyện tầm bậy tầm bạ nữa. Tự nhiên đi ra ngoài biểu đem tánh Phật ra tu như ông Nhật Từ. Tánh Phật của mình đem ra tu mà đi ra nước ngoài giảng, thì làm ơn ở trong nước giảng đi, giảng 20 người nghe thôi, đừng đưa lên mạng.
Mấy anh đưa lên mạng một cái, cả thế giới nó biết liền. Rồi một tiến sĩ không thể làm gì được. Một tiến sĩ học vấn ở thế giới này, tiến sĩ là cao nhất, còn cái này hơn nữa đâu. Mà có cái chữ, mà có cái chữ Phật giáo, cái chữ giác ngộ không biết. Vậy mà thôi, rồi cái bằng đó là ai cấp? Tìm cái trường nào cấp cái bằng tiến sĩ này. Thì làm ơn cái trường nó dẹp luôn, ông thầy ký cho ông dẹp luôn đi. Đạo Phật không phải vậy, đạo Phật là tinh hoa nhân loại. Trong đạo Phật có tinh hoa của đạo Phật, mà các nhà vật lý học, nhà khoa học có nói là đạo Phật có tinh hoa của nhân loại, là nói cái gì chứ? Nói cái gì siêu sức, cái gì thực tế, cái gì khoa học, ta mới gọi là tinh hoa nhân loại. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 18. Đức Phật ngồi thiền đạt đạo, sao người tu thiền tông không được phép ngồi thiền ạ? Ngồi thiền đắc đạo là ông đắc A-la-hán. Ông Dũng Công cũng dẹp vọng tưởng, ông thành A-la-hán, thì ông đắc đạo A-la-hán. Nhưng mà ông á, A-la-hán ông có 18 thần thông siêu quần, có nghĩa là không có ai phá ông được hết. Nhưng mà ông tu để làm gì? Ông ngồi ông tu để là ông dạy là mấy đệ tử ông á. Mà khi mà ông dạy giải thoát, ông có ngồi. Nên nhớ rằng, trong mấy năm đầu ông ngồi nha, tất cả tiểu thừa, đại thừa, trung thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn phải ngồi hết. Thấy không? Mà khi mà giải thiền tông, ông bảo dẹp, mà ông bảo nói là nếu tu cái này thì dẹp mấy cái kia. Vì thế mà đệ tử ông chửi. Vì thế mà thiền tông để tóc lại, hồi trước cạo đầu, dạy mấy kia tạo đầu nha. Tại ta là ông thầy, ta cậu dạy ra. Khi vô thiền tông để tóc lại, để tôi dạy cái công thức trở về Phật giới. Mình phải hiểu 49 năm đầu tiên vô rừng tu, cạo đầu, cắt tóc bớt. Khi mà thành đạo cạo đầu liền, cạo đầu dạy từ tiểu thừa đến mật chú, cạo đầu để chỉ trở thành ông thầy. Khi mà dạy giải thoát hoàn toàn để tóc lại, 6 tháng tóc lên lợi, bắt đầu là nói chuyện về khoa học. Đầu tiên dụng công để gì? Để cho người ta biết rằng tôi có đi quan cái công thức. Rồi khi mà giải đạo thì nói rằng đây là tôi thực thi công thức. Muốn giảng sanh tôi chỉ cách cho, muốn làm thần tôi chỉ cho, muốn làm người giàu sang tôi chỉ cho, đúng rồi. Mà khi trở về Phật giới phải để trở lại hết, rồi bắt đầu ông mới nói về khoa học, về nói về công thức đi ra. Nên nhớ là ba thời kỳ: thứ nhất Đức Phật tu 6 năm tu rồng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy, nắng mưa sương gió nhuộm đầy. Đó là cái thời gian ông tu. Khi mà bắt đầu dạy tiểu thừa, ba mẹ phá quán hoàn toàn để lại hết. Thần thông sử dụng tối đa luôn. 18 pháp thần thông siêu quần. Vì thế mà trong lịch sử có ghi những cái lúc mà ông dỡ núi. Một cái cây ông dỡ nhớ như chơi. Nó dùng cái thần thông siêu quần của ông thực hiện cái này. Rồi đại thừa rồi ông cũng nói, bởi vì đại thừa ông mới nhìn ông nói hết mà. Rồi cái niệm Phật đó bắt đầu niệm Phật, ông thấy cho giảng sanh luôn. Rồi niệm chú đó thì thành thần luôn. Ông làm được hết. Nhưng mà khi 45 năm rồi kết thúc rồi, ông nói thôi bây giờ năm 46 ta sẽ dạy Như Lai Thanh Thiền. Hồi đó là quy luật nhân quả luân hồi, bây giờ ta cho trở về Phật giới là quê cũ. Mọi người ai muốn ở đây tu thì ở, còn đi hết đi, tôi chỉ cần mấy người thôi. Chửi ổng, trên bảy người đi hết, còn 1,250 người cũng chửi ổng. Thì chửi ổng nói ổng biết chứ sao không biết, chửi ổng cũng cười. Thì ổng mới nói lại, nhưng mà sau cùng ổng mới chứng minh rằng Phật giới có, bây giờ có khả năng ổng nhìn thấy 1,200 người này có ông Ma Ca Diếp có được. Thì ổng mới biểu siêu, bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thường để cho ông này nhìn thấy Phật giới, để ổng nói lại, chứ bây giờ ổng nói không ai tin. Đó, vì thế mà xong rồi ổng mới dạy cái chuyện này. 5 năm sau ông dạy cái này, năm 46-47 ông dạy, năm 47 thì bắt đầu ông mới chuẩn lại, năm 48 kiểm thiền, năm 49 đưa dòng thiền tông đi, là kết thúc cuộc đời dạy đạo ông 49 năm. Mà cái dòng thiền tông này nó đi bài bản đàng hoàng, đi từ ông tổ thứ nhất cho đến tổ thứ 33, công bố ra lần thứ nhất để cho người ta kết thúc. Rồi sau đó âm thầm chuyển qua 30 tổ Việt Nam. Vì tại sao mà Việt Nam có được 30 tổ? Là vì ông nhờ cái nước Văn Lang. Nhờ cái nước Văn Lang thì ông có cảm ơn nước Văn Lang bằng cách là ba ông tổ Việt Nam phải nối tiếp dòng thiền tông này.
Rồi tới tổ 36 thì âm thầm phải chuyển đi theo bí mật Thiền Tông. Chứ ngày xưa cũng bí mật nhưng mà nó có. Nhưng mà khi mà từ tổ Pháp Loa, từ tổ Huyền Quang mà đi về Bà Long Nữ đi bằng bí mật. Vì thế mà Thiền Sư Ni Đức Hà mới có một cái bộ sách giao cho Long Nữ, 6 cái quyển sách để mà nói về cái pháp môn Thiền Tông này. Nó có bài bản. Rồi tôi nắm được từ năm 58 cho đến 17 mới công bố ra. 59 năm, 59 năm công mới được quyền công bố này. Đúng 60 năm bộ luật hình sự yểm trợ cái này bằng cách là cấm không cho phá hoại cái này. Bộ luật hình sự đã nói rất rõ ràng này. Ai mà tìm cách mà dẹp cái này thì người đó bị ở tù. Cá nhân 5 năm, tổ chức cá nhân 3 năm, tổ chức 5 năm. Vì thế mà tôi viết ra tôi phải kèm cái bộ luật hình sự để biết rằng cái Thiền Tông này được yểm trợ bằng luật pháp. Và nhà nước đã công nhận cho cái pháp môn Thiền Tông này lưu hành hợp pháp trên nước Việt Nam. Người Việt Nam muốn tu cái này, làm cái đơn bài bản gửi cho chính quyền, có tam kết đàng hoàng và nó tuần tự bằng luật pháp, 100% sẽ được đáp ứng. Còn nếu không có, về nguyên tắc không có là không biết. Bởi vì nhà nước không có hiểu, chính quyền người ta không hiểu cái Thiền Tông là cái gì. Ta tưởng là Thiền Tông cũng là mê tín dị đoan như cái kia thôi. Anh muốn hoạt động Thiền Tông, anh phải đi bằng luật pháp, nhà nước sẽ cho. Trình bày rõ ràng. À, mà trình bày bằng luật pháp chứ không phải là nó mơ mơ màng màng. Nhưng mà nên nhớ có một điều, Thiền Tông không được quyền phát triển chùa nha. Chùa độc nhất vô nhị, một cái thôi. Còn Thiền Tông muốn nối tiếp bằng đạo tràng hoặc Thiền Tông thất, không, chùa không quan quan. Chừng nào mà cái Thiền Tông này lưu hành mạnh thì được quyền xây chùa. Nếu mà Thiền Tông chưa lưu hành mạnh hoàn toàn bằng tín ngưỡng đạo tràng hoặc là tín ngưỡng Thiền Tông thất thôi, hoàn toàn chùa không đề cập đến. Nếu đề cập đến là nó sai với luật pháp. Vì chùa là do một vị tu sĩ mà có giấy phép của chính quyền cho anh tu thì được quyền. Thì xin thì chính quyền phải có, chính quyền cho thì anh phải có cách yểm trợ cho người ta. Còn nếu giáo hội cấp thì giáo hội phải yểm trợ cái này. Nên nhớ đừng có lầm ở chỗ này. Chùa mà anh là tu sĩ giáo hội thì giáo hội phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn chùa mà tu sĩ chánh quyền cấp phép thì chánh quyền phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn vấn đề sinh hoạt về vấn đề mà tín ngưỡng thì nó có cái đạo tràng. Ví dụ đạo tràng Thiền Tông gì đó thì được. Nhưng mà nên nhớ rằng mình làm cái đơn phải có cái bản cam kết rằng tôi không làm sai. Làm cái gì phải ghi cho rõ đó. Thì nhà nước sẽ cho. Nhưng mà trước mắt mình phải có cái cơ sở rõ ràng. Nha. Chứ mình đừng có đánh lẫn con đen. Tu cái gì thì phải có bài bản đàng hoàng. Bởi vì trong cái phần cái tín ngưỡng này nè. Có giáo kinh, giáo luật, giáo lý, giáo điều gì đó. Nó phải có. Mình phải nằm ở trong này. Nạp hết cho ta. Giống như mở một cái công ty. Thì công ty đó anh phải có cái gì? Trước nhất anh phải có bằng kỹ sư. Phải không? Rồi đó là cái hoạt động như thế nào, vật liệu lấy ở đâu, rồi sản xuất cái gì, thị trường tiêu thụ ở đâu, chất lượng như thế nào, thì ta cho thôi. Chứ còn anh biểu mở công ty là anh, cái giấy sao anh không nói là ai cho anh mở. Anh làm đồ giả hay sao, hay nó không đạt làm sao đó, phải hiểu vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Hiện tại chúng con đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi tiếp theo là: con trai của con đã được truyền thiền, nhưng khi sức khỏe không tốt thì thường có các vị ma vương đến phá. Thì như vậy con phải làm cách nào để cho cháu được bình tâm trở lại ạ? Cái đó là do cái lực của mình. Cái lực của mình mà nó đúng là tiếp nhận Thiền Tông không nổi. Vì cái lực mình âm quá. Cái lực mình âm quá mà tiếp nhận Thiền Tông thì cái đám kia nó vào vô nó phá. Cái đó là tùy theo, muốn lên cho nó dương lên bằng công đức. Công đức thì tôi đã chỉ rồi đó. Muốn cho cái người này theo Thiền Tông thì phải làm tiêu tạo điều kiện cho công đức dương lên. Thì tự nhiên cái đám kia nó không vô. Còn nếu mà mình sợ nó thì thôi, mình đi đường mà mình cà rung thôi, ở nhà đi, đừng có đi. Thì đi ra ngoài té chết thôi, nếu không ấy thôi, rút lui lại. Chứ có đâu biết làm sao. Có nghĩa là muốn đi Thiền Tông anh, trước mắt anh yếu, anh phải tạo bằng công đức. Có lực đó không? Tâm tài lực anh phải có cái này.
Cái tâm phải trong sáng, đừng có tin tầm bậy. Thứ hai, cái tài, anh có cái tài đi không? Có tiền để mà đi không? Cái lực, anh có sức để anh đi không? Nếu không có, thôi. Cái này đâu phải ai muốn đi đâu. Nghe nói Thiền Tông hay quá, đi. Giống như hưu đi du lịch, ai cũng ham. Hỏi chứ có tiền không? Không có. Không có, thổi nhà đi. Nó có vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Từ mô Phật ở trong đạo Phật nghĩa là gì ạ? Vô gì? Từ mô Phật. Mô Phật á? Dạ. Chữ kính thưa. Kính thưa ba, kính thưa má, kính thưa ông Phật có gì? Chữ mô Phật là vậy. Kính thưa. Rồi hỏi tiếp đi. Những người tu theo đạo Phật xuất gia với mục đích gì ạ? Bây giờ mình phải hiểu cái này nè, bởi vì nó cái này nó rất tế nhị. Mình ở trong thế giới thế gia đình gọi là nhà thế tục, phải nó có đầy đủ lễ nghi trong này. Là thứ nhất, có làm phải có ăn, kẹt ở chỗ này. Xuất gia đi ra khỏi nhà, người ta quan niệm sai. Ngày xưa đó, cái người mà xuất gia người phải giàu chứ không có nghèo. Có nghĩa là tu đủ sức, tôi đi tu, tôi có tài sản tôi ăn. Đó là người xuất gia ngày xưa. Còn người xuất gia ngày nay nó sai. Xuất gia ngày nay cạo đầu mặc cái áo vô, bắt đầu lấy tiền cúng, chết là chết cái chỗ rồi tiền cúng người ta. Cúng rồi, cúng cái bản thân của mình, rồi còn cúng luôn cái chỗ mình ở nữa, rồi cúng luôn chuông mỏ nữa, rồi chứ đủ thứ, chết là chết, chết gì cái nhân quả này. Có nghĩa là xuất gia ra khỏi nhà, tiếp tục vô nhà Như Lai, vô nhà là tôi phải tự động tôi làm được. Ví dụ bây giờ tôi có 1 tỷ đây, ở nhà tôi kinh doanh không lời. Tôi bỏ số tiền này nè, tôi vô chùa tôi ở cho ít ăn lại chút. Tôi bỏ 100 triệu thôi, tôi cắt cái nơi tôi ở, cơ sở thôi. 900 này tôi làm bằng cách gì, tôi có tiền tôi đưa vô này. Và người đó tu rất chân chánh. Mà mục đích tu để làm gì? Giác ngộ, giải thoát. Phải tìm được 2 cái này. Còn nếu không tìm được cái này, đừng có làm. Vì vô mà thầy tu rồi, nó không còn sử dụng cái nhân quả của cái người thế gian nữa. Mà nó sử dụng cái nhân quả của cái người tu theo đạo của Như Lai. Mục đích anh tu giác ngộ mà anh không tới được giác ngộ thì anh phải có 2 con đường đi. Một, xuống cái hầm 18 tầng địa ngục, 2 vô rừng đó. Người tu phải hiểu cái này. Anh có dám không? Dám xuất gia thì phải xuất bằng cái này. Chứ không phải vô nó ngồi đó rồi nó lập 2-3 tiếng chuông, 2 tiếng chuông, 2-3 tiếng mỏ rồi bắt người ta cúng tiền, anh chết. Tạo nhân quả mà, tạo nhân quả khủng khiếp lắm chứ. Mà bây giờ Thiền Tông ra đời để nói cái này nó rõ ràng đó. Chứ không phải ấy đâu. Mình tu là cho mình, giải thoát là cho mình, chứ đâu có bắt có đồ giải thoát cho người ta đâu. Giải thoát người ta bắt người ta cúng tiền. Nhưng mà có cái trường hợp này, cái người tu nó có được ba con đường đi. Cái người tu mà giác ngộ giải thoát á, giúp người ta khi mình xây cơ sở gì, người ta giúp được. Có nghĩa là giống như mình làm thầy giáo á, mình dạy học người ta trả tiền mình được, chứ mình không phải làm thầy giáo mà người ta trả tiền mình không được. Anh có làm gì giúp cho tôi đâu mà tôi giúp cho anh, phải không? Nó gieo cái nhân quả xấu. Có nghĩa là tôi làm thầy giáo, tôi giúp người ta giác ngộ giải thoát là cúng được. Nhưng mà nên nhớ là mình cũng lấy đủ ăn thôi. Còn nếu mà nhu cầu thì anh cơ sở, thứ nhất là cái cơ sở mà giải giác ngộ giải thoát, người ta làm cái gì, biểu tượng gì đó, giúp cái đó được. Vì cái đó để lưu lại mà, lưu lại để tạo cái công đức. Còn tất cả như chùa vật lý nè, chùa cúng tụng cầu sinh, lấy là chết liền. Chùa, nói đúng là các chùa nó có 4 cái loại cất chứ không phải là có 1 đâu. Một cái loại cất mà để giúp người ta giác ngộ giải thoát là anh vô, anh cúng rồi nó có công đức. Còn giúp người ta giảng sanh, anh có phước đức. Còn giúp người ta làm từ thiện là anh có phước đức âm. Còn các cái chùa mà xin xăm bói quẻ đó thì người ta đi xuống 18 tầng, anh đi theo người ta đó. Anh càng cúng càng nhiều càng tốt, xuống 18. Có nghĩa là anh càng cúng càng nhiều thì cái tầng 18 đợi anh, thì anh với ông thầy đi theo, hay ông thầy trò đi với nhau. Chứ đừng nói tôi cất cái chùa cho to, tôi có phước còn lâu. Phước to là anh phải giảng sanh. Phước âm là làm từ thiện, kiếp sau lại làm giàu. Còn kiếp sau xuống dưới 18, cái nhà lầu mà nó cắt, thay vì nó cắt trên trời nó không cắt, nó cắt xuống á, nó đào hầm nó cắt á, thì xuống cái nhà lầu đó ở. Nhà lầu 18 tầng ở dưới đất á. Mình hiểu cái nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu Thiền Tông ham muốn mãnh liệt để về Phật giới, và họ cố gắng tạo công đức trong sáng
thì người này có được mười phương chư Phật biết và giúp hay không? Không Phật nào giúp mình, ta nói cho mình biết vậy thôi, không có Phật nào giúp được. Mà ông Phật không có tư cách vô trong cái thế giới này. Thế giới này là quản lý, thực thi nhân quả là thần, còn mà làm rối loạn tinh liên huyền bí là do cô hồn. Phật không dám vô đây. Cái chuyện bởi vì ông đã dạy là ngũ thú tập cư, mà anh vô đây làm gì? Cái này thế giới vật lý, ông vô nó quật ông chết luôn á. Ông Thích Ca mà xin lỗi, ông vừa ấy ông quản hồn chạy nhanh ra đây, thấy không? Chứ đâu phải đâu, tại vô thế giới vật này không có đẳng cấp Phật đâu. Bồ Tát cũng không dám vô đây nữa. Bồ Tát phải ở trên cái cõi trời, cõi nước cực lạc, rồi điều hành bằng phương tiện điều khiển từ xa. Giờ khoa học người ta mới, ví dụ Bồ Tát cứu nạn của khổ thấy cái nào thôi, thì bắt đầu bả dùng Phật nhãn, thiên nhãn bả thấy, thì bả nhờ ông thần từ thước thiện, ông nói hướng dẫn cho người này đi đâu á, chứ không phải Bồ Tát nhào vô đây đâu. Nhưng mà sở dĩ giờ mình sợ Bồ Tát là đây cái biểu tượng thôi, nhưng mà phải có cái hình tượng để lợi mình giái lại cho nó có cái đối tượng thôi. Chứ Bồ Tát nằm ở bên đấy á, Bồ Tát nằm ở trên nước cực lạc á. Bởi vì Phật A Di Đà, hai phụ tá là ai? Ông A Di Đà ở giữa, Quan Âm, Thế Chí. Thế Chí là người toàn diện à. Quan Âm một tu có một căn thôi, Thế Chí tu sáu căn diễn thông. Thế Chí mạnh hơn Quan Âm, nhưng mà tại vì thế giới này á, bá rộng lớn quá, mà chỉ có Quan Âm á hợp pháp, cái bằng hợp với cái thế giới này, thành là đa số người ta thờ Quan Âm. Chủ quan là cái tiếng nói nó sáng, âm là cái tiếng nó âm thanh nó sáng thôi, lớn nó trùm khắp thôi. Đó, mình phải hiểu thờ phượng cũng vậy. Thờ Thiền Tông, Phổ Hiền Văn Thù hai bên. Ông giữa cầm cành sen, thờ Quan Âm ở thờ Di Đà, Quan Âm Thế Chí hai phụ tá hai bên. À, còn nếu mà thờ Phật ngồi tọa thiền thì phải thờ một ông giữa dược sư và một cái ông Bồ Tát kêu bằng ông A Di Đà đó, hai ông này gọi là Tam Thế Phật đó. Nếu thờ vật lý phải thờ cho đúng, thờ Thiền Tông cho đúng, thờ Di Đà phải cho đúng, tam tôn mà, cái gì cũng phải tam tôn nhưng phải cho đúng. Bởi vì ý nghĩa của người ta mình không hiểu rồi mình thờ tầm bậy tầm bạ. Rồi hả, tiếp đi. Những lễ nghi ở thế giới loài người thì rất là phức tạp. Vậy thì khi mà thu Thiền Tông á, thì khi mà vái người chết, đi đám tang người chết thì bị bôi đen có sao không ạ? Bây giờ thế giới này là mình có làm công đức không? Công đức tất cả khi mà ví dụ ông thần quản lý mình biết mình là 90 tuổi, 80 tuổi chết, từ 70 ông bồi hết. Mình không bồi, ông cũng bồi để cho sinh hoạt trong thế giới này. Khi bắt đầu còn 5-10 năm thì bắt đầu ông biết người này nếu mà tạo công đức nhiều ông cũng phải bồi đi. Cho đến mà chừng 1-2 năm chót ông để chi? Để cho sáng để về thôi. Không phải hiểu cái này. Vì người ta vị thần ta biết mình là chừng nào chết. Bởi vì cái số mình chết là do ông quyết định. Ông thực thi nhân quả bằng cái quyết định. 85 tuổi giá nào mày cũng phải chết. Mày sống mạnh quá cũng phải đụng cho cái rầm mà chết. Nha. Tất cả quyết định là do ông thần. Nó đã ta quản lý giống như ta biết được cuộc đời mình rồi. Thấy không? Thì mình mới hiểu. Nhưng mà cái công đức mà tạo về sớm quá nó không sinh hoạt được thế giới này. Thành là phải bôi đen để vài năm sau nó cũng để thôi. Để là chi? Để cho mình mở con mắt đi thôi. Chứ còn công đức mà có bôi cỡ nào về trung tâm vận hành luân hồi nó trở về hết, trở về nguyên trạng hết. Mình có 10 triệu công đức nó cũng hiện ra hết. Để cho nó lưu hành trong thế giới này thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, tâm linh là gì ạ? Tâm linh thì nói về chuyện linh thiêng. Mà nói linh thiêng bây giờ giải thích ra là cô hồn. Có người không làm linh thiêng được, mà ông thần không làm linh thiêng. Nó thẳng là mình tin tưởng về cái linh thiêng quyền bí là do cô hồn làm. Đó, thì ông nói thẳng ra luôn á. Chứ không, ông Phật không làm, mà ông thần không làm á. Mà con người mình là cái công cụ làm sao làm được. Phải nói cho rõ vậy. Con trâu, con bò không làm được. Ngũ thú tập cư, thần có nhiệm vụ đầu tiên lập ra đạo để hù. Thứ hai,
ông có cái thần thông, ông thực thi nhân quả, rồi mình tưởng đâu ông có linh thiêng, chứ không phải. Cái đó là hiện tượng thực thi nhân quả thì nó sẽ làm xáo trộn. Còn linh thiêng quyền bí cô hồn mà nó đổi danh tôi là thánh, nó thẳng luôn đó, cô hồn nó xưng là thánh, cũng như đó nó tên gì xấu quá nó ra đường, nó đặt tên tốt vậy thôi, chứ sự thật má nó gọi tên khác, nó mà má nó gọi tên gì đó, nó đặt tên thằng heo, cái nó cái bắt đầu nó không để chữ heo, nó sửa lại chữ thánh, chữ tèo, chữ gì cho đẹp thôi, chứ sự thật má nó biết, má nó mày tên heo, tao đặt mày tên heo, nó ra đường nó xấu quá, nó thôi tự đặt tên gì cho nó đẹp chứ, có vậy thôi. Thành ra mới có cái vụ mà đậu thay danh đổi họ vậy thôi. Nhưng mà sự thật cái bản chất đó, bản chất của Phật nói là thần người ngạ quỷ, nó là ngạ quỷ, không lẽ ra đường nó tu ngạ quỷ. Thành ra nó thôi tu thánh vậy thôi. Thiền tông ra đời nói để cho người ta hiểu hết rằng nó là vậy đó. Thành ra bây giờ thì nói thẳng ra, còn nếu mà ai không đồng ý là đây hết. Đây, đấu chắc tôi. Mà đấu chắc tôi lấy bằng căn bản đạo Phật, mà cái này sách đã được xuất bản rồi. Trong quyền ký Đức Phật đã nói là ngũ thú thập cư. Không có thánh, không có danh từ thánh trong này. Mà có thần người ngạo quỷ thôi. Vô dòng tộc gọi là hương hồn hoặc hương linh, ra ngoài cô hồn các đảng. Trung gian là quỷ rồi ngạo quỷ. Có vậy thôi, chứ giờ bị nói sao vậy? Bởi vì là cô hồn các đảng nó được quen. Bây giờ mấy cái người mà gọi đi lừa người ta, có khi nào tôi lừa không? Tôi xin tôi lừa. Tôi là cán bộ nhà nước, nên cán bộ không? Nó đi lừa người ta không phải nói vậy. Chừng nào đổ bể sẽ hay. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao trong Đạo Phật lại dùng câu phục vụ đời sống tâm linh, Đạo Phật chỉ dạy giác ngộ và giải thoát, sao hiện nay trong các chùa sử dụng những câu như vậy? Và có đúng với Đạo Phật hay không ạ? À? Đúng 100% là do mấy ông thầy. Ông thầy ông tưởng ra. Ông thầy ông tưởng là ông nói chứ Đạo Phật có cái chuyện này. Ông Phật đâu có dạy cái vụ này. Có nghĩa là ông thầy ông nói đây là tâm linh. Thì những người không biết nó là tâm linh thôi. Do ông thầy ông tưởng ra. Chứ cái chuyện này trong lịch sử Phật giáo đâu có cái chuyện cái này. Mà do ông thầy. Ông thầy muốn dụ Phật tử, ông phải nói vậy, tâm linh này, chỗ này linh thiêng. Chữ tâm là cái gì? Cái tim, linh là cái linh thiêng. Thì vì thế mà có nhiều, tôi không nói đạo nào, chỉ cái tim, linh thiêng. Nó có cái căn bản đàng hoàng, thấy không? Ai để ý, có người chỉ cái tim linh. Rồi, muốn tìm thì lên mạng thì thấy. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa bác, buông là thực hành đúng theo thiền tông, là tự nó buông, không cần nói, không cần nghĩ, tự nó buông, phải không ạ? Buông là nó ép quá, mình phải la lên tiếng rồi cho nó buông. Mà có nghĩa là bây giờ nè, con đi ra ngoài chợ, ngoài phố, con có số tiền, con mua gì mà không đủ. Con có tiếc con đi hoài, thì con làm ơn thôi, mày buông đi, tao về, đừng có đi kiếm nữa. Thì do mình thôi. Còn nếu mình đứng mình la lên thì cái bà bán, ủa tự nhiên la vậy nó chắc khùng. Buông là do cái âm thầm mình buông thôi, nó thôi. Mình không đủ tiền thôi về đi, mình buông đi, mai mốt mình đủ đi ra kia mua. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc nó vậy. Cái này nó tế nhị. Còn vấn đề mà khi truyền thiền đó là giữa công đức, phước đức, ác đức nó bằng nhau. Mình la tiếng là la để chi? Để cho cái đám mà xung quanh nó giật mình, là mình giọt thôi. Nhưng cái này đó là mình lừa người ta thôi. Nhưng mà cũng khó thành công lắm. Cũng khó thành công lắm. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa bác, Phật tử Thiền Tông có được làm tổ viên của Phật tử tu tịnh độ không ạ? Làm gì? Làm tổ viên của Phật tử tu tịnh độ. Làm tổ tiên hả? Cái kỳ vậy? Thành viên hả? Trời, đi đường nào đi mà. Vô mình bây giờ làm dân, muốn vô cảnh sát giao thông, quân đội, hải quân, không quân, mình muốn đi cái nào đi, thứ thôi. Muốn làm thành viên gì là một thứ thôi. Kiêm nhiệm 2-3 chức, tầm 7, tầm bả, nó đập mình chết luôn á. Bây giờ tôi làm dân, giờ tôi muốn làm cảnh sát giao thông, vô trường đại học nhân dân, cảnh sát. Rồi muốn vô quân đội thì nó cũng có trường. Rồi muốn vô bất cứ cái gì nó cũng không có trường, mình vô trường nào mình học có gì. Vì thế mà khi mấy đứa nhỏ nó muốn
Muốn gì đó, muốn chọn nghề thì anh phải chọn một thôi chứ. Rồi bữa thì muốn học giao thông, rồi bữa không muốn làm kỹ sư làm sao được. Cái gì chọn một, không có dính dáng với ai hết. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, con muốn chia sẻ công thức học theo pháp môn thiền tông cho nhiều người tu theo tịnh độ có được không ạ? Không, hoàn toàn tịnh độ âm lắm, đừng có rớ tới. Tất cả những người tu năm pháp môn kia hoàn toàn là âm, không hoàn toàn đó. Nhưng mà mình có cái thuật như này nè, mình để đây đọc dính vô thì mình cú ý mình giúp người ta thôi, còn không hoàn toàn không có quảng cáo nè, thiền tông không quảng cáo. À, nên nhớ một điều, thiền tông không quảng cáo, quảng cáo coi chừng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, mình tạo công đức trong sáng vẫn bị bôi đen hay là làm việc giao dịch thì mới bị bôi đen? Mình đầu tiên mà chấp ngã nó bôi đen, còn nếu không chấp ngã ông thần phải bôi đen để chi cái công đức nó lưu thông ở trong thế giới vật lý này. Có công đức mà không bôi đen không lưu thông được. Để ý đi, ông thần cũng đã thử nhiều lần. Cái người đó ví dụ đang làm ăn ngon lành, tự nhiên có công đức, bữa đi làm công đức về nhà mấy ngày sau không làm ăn được, ế nhệ luôn. Thì ông thần đã biết rồi, nó thôi thử cho mày biết rồi tao bôi cho mày làm ăn lại đó. Mình phải hiểu vậy. Bây giờ tôi thí nghiệm, tôi biết là tôi chuối làm nhưng mà sau cùng tôi biểu đừng có ấy, nhưng mà làm ăn không được. Rồi bắt đầu tôi nói thôi tôi cúng lại đi. Bên này thường thường cái cúng làm ăn khá, bên này không cúng không khá, tôi nói thôi cúng tiếp. Thế giới này, thế giới vật lý, mình làm ăn với người ta. Ví dụ bữa đó mình lời 10 đồng thì cúng cho người ta 1 đồng. Bây giờ mình lời 10 đồng mình nhiếm luôn, vì sao nó không dẫn nữa. Rồi sao? Bắt buộc mình phải làm theo quy luật của nó. Thế giới này nó vậy. Đi qua cái trạm đó, nó ăn hối lộ mình 10 ngàn. Rồi kỳ sao không vậy? Ta không cho mấy hối lộ, rồi cho mày đi qua đó. Rồi bắt đầu nó tìm cái khác. Cái thế vật lý bắt buộc anh phải đi theo cái của nó, không có thể thoát được cái quy luật này. Thấy không? Thành ra vô thiền tông người ta sáu thống sao mình vậy. Nhưng mà thiền tông nó có đỡ là mình không còn mê tín nữa thôi. Nó đỡ là hồi xưa đó mình nghe ai cúng gì cũng cúng, nghe lại gì cũng lại, nghe chùa nào cũng đi. Bây giờ nó dẹp được cái đó là đỡ rồi. Trời ơi, bây giờ con người ta nó một tính đi, nếu mà không có thiền tông suốt một năm mê tín bao nhiêu phần trăm? Đi 100 lần hoàn toàn mê tín luôn 100 lần. Bây giờ đi không có cúng, thí dụ có đi thì đỡ thì cúng. Thấy không? Hồi đó nghe cái chùa hứa làm cái này cái kia cái đó, thì bắt buộc phải có tiền. Nếu mình không làm nó khó chịu lắm. Bây giờ biết thì thôi, hết sợ. Thiền tông nó ra đời nó xóa được cái này, nó giúp mình đỡ bao nhiêu. Cái tiền đó mình chiết 5-10% để làm công đức thì cũng có, nhưng mà hồi đó mình tạo phước đức ác đức, bây giờ chuyển qua công đức, nó để cho nó rõ ràng như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, trước khi chết 3 ngày phải tạo được công đức mới, vậy có nhất thiết khi còn sống phải tạo công đức nhiều hay ít hay không ạ? Này muốn về Phật giới thì tạo, không về Phật giới tạo công đức làm chi? Nếu muốn về Phật giới thì tìm cách tạo công đức, có nghĩa công đức tạo đi về Phật giới chứ không phải công đức để cho vui. Anh muốn về Phật giới anh tạo công đức, không muốn về thôi tạo phước đức tiếp, hoặc là anh đi luôn ở nên ở trong dòng tộc không có tạo gì trời ạ, cũng như tạo sơ sơ để cho nó thoải mái cuộc sống thôi. Còn anh ở trong dòng tộc mà anh muốn giàu anh phải tạo phước đức âm, là đi làm từ thiện đó. Như ông Bill Gates đó, bỏ 20 tỷ làm từ thiện thì nữa đó. Nhưng mà ông Bill Gates ông chết, ông sẽ trở lên nước cực lạc sống lại 10.000 năm, ông xuống ông làm tiếp Bill Gates 2, Bill Gates 3 gì đó. Cái lưu lực của nó mà chỉ trong này nè thì mới chắc chắn gì cho nó, bởi vì ông quá cái phước ông lớn quá, thế gian này không có chứa đâu, đâu phải lên chỗ đó chứa, rồi đúng 10.000 năm trở lại làm Microsoft tiếp. Vì khi trái đất này bị hủy diệt là Microsoft cũng bị hủy diệt chứ còn gì nữa. Rồi 10.000 năm sau ông trở lại thành một cái Bill Gates khác, của Microsoft khác, nó cũng nằm cái chữ này thôi, không chạy đâu hết rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Những công trình văn minh thế giới như là kim tự tháp có phải là do con người làm ra hay không ạ? Không phải con người đâu, do thánh đó. Do mà về thánh là do nói đúng cô hồn chúa đó. Vì cô hồn chúa lập đạo mà. Tất cả nền văn minh không gian là do cô hồn chúa lấy hết rồi. Đẳng cấp của hồn chúa lấy rồi. Từ cái nhà đẹp nè, từ những cái bài văn thơ hay là do cô hồn chúa đó. Lấy ra lại hết chứ không phải đơn giản đâu.
những cái tòa nhà, những cái phát minh là do mấy ổng hết về đạo. Còn con người là chỉ lấy nền văn minh về vật chất thôi, còn tâm linh là thờ tự này kia nó nằm ở trong, là do cô Hồn Chúa. Mà cô Hồn Chúa nó ở Việt Nam nó cái danh là cái gì? Thái Cực Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát, ta là Đấng Chí Tôn. Đó, cô tôi nói thẳng luôn ổng đó. Ổng xưng là Thái Cực Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát, ta là Đấng Chí Tôn. Ai tìm được cái này, chính ông đó đó, không phải lập một đạo đâu. Ông ở Việt Nam thì ông tên nói Việt Nam vậy, Tàu ông nói tiếng Tàu, Tây nói tiếng Tây, Mỹ nói tiếng Tỷ, nhưng mà cũng là cái danh từ này. Vì thế mà tôi nói là giống như mình người Việt Nam đỏ, người Trung Quốc nói chữ Hồng, người Mỹ nói chữ Red, người Pháp nói chữ Ru rồi, nó cũng là chữ đỏ thôi. Thì cái danh từ này nó tùy theo đến thế giới nào. Về châu Mỹ danh từ khác, châu Á danh từ khác, châu Âu danh từ khác, cũng là cái danh từ này, mà do một vị đó làm. Mà vị đó ở đâu? Ngự ở núi Hy Mã Lạp Sơn, nằm ở Tưng Chừng núi. Đúng là nằm ở cái núi Everest đó, thì là do cái thần ở. Còn Hy Mã Lạp Sơn nó khác, Hy Mã Lạp Sơn nó thấp hơn. Núi Everest là 8.800 thước, còn ông này có 7.000 mấy thôi. Là ông nằm ở chỗ đó đó. Ông được quyền mà. Ông di chuyển không phải là ông di chuyển mình đi. Thí dụ từ núi Hy Mã Lạp Sơn, ông qua Mỹ một giây tới rồi. Ông đi giống như đây mình gọi điện thoại, nói tới liền. À, gọi là khắp thế giới. Bởi vì cái đẳng cấp ông đã đi được cái tần số đó. Còn nếu mà thấp thì ông cứ đi thấp hơn. Thế là ví dụ nước mình đi. Cô Hồn Chúa của nước mình đó là núi ở Phan Xi Păng, 4.300 thước. Nó thì đẳng cấp của người ta, mà ta di chuyển rất nhanh. Nhưng mà nên nhớ là cái ở Phan Xi Păng là chỉ có nhiệm vụ trong cái Việt Nam thôi, không qua Lào, qua Trung Quốc được. Cái đó nhiệm vụ của ta, giống như là dân của mình muốn đi qua nước Trung Quốc phải qua biên giới, qua Lào cũng vậy, qua biên giới. Rồi hỏi tiếp đi. Cho con hỏi, khi đã là Phật gia rồi thì cuộc sống mình sẽ sống như thế nào ạ? Thì ta nói có làm sao sống vậy, thì sống bình thường thôi. Nếu Phật gia, tưởng là Phật gia là gì? Có Phật gia là cái nhà hiểu về đạo Phật. Chỉ gia là cái gì? Gia cái nhà. Phật là cái người tu theo đạo Phật, hiểu cái này gọi là Phật gia. Còn thiền gia là cái nhà nó nâng cấp hơn, cái nhà đó là nó chuyên về thiền học, của thiền tông học và là thiền gia. Còn Phật tử là con người của Phật mà tu theo thiền tông, gọi là Phật tử thiền tông. Phải nói cho rõ, chứ không phải bên kia nó là Phật tử, không phải. Phật tử là con Phật, không đúng. Phật tử chuyên cái gì? Phật tử thiền tông, Phật tử Tịnh Độ tông, Phật tử Mật Chú tông. Phải nói cho rõ. Vì thế mà cái danh từ đạo Phật thiền tông phải nói cho rõ, thấy không? Hoặc là nói tắt là người Phật tử, người tu theo pháp môn thiền tông. Mà giờ nói cho nó gọn, đạo Phật nó có 6 pháp môn là đạo Phật tiểu thừa, đạo Phật trung thừa, đạo Phật đại thừa, đạo Phật niệm Phật, đạo Phật niệm chú, đạo Phật thiền tông. Mình phải nói cho rõ này. Bây giờ nó đi là chuẩn quá là 6 pháp môn tu. Anh ở cái 6 căn nhà, nhà nào phải ghi cho rõ, nhà nấy. Đó, mình nói vậy cho nó cho dễ hiểu. Thế để tại sao mà phải gọi là Phật đạo Phật thiền tông, đạo Phật tu thiền tông, đạo Phật tu tiểu thừa, trung thừa, phải nói cho rõ. Và thành quả như thế nào? Nhớ là tu theo đạo Phật mà nhớ phải kèm theo cái thành quả nghe, mặc dù thời gian thành quả. Đạo Phật thiền tông khi truyền thần 5 phút sau trở thành Phật nhân liền, vừa hồi hướng xong Phật nhân bắt đầu có liền. Vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói câu này: long nữ trong mấy giây thành Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã nói trong long nữ mấy giây thành Phật, là có nghĩa là long nữ đọc cái này kiến tánh thành Phật liền, thành Phật nhân liền. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: người âm quá và người dương quá, nếu sau khi ở chung mà trả hết nghiệp cho nhau thì ai sẽ là người bước ra khỏi nhà trước? Âm chịu không nổi dương hay là dương chịu không nổi âm? Do cái lực của mình đó. Nguyên tắc âm dương trên lệch quá, không thể ở chung được.
Mà nó có cái trường hợp này nè, khi mà hai người đó bị nhân quả mà phải ở chung là do ông thần ép phải ở để cho quấn lộn, quấn chừng nào đã rồi hết nghiệp tự nhiên đi ra, ra tòa lấy dị liền. Nên nhớ một điều, còn nếu quy tắc vật lý âm dương trên là theo nhân quả ở được ở bền nha. Còn nếu mà âm quá nhiều quá mà ép vô là phải ông thần phải ép, tại vì tụi bay á, nhân quả vô quấn lộn nhau, vợ chồng mà đập lộn tối ngày mà không chịu thôi nha. Đó, mà khi nào mà hết rồi thì tự nhiên là ra tòa lý dị cho liền. Đó. Bởi vì vô trong nhà ông nói gà bà nói lịch thì phải đánh lộn thôi chứ không có nghĩa là phải người này phải chiều người kia, mà chiều là theo cái quy luật âm dương bình thường thôi. Giống như cái bánh xe mà nó xẹp quá không chạy được, còn quà nó cứng quá chắc chắn chạy chút phải nổ, có vậy thôi. Nhưng mà nếu mà hai cái người này ở luôn là phải do ông thầy ông thần ông ép, hai người này là phải trả nhân quả bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi xong rồi đi ra, nó phải hết duyên hết nhân quả mới đi ra. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao Đức Phật lấy con voi và những phần trên con voi để làm biểu tượng cho năm pháp môn tu mà không dùng con vật khác ạ? Ở trên thế giới này nè, cái con voi đó thì cái người bình thường mới tiếp cận được, chứ con cọp hay con cọp con sư tử không dám rờ nó làm sao. Mà con voi nó có cái biểu tượng là nó có cái ngà nó xuôi, nó kêu bằng nó xuôi lúng cái vô minh được. Nó có cái bụng giống như cái trống trầu, có cái quạt giống như cái quạt mo vậy đó. Có cái đuôi giống như cái chổi vậy đó. Có cái chân giống như cái cục đình đó. Nó là cái biểu tượng. Vì thế mà cái người mà rờ đâu thì ta diễn tả đúng cái đó. Mà đúng với cái khía cạnh của người mù thì đây là cái biểu tượng. Năm người mù là do phải kèm cái ông đứng kế bên sáng mắt. Ông đứng, ông chắp tay sau lưng, ông dồn năm này cãi lộn. Nó vậy thôi. Đây là cái biểu tượng rất hay. Vì thế mà trong thế giới này nó có hai cái loại. Một là con trâu. Con trâu để là tiểu trưng cho cái người dụng công theo vật lý. Ví dụ con người, con trâu đầu tiên là con trâu đen, tượng trưng ngu quá đi. Tu để mà học gì? Để học cho nó sáng lên, trắng bóc lên. Mười tầng bậc của con trâu gọi là thập mục ngu đồ. Rồi thứ hai, anh muốn ngồi thiền, anh phải mạnh nha. Chứ anh ngồi chừng tiếng không được, ngồi 10 tiếng luôn. Ngồi thẳng thiết 10 tiếng đi. Ngồi từ không thấy mà đến thấy là sáng lên. Thứ hai, thứ ba nữa, anh phải gõ mỏ làm sao mà anh gõ được, ngồi được 10 tiếng anh gõ. Anh tu mà, anh tu anh gõ từ... Từ cái tiếng mà nó ồn quá, anh gõ riết mà anh không gõ, nó bay tiếng đi luôn, nó sáng lên. Đó là biểu tượng cho con trâu. Mà trong thế giới này chỉ con trâu nó mới mạnh, nó làm được thôi. Chỉ con trâu nó mạnh mẽ như trâu á, thì mới làm được cái này. Mà tu sau cùng con trâu vẫn là con trâu. Tại sao Đức Phật không lấy con bò? Nó mày ngu như bò tu gì, thành ra ông ta lấy. Thì bên này có điều kiện là con voi, vì nói cho gì về năm anh mù rồi voi, giờ một anh đứng chắp tay xem, còn anh này tu hành, mày mạnh như trâu mày mới tu được cái này, còn mày ngu như bò tu. Không lẽ đưa con chó không được, nó không chó không tu được, mà con heo cũng không được, mà con cọp thì đâu dám lên gần. Chỉ con voi và con trâu mới được quyền rờ nó thôi. Cọp dám không, thì rờ nó quật mình chết được. Vì thế mà đạo Phật mới lấy hai cái biểu tượng thiền tông và năm pháp môn là con voi, còn một cái người mà dụng công thì lấy con trâu, gọi là thập mục ngu đồ. Tu 10 bậc nha, 10 bậc chứ không phải tu 9 bậc đâu, tu 10 bậc. Sau cùng con trâu vẫn là con trâu đen thành con trâu trắng. Con người ngu tu thành con người khôn, có vậy thôi chứ còn không giải thoát được. À, con người không biết tu trở thành con người biết, không giải thoát được. Đây là cái hai cái biểu tượng rất hay mà thiền tông mới nói thôi chứ ngoài đó. Nhưng mà các cái người kia ta hiểu mà ta không hiểu gì. Nhưng mà cái này nó đúng là cũng mới công bố mới tuần này thôi. Tại tới chu kỳ tôi phải nói thôi. Chứ xưa nhiều người nói cái ví dụ mà mù sờ voi rồi ai biết là cái gì. Nếu mà tôi không nói thì cũng không biết là ủa tại sao kỳ. Bây giờ ta nói trắng ra. Nhưng mà hồi sáng này tôi đi có anh đó, anh ghép mấy cái người đó vô, tôi không biết là ông ghép cái kiểu gì. Ghép mấy cái người vô trong con voi đó. Anh em lên mạng coi, tôi cũng chưa thấy nữa. Giờ hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo: việc trả về không gian, lấy xuống xài và trả về không gian sau khi xài, vậy còn những gì mà con người chưa lấy hết từ không gian ạ? Bây giờ nè, tất cả những gì nè, tôi nói thật á, khi mà con người mà nó chết hết đó, bởi vì con người nó ba cái thời kỳ, một thời kỳ vô, bây giờ nè, tất cả thế giới này trong vòng 5 phút đồng hồ biến trở thành đồ đá liền. Là khi chiến tranh thế giới lần thứ ba, có nghĩa là đánh trong vòng mấy phút đồng hồ thôi là tất cả điện từ trên không gian bị diệt hết. Các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, rồi điện tử diệt hết, con người trở thành đồ đá tức khắc liền. Giờ làm sao? Mình ở đây không có thông tin liên lạc, không có điện sử dụng, không có nơi sản xuất, rồi kể cả xe hơi mình cũng không đi được. Và cho con đổ xăng, chạy hết xăng rồi, cái xăng nó hết bán rồi ra đây. Tất cả đều ngừng lại thì tất cả biến chuyển trở thành đồ đá liền, chuyển trở thành đồ đá liền. Đó. Thì tất cả nền văn minh không gian này, từ công thức lấy điện rồi lấy tất cả gì, nó phải trở về không gian hết. Con người mình không còn cái gì tóm tay, mà những người kỹ sư đều hoàn toàn chết hết. Là gì? Nó đánh là nó đánh vô thành phố. Người văn minh ở đâu? Người văn minh ở thành phố. Mà chỉ người ở nông thôn hoặc ở trong hang núi mới sống được. Nông thôn mà ở theo kiểu mình cũng chết được. Bởi vì cái phóng xạ mà, phóng xạ nó sẽ tiêu diệt vào trong vòng một năm là chết hết. Rồi mấy người chỉ ở trong hốc núi mới sống được. Rồi mấy người đã thành đồ đá liền không? Thì tất cả nền văn minh phải trả về không gian hết. Rồi đợi 10.000 năm sau khi loài người văn minh lại thì mới rập. Bởi vì cái điện này nếu mà tính về nguồn bây giờ nó 300 năm thôi. Mà mới điện 300 năm nó chạy bằng cái râu. Chạy thì có phải phát điện ra, mà chỉ có biết hồi đó là mình thắp bằng dầu, giờ nó thắp bằng điện sáng vậy thôi. Rồi bây giờ nó mới biến chuyển thành ra điện này điện kia. Rồi nó lấy từ điện hồi đầu tiên rồi, bây giờ đừng nói là mới đây điện thoại học. Mới phát minh về điện thoại có hình thì 1G, 2G, nay 5G, mới đây thôi. Thế thì có mấy năm thôi. Rồi nếu mà nó không văn minh, nó trả hết vậy rồi là làm sao? Bây giờ nếu tất cả như mình đây mà có 5G, 4G, có không xài được, không có điện đâu xài. Thì mất không? Thở thành đồ đá. Rồi bắt đầu xăng có chạy nhiều, rồi xài hết rồi thôi, cũng đi bộ. Chứ làm sao? Rồi cái người khôn nó chết hết đi. Nên văn minh những cái kiến thức của ông kỹ sư, bác sĩ, rồi nó đưa về không gian chứ đâu. Rồi thế hệ này nó chết đi rồi sao? Rồi bắt đầu nó văn minh lại. Nó đi theo cái chu kỳ. Bởi vì thế này, thế giới này với văn minh ba thời kỳ. Trong đạo Phật thì có thượng pháp, trung pháp và mạt pháp. Con người sanh già chết, trái đất thành trụ diệt, chiến tranh nhất nhì ba xong, không có đi qua khỏi này. Vì thế mà cái thiền tông muốn ra đời để cho nó kìm hãm cái chiến tranh lại. Nếu mà chiến tranh mà thiền tông mà nếu áp dụng được thì cái thì ông Phật nói là khi Như Lai ra đời cho đến 3.000 năm sau thì trái đất bị việt. Mà nay ổng là 2.563 năm thì còn có 400 mấy chục năm nữa. Mà có thể là kéo dài 400 mấy chục năm nữa không? Cái tình trạng này. Vì thế mà thiền tông ra đời để nó kìm bớt lại. Còn không kịp thôi. Cái này là ổng nói rồi, chùa Tân Diệu nói lại vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà tôi nói thêm bây giờ nè, giữa Nga và Mỹ mỗi ông bao nhiêu? Tôi nghe nó 5-7 ngàn cái bom nguyên tử. Rồi tổng cộng mấy nước trên thế giới nó cộng bao nhiêu? Chắc mấy chục ngàn á, xin lỗi. Hai đánh lộn thì mấy người kia nó tụi bay đánh, tao cũng đánh cho vui, nợ mạnh nào đem ra xài hết. Chứ bây giờ để nó cũng không làm gì. Thôi phải tự dẫn cho, tự dẫn hết. Người ta chết, mình ở đây không chết, nhưng mà mình chết vì cái vấn đề nhiễm độc. Rồi khúc đó nhiễm độc rồi ai chế thuốc cho trị mình đây? Nhà thương không hoạt động, đâu có điện đâu. Đâu có điện, kể cả phương tiện di chuyển không có luôn. Phương tiện di chuyển bằng điện và điện xăng dầu mà giờ ai lấy? Tất cả lấy này là lấy bằng điện hết, sử dụng bằng điện hết. Nguyên cái thành phố Hồ Chí Minh mà nếu không có điện con sẽ suy nghĩ sao? Nó tối thui. Rồi không có xe chạy sao? Nó con người bởi vì nếu mà nó ngưng lại một cái là thành biến thành đồ đá liền, chứ không được đồ đồng, rồi từ từ phát triển lại. Nó khủng khiếp vậy. Thế giới này nó càng văn minh thì giống như mình đi trên máy bay. Ở dưới đất nó chết cũng từ từ máy bay, nó rầm cái là chết hết. Không ai sống nữa hết. Thành nó biến tức khắc lại.
Thiền tông, bởi vì cái tại sao cái thiền tông nó ra đời để nó nói cái này? Nó nói nó có hai cái mặt. Một là bằng sự thật trái đất này, bằng sự thật mê tín dị đoan, và đồng thời cứu nhân loại khỏi diệt chủng, diệt cái bằng thảm họa nhanh. Không phải là cứu mà khi mà chậm thắng bớt lại, xe chạy thắng bớt lại. Chứ không có gì hết rồi. Nếu mà không thắng thì nó đi rất nhanh. Nó mới vừa rồi đó, nhiều cái nó có nhiều cái nữa. Bởi vì tại sao ngày xưa đó chứ kêu bằng chiến tranh thế giới là thứ nhất, chỉ gây lộn có chút thôi đập dậy đó. Chiến tranh thứ hai, tứ lực tam cường Nga Tàu Anh Mỹ Nhật Đức Ý chia hai phe đập lộn nhau, tứ lực tam cường nó cũng vì cái ý thức hệ thôi, cũng ghét nhau thôi. Chiến tranh thứ nhất là 14-18, chiến tranh thứ hai 38-45, thấy không? Mà cũng vì cái tưởng con người, cái ý thức tưởng con người đánh lộn nhau thôi. Ông Phật ông biết vậy thì ông giải ra để khi này nói là để cho nó kìm hãm bớt rồi thôi. Còn ông nói nghe ông nghe thôi. Chùa Tân Diệu có bổn phận phổ biến, phổ biến là chuẩn hóa lại cái tâm linh của đạo Phật. Thứ hai là chuẩn hóa cái đạo Phật lại. Đạo Phật tu thế nào phải nói cho rõ. Không có vậy thôi chứ đâu có khác gì đâu, chứ đâu có lớn lao gì đâu. Đạo Thiền Tông ra đời nó chuẩn là thôi, nói cho đúng bằng sự thật, bằng khoa học. Đạo Phật là đạo khoa học, không phải là mê tín gì đâu, có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Thì được, còn nhiều ít. Buổi giải đáp buổi sáng xin tới đây là tạm dừng ạ. Buổi sẽ đáp sẽ tiếp tục vào lúc 1 giờ. Xin cảm ơn quý vị. Hello. Để bắt đầu buổi chiều hôm nay, câu hỏi đầu tiên như sau ạ. Huyền ký ra đời để vớt những ai muốn về Phật giới và xóa đi mê tín dị đoan. Vậy sau khi trái đất này tan rã, trái đất mới hình thành và đến đời mạt thượng pháp của trái đất mới, số người mê tín có giảm không? Hay cũng sẽ trở lại mê tín như trái đất hiện tại vậy? Khi trái đất mà nó tan rã đó thì tất cả nền văn minh không gian nó cũng trở về cái nền không gian không. Rồi con người ta sống vào cái thời kỳ đồ đá thì nó cũng ngu muội thôi, đâu ai biết được. Rồi đồ đá mà nó chuyển qua bộ lạc thì mới tới đời thành lập, cũng tương tự thành lập ra đạo thần. Rồi đến một vị toàn năng toàn giác lập đạo Phật, gọi là đạo hiểu biết rõ ràng và quy luật nhân quả luân hồi. Rồi từ từ nó cũng tiến rẽ vào cái thời kỳ mạt thượng pháp để mà công bố cái quyền ký ra, nó cũng đi cái tuần tự vậy thôi. Vì thế cái chu kỳ trái đất này nó phải đi theo những cái chu kỳ của nó chứ không thoát ra được ngoài này. Thì nó đúng ra một trái đất thì nó 10.000 năm, nó quy tụ từ thời kỳ đồ đá mà nó lên đồ đồng là 4.000 năm. Rồi nó lên tới cái thời kỳ mà một vị toàn năng toàn giác nó là 3.000 năm, nữa là 7.000. Từ 7.000 nó đến tới 3.000 sau là quy diệt. Cái lực trình nó đi nó vậy, 4.000, 7.000 và 3.000 thì nó đủ 10.000 năm. Thì cái chu kỳ của người ta đó từ mê tín cho đến chánh tín rồi bằng sự thật thì nó cũng đi tuần tự thôi. Có nghĩa là bây giờ quyền ký nó ra để nó cứu con người cái thời gian này nè, chậm đi tới cái thời kỳ quý diệt thôi. Bởi vì khi mà văn minh không gian nó lên cao rồi đó thì những cái chuyện mà nó tiêu diệt cái này nó rất dễ, không có gì khó. Vì thế mà quyền ký Đức Phật phải ra để chặn bớt lại thôi. Còn được hay không là do môn đồ ổng á. Chặn được là do cái môn đồ Đức Phật chứ không phải ai. Còn những người nhà mà ta vừa quản lý về chính trị trái đất thì nó khác. Nếu môn đồ Đức Phật và đồng ý phổ biến này ra thì các nhà chính trị người ta mới nghe. Còn nếu không phải môn đồ Đức Phật hoàn toàn không ai nghe hết. Người thường không nghe đâu. Vì thế mà cái việc tồn trong trái đất này do môn đồ của Đức Phật, một vị toàn năng toàn giác, chứ người thường không làm được. Rồi hỏi tiếp đi.
Thiền tông tồn tại ở thế gian 100 năm. Nếu đến năm 99 mà có người về tịnh độ, có thể quay lại kịp trái đất này để học thiền tông không, khi mà họ phải lên tịnh độ hưởng phước 10.000 năm? Không, cái này là hỏi không đúng. Mình muốn hỏi bây giờ thì phải dùng cái đầu khoa học của mình hỏi, gọi là cái đầu nguyên tử để hỏi. Chứ còn hỏi cái này là cái hỏi thời kỳ đồ động, cái đầu của được người thời kỳ đồ động không bằng thua. Bởi vì mình lên trên đó rồi tới 10.000 năm mới trở lại thì nó đi qua cái thời gian khác rồi. Cái thời gian nó trở lại đây nó không đúng. Bởi vì cái thời gian này, trên đất này bây giờ mình còn có thời gian ngắn nữa, rồi mình lên trển ở tới 10.000 năm mà xuống đây làm sao nó sai biệt. Không đúng. Đạo Phật là phải đặt thực tế vào Phật, thời gian cũng như là không gian phải là thực tế. Chứ không phải mà trùng trừ nó nữa. Thời gian bây giờ, thời gian vàng, người ta phổ biến ra, mình đồng ý thì theo, không đồng ý thôi, con đi lên tịnh độ là nó khác. Bởi vì đây có 100 năm rồi, thời gian lên đến 10.000 năm rồi sao? Đối với 100 năm thì có 1% thôi, sao kịp nói. Rồi, con hỏi tiếp đi. Ông Phật tử Nguyễn Thế Tuyết ở quận 8. Tại sao pháp môn thứ 6 Đức Phật dạy là thiền tông, mà gần đây con nghe thầy giải đáp lại có thêm danh từ là đạo Phật thiền tông? Sửa máy. Rồi. Hỏi lại. Tại sao pháp môn thứ 6 Đức Phật dạy là thiền tông, mà gần đây con nghe thầy giải đáp lại có thêm danh từ là đạo Phật thiền tông? Cái chữ thiền tông là xưa người ta ngắn gọn. Chứ Đức Phật dạy 6 pháp môn tu, nếu mà nói đúng ra đó, pháp môn đạo Phật tiểu thừa, pháp môn đại Phật, đạo Phật trung thừa, pháp môn đạo Phật đại, rồi niệm chú, niệm Phật. Thì vì thế mà gọi là pháp môn đạo Phật thiền tông. Bởi vì Đức Phật dạy cái đạo này nó có 6 tông: tiểu thừa tông, trung thừa tông, rồi đại thừa tông, niệm Phật tông, niệm chú tông, thiền tông. Bây giờ người ta chỉnh lại cho nó đúng cái danh từ thôi, bởi vì người ta nói là chuẩn hóa thiền tông, là chuẩn cái chỗ này nè. Những danh từ ngày xưa người ta nói ngắn gọn, hoặc người ta nói bỏ chữ, thì nó có nhiều người ta không hiểu, thì bây giờ nói cho gọn đó. Vì thế mà đạo Phật thiền tông, đạo Phật tiểu thừa tông, trung thừa tông, đại thừa tông, mật chú tông. Vì nó có mật chú tông và niệm Phật tông. Đó. Thành ra bây giờ nói cho nó đúng ra. Thì mình nghe mình nói khi nó hơi lạ chút. Chứ thừa thật nó không lạ. Gọi là đúng nguyên văn. Rồi, hỏi tiếp đi. Con hiểu thế giới này là nhân quả vật lý âm dương. Con người chỉ là sống tạm trú mà thôi. Mình muốn giác ngộ và giải thoát về quê cũ của chính mình là Phật giới, thì phải tìm học pháp môn thứ 6 là đạo Phật thiền tông, có đúng không ạ? Đúng rồi. Thế giới này là thế giới nhân quả vật lý. Anh muốn mà chứng đắc cái gì thì anh phải tu tiểu thừa tông. Muốn làm giảng sư thì trung thừa tông. Muốn làm kỹ sư đạo Phật thì đại thừa tông. Muốn giảng sanh lên cực lạc là kêu bằng tịnh độ tông. Muốn làm thần y trị bệnh thì là mật chú tông. Muốn trở về Phật giới thì phải thiền tông, đạo Phật thiền tông. 5 con đường luân hồi và 1 con đường trở về Phật giới. Đó là căn bản của đạo Phật. 5 con đường đi luân hồi gọi là tu theo nhân quả vật lý. Còn con đường trở về gọi là con đường phi vật lý, trở về chánh gốc của mỗi người. Đầu tiên con người là một tánh Phật vào đây mượn thân và tánh người tạo ra công đức để trở về Phật giới. Nhưng mà vô đây không tạo công đức mà tạo phước đức thành để đi giảng sanh. Hoặc là tạo phước đức âm để làm người giàu sang ở đây. Hoặc là tạo nhân quả để bị nhân quả nó nhận chìm ở trong thế đất này. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để mà nói cho rõ là 6 con đường đi, muốn đi đâu. 6 con đường cõi trời, 6 con đường ở trái đất và con đường trở về Phật giới là 13 con đường. Nếu nói gọn là ở trái đất này, lục đạo luân hồi và con đường trở về Phật giới là 7. Thiền Tông ra đời nói cho rõ vậy thôi.
mà nói rõ, mà nói kiểm chứng bằng khoa học và thực tế. Vì thế mà các nhà khoa học, nhà vật lý học hoặc người trí thức cao hoặc công nhận đạo Phật là có cái tinh hoa của nhân loại, người ta mới tôn trọng cái đạo Phật là chỗ này. Vì thế mà Liên Hợp Quốc mới vinh danh đạo Phật là có tinh hoa nhân loại, nói cái chỗ này. Chứ không phải đạo Phật cúng mà ta vinh danh cái đạo cúng đâu. Không phải đạo Phật coi bói đâu. Không phải vinh danh đạo Phật coi bói, mà không phải đạo Phật làm bùa. Nếu mà đạo Phật làm bùa thì ai vinh danh cái này làm gì? Có nghĩa là đạo Phật vinh danh bằng khoa học thực tế, mà kiểm chứng cho chiếm chứng đàng hoàng từ hữu hình và vô hình. Đạo Phật nói được cái này. Vì thế mà tổ chức Liên Hợp Quốc, tổ chức Vi Sắc hàng năm tưởng nhớ cái chuyện này. Nhưng mà tôi nói là tưởng nhớ nhớ chứ chưa, Liên Hợp Quốc chưa tìm ra được cái này. Nếu mà Liên Hợp Quốc tìm được cái này thì trước khi mà tổ chức buổi lễ này phải nói ra cái gì là của tinh hoa nhân loại, mà tôi chưa thấy. Mà cái đó là của cái UNESCO, của Liên Hợp Quốc thôi, chứ mình cũng không có, mình chỉ góp ý vậy thôi, chứ sự thật mình cũng không, mình đâu có gì trong đó mình nói. Nhưng mà mình là một tín giả, mình đứng mình xem, giống như một người đem xem phim, ngồi phim là coi cái đạo diễn, nhưng mà đạo diễn chưa nói được cái tinh hoa này. Đạo diễn đạo Phật chưa nói được cái tinh hoa của nhân loại là cái gì. Ông đã từng nói là đạo Phật là tinh hoa nhân loại, mà ông chưa trình bày được cái tinh hoa nhân loại ra. Vì thế là một người dân được quyền hỏi. Vậy chứ Vi Sắc hàng năm anh tổ chức, anh nói cái gì về đạo Phật, cái gì là tinh hoa của nhân loại, thì mấy ông phải nói ra cho nhân loại biết. Mà mấy ông đó thì đầy đủ ngôn ngữ 100+ quốc gia, thì ông tuyên bố này thì ông phải dịch ra tiếng 100+ quốc gia cho người ta biết đạo Phật cái gì là tinh hoa nhân loại. Chưa thấy. Vi Sắc ở Việt Nam tổ chức 2-3 lần rồi, năm 2019 là năm thứ 3, mà chưa thấy được nói cái này. Thì nếu mà ai quan tâm thì cứ hỏi, cứ mail. Bây giờ mình muốn hỏi người ta dễ thôi, mình gửi thư vô hộp thư mail của người ta đó, hỏi người ta trả lời cho. Nghe nói mấy ông nói là đạo Phật tinh hoa nhân loại, vậy chứ cái tinh hoa là cái gì? Chưa thấy công bố ra. Nó mình cứ hỏi vậy thôi. Rồi mình người dân, rồi nói bây giờ mình nói gần thì mình hỏi giáo hội Phật giáo Trung ương, vậy chứ tinh hoa là cái gì? Với thầy, tôi chưa nghe với thầy là đề cử những giảng sư đi giảng về tinh hoa đạo Phật. Thì với thầy cứ giảng tôi nghe thử coi. Thì có phước để chi? Để cho nhân loại biết rằng đạo Phật có tinh hoa mà mấy lần rồi không nghe thấy. Đáng lẽ cái tinh hoa này hàng năm mấy ông phải đưa ra nói một lần, đi ra một cái ngày gọi là kỷ niệm tinh hoa đạo Phật thì mới là đúng. Mà lòng vào đó, nếu mà lòng vào được vô cái tổ chức quốc tế của UNESCO đó thì càng hay. Bởi vì cái tổ chức này nói ra toàn cầu biết mà. Còn mình nói đúng, nói ở chùa thì chỉ nói một hai điểm nhỏ thôi, một hai điểm nhỏ của đạo Phật thôi, chứ nó lớn không có được. Vì mình tư cách của mình nằm ở đâu? Nằm trong cái xã đó. Mình chỉ được quyền nói trong cái xã thôi, chứ không được quyền nói ra cái quận nữa. Rồi, hỏi tiếp đi. Hiện nay có rất nhiều người theo pháp môn Thiền Tông muốn được kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Xin bác giải thích rõ hơn điều kiện và tài chính phải như thế nào mới được kết nối cầu truyền hình ạ? Cầu truyền hình này đã dễ lắm. Bây giờ anh có một cái cơ sở mà hộ pháp nhà nước cho anh hoạt động theo luật tín ngưỡng, có giấy phép đàng hoàng thì kết nối đầu cầu truyền hình với chùa Tân Diệu được. Nhưng dưới điều kiện thế này nè, cái giấy phép hoạt động phải nhà nước cho phép, mà trong khi đó cái giấy phép này anh phải kèm theo cái gọi là cái lời cam kết không được xen vào chính trị nè, không được xen vào bất cứ cái gì hết, tất cả các đạo khác không được đường đem vô cái này. Không? Thứ nhất về chính trị anh không có xen vô, đừng có nói tầm bậy. Thứ hai là mê tín gì đâu, triệt để không có xen vào mê tín gì đâu một chút nào hết. Nhà nước cho phép, chính quyền địa phương cho phép thì tôi sẽ xem cái cơ sở mà anh thờ phượng có đúng không. Thờ phượng duy nhất chỉ có ông Thích Ca cầm cành sen và Văn Thù Vô Hiền, lên tiêu chuẩn ở đó thôi thì được. Thì rồi anh phải trình cái ban bệ của anh,
cái ban bể anh có thể điều khiển được không? Thì tôi sẽ cho cách nói. Nó cái luật đầu tiên phải đi bằng luật. Thứ nhất, luật an ninh phải cho kịp, triệt để tuân thủ lệ luật an ninh địa phương. Rồi chính quyền địa phương cho mình hoạt động như thế nào, hoạt động đến đâu, hợp pháp. Mà thứ nhất phải có cái bản cam kết, thì đây sẽ cho kết nối liền. Kết nối thì một cái tivi thôi, và một cái webcam, và đà thờ một cái vi tính đủ rồi. Thì nó đúng tốn kém cái đó. Anh muốn đỡ tốn kém á, có điều kiện đó, anh lên cái chỗ mà người ta bán tivi đó, thì tôi muốn bán cho anh cái webcam và cái máy laptop, rồi đấu kết ta nấu cho cái này nó dễ mà, tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu tivi lớn, tôi thấy tivi lớn giờ mà 10 mấy 20 triệu, rồi với cái laptop cũng 10 triệu, webcam 5-6 triệu gì thôi, tổng cộng nhiêu, tổng cộng chưa tới 30 triệu. Mà cái này đó mình được quyền, anh em góp lại nha, nhớ được quyền cảm. Còn cái cơ sở của mình mà nói thì hoàn toàn không lấy tiền người ta, tất cả vật dụng đều được quyền anh ta đóng góp cho. Còn cơ sở của anh phải làm, tự anh bỏ tiền ra, chứ anh được có lợi dụng cơ sở anh 30 triệu, anh lấy 100 triệu không được. Cơ sở hoàn toàn phải là tâm tài lực, anh làm được cái này thì đây ta điều tra, ta mới kết nối, cho anh kết nối. Còn nếu mà anh lem nhem về tiền bạc là dẹp, không có được. Cái này là người ta cứu anh đi vào trong cái thế giới nhân quả đó. Anh mà làm sai vô thế giới nhân quả nó quật anh à. Chứ không phải tu thiền thông dễ đâu. Muốn cái thì phải đúng cái trong cái quyển số 10 người ta nói rồi. Tất cả những người xây chùa hoàn toàn không lấy ai đồng nào, mà cái phụ trợ được nha, bên ngoài chùa được. Hình này hình kia, thí dụ chẳng hạn bây giờ đó, tôi đang nói đến như vậy, còn người mù đòi voi đó, ví dụ ai mà giúp đến cái này thì được, nó nằm ngoài cái chùa chứ nó không phải nằm trong cái chùa đó. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Thiền Tông Phan Thanh Đạt ở Bình Định hỏi: câu thứ nhất, con làm công đức bên ngoài khó quá vì ít người chấp nhận, vậy con góp tiền vào tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu để in sách, để chùa Thiền Tông tặng sách cho người thỉnh sách, con làm như vậy có công đức không ạ? Việc này có giúp cho con có công đức trong sáng không? Tất cả những người mà kinh sách này được hết, có nghĩa là làm sao mình giúp người ta hiểu được cái này thì được. Bởi vì còn cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó qua cái giai đoạn xây dựng rồi. Bây giờ bên ngoài thì người ta xây dựng những cái biểu tượng gì thì được, chứ hình ảnh này cái thì cứ góp được. Chứ cái chùa bây giờ nó đã hoàn chỉnh lâu rồi, mấy chục năm ta không lấy tiền của chùa. Ví dụ bây giờ người ta xây dựng cái gì đó, nó thuộc về Thiền Tông thì người ta lấy. Mà cái đó phải liên lạc với xây dựng á, chứ tôi không có rớ vô. Vì cái này tôi giao cho bên xây dựng lo cái chuyện này. Thì cái đó lên xây dựng, chứ đừng có liên lạc với tôi hoàn toàn cái chùa bích rồi, không có lấy ai đồng nào hết. Rồi hỏi tiếp đi. Con có tánh lúc nào cũng muốn giúp người khác hiểu Thiền Tông, vậy cái muốn quả con có sai không ạ? Đúng, không sao đâu. Mình giúp người ta để hiểu này thì rất nhiều phương tiện, thì trong đó có sách nè, rồi máy nè, hoặc là như phổ biến những cái phương tiện gì mà cho người ta hiểu về Thiền Tông đó. Nhưng mà có một điều đó, mình đừng có lợi dụng cái này mà lem nhem về tiền bạc, đừng. Ví dụ hồi xưa đó mình có 5-3 triệu để đi cúng này kia, bây giờ mình đưa vô trong cái này, nhưng mà làm mà cái tâm tông sáng, đừng vụ lợi. Nếu mình vụ lợi thì nó không có tốt, vô Thiền Tông nó không đúng ý nghĩa thì nó sai. Tất cả vì làm phát triển Thiền Tông và cho dân Việt Nam đừng mê tín. Dân Việt Nam đừng mê tín thì dân trí Việt Nam sẽ lên cao. Thứ hai nữa là con người Việt Nam không là con người có trí tuệ. Thế giới người ta hiểu rằng người ta đến Việt Nam con người không mê tín, thì cái đó là danh dự của một quốc gia rồi. Mà hơn nữa Thiền Tông công bố ra tại Việt Nam thì đây là cái điều quan trọng nhất của nước Việt Nam chứ không nhỏ đâu. Kể cả một tôn giáo Việt Nam, đạo Phật Việt Nam duy nhất, đạo Phật Thiền Tông duy nhất công bố tại Việt Nam, đây là cái danh dự rất lớn. Mà công bố được chính quyền và giáo hội cho phép, đây là cái lượng phúc bảo đảm rất thực tế và khoa học.
Thì bây giờ mình là người Việt Nam có bổn phận là truyền bá cái này để cho nhiều người biết rằng. Về sau người ta hỏi chứ Thiền Tông từ đâu, xuất phát từ đâu? Xuất phát từ Việt Nam. Do 36 vị tổ Thiền Tông truyền đi theo dòng Thiền Tông. Nhưng mà nó may mắn nhất là đài VTV 2 và VTV 4 nó đã làm cái bộ phim Dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông rất căn bản, rất mạch lạc và rất thực tế. Đây là danh dự rất lớn cho nước Việt Nam chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà tôi thấy chính quyền ủng hộ, nhưng mà giáo hội là giáo hội cũng ủng hộ, nhưng mà có một nhiều người trong giáo hội chống đối. Chống đối là cái gì? Chống đối là mấy cái người mà cúng tụng sinh xăm quái quẻ, họ chống đối. Chứ mấy người mà trí thức trong Phật giáo không chống đối. Mấy người chuyên môn mà đi nói chuyện kia mà lừa người lấy tiền, họ chống đối. Thứ nhất là đi làm bùa làm phép nè, rồi cầu xin cúng tụng, mới chống đối dữ lắm. Cái đó thì thành phần đó không nói, bởi vì cái đó là cái bản chất con người mà. Bản chất con người ta lợi dụng đạo Phật để đi kiếm tiền thì ta chống đối, đây là tự nhiên thôi, mình không trách người ta. Đó, mà tôi thấy những người trí thức trong Phật giáo, vị lãnh đạo Phật giáo hoàn toàn ủng hộ cái này, hoàn toàn không có chống đối, là tôi rất mừng thôi. Tôi có cái nhiệm vụ phổ biến và công bố ra cái đạo Phật Thiền Tông này bằng luật pháp và bằng sách vở đàng hoàng. Thành ra tôi làm đúng luật, thành ra tôi không sợ cái này. Hơn nữa là luật nhà nước cho phép, từ hiến pháp, từ nghị định chính phủ, từ luật tín ngưỡng quốc hội, kể cả bộ luật hình sự nhà nước cũng yểm trợ cái này. Thì tôi thấy cái pháp môn Thiền Tông rất vững vàng, lưu hành tại nước Việt Nam mình. Rồi hỏi tiếp đi. Khi con hiểu Thiền Tông, con nói với củ quyền thất tổ trên bàn thờ nhà con: nay con có pháp môn giác ngộ và giải thoát, củ quyền thất tổ nên về đó học để được giác ngộ và giải thoát, và con không thờ cúng nữa. Con làm như vậy có đúng không ạ? À? Cái này nó đi qua cái phẩm gì mê tín. Củ quyền là mình thờ tượng trưng thôi, chứ quyền lực mà ổng vào đây là ổng luân hồi rồi, mình có nói ổng đâu có nghe. Mà mình phải nói vậy nè, mỗi lần mà ấy thì có cúng gì đó mình nói với bà con mình, chứ đừng nói củ quyền. Nó này là đám dỗ đó. Thì có pháp môn Thiền Tông này nói trước mặt củ quyền, chứ củ quyền nào nằm ở đó. Bây giờ tôi có pháp môn Thiền Tông là tôi theo cúng, thì cúng đây là cái tục lệ thôi, nhưng củ quyền không có ăn đâu. Nhưng mà giờ ăn là được mình đây nè, ngồi đây ăn này chút xíu cúng ăn nè. Có pháp môn Thiền Tông này ra đời để nó xóa mê tín dị đoan. Cúng củ quyền biết, nhưng mà biết thứ nhất là ông bà cha mẹ ở đây là biết nè, đừng có đi tầm bậy nữa, đừng đi cúng tầm bậy nữa. Nên nghiên cứu cái này, nếu mà cô bác không đồng ý lên mạng xem, hoặc là đến chùa Tân Diệu cứ chủ nhật nào người ta cũng trả lời đó, củ quyền tại chỗ chứ không phải củ quyền ngồi trên bàn thờ. Mình cứ nói củ quyền trước mặt nè, củ quyền mình là ông bà cha mẹ anh chị em là nhiều đó là đủ rồi. Mình đừng có đi, đừng có giái trên kia nó sai. Ông ngồi ông cứ đổ củ quyền không vô rồi sư phụ vô sao? Sư phụ vô không? Rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử Quế Lan ở Lâm Trạch, Long An hỏi: sao các vị tiến sĩ Phật học như Thích Thịt Nhật Từ, Thích Lệ Thọ lại xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của nước Việt Nam ban hành? Vậy các vị này xài luật gì ạ? À? Các vị này không cần luật của chính phủ Việt Nam hay sao? Đúng là người ta tù á, nhà nước sợ mấy ông tù lắm. Thành ra ông muốn nói gì nói, nhà nước không xen vô. Bởi vì nó đúng ra nhà nước ta cũng tôn trọng người tu, thành ra người tu nói gì nói kệ, ông nói. Chứ người mà không tu á, không tu ra ngoài nói về công an hốt liền, ta bảo đảm. Nhưng mà tại vì cái tu, thành ra nhà nước nể thôi. Chứ mà người đi ra ngoài nói tầm bậy, anh không ấy, anh phải người tu ra ngoài lép bép ấy, công an nó hốt liền. Cái này là tự do tín ngưỡng của người ta mà, thấy không? Nhưng mà thôi, nhà nước cũng tôn trọng người tu thì thôi, nói gì nói, ông muốn nói trên trời đất, ông muốn cúng tụng gì kệ đó. Nhưng mà có một điều á, là giáo hội đã cấm dân sao giải hạn rồi, chặt 50% cái mê tín rồi. Rồi
năm rồi thì kêu bằng đốt giấy tiền vàng mã đã cấm rồi, thêm 25% nữa. Rằm tháng 7 này cấm tiếp, rằm tháng 7 này cấm không cho đốt nha, đốt giấy tiền vàng mã, có công văn luôn đó. Thì tôi thấy là giáo hội rất tốt, đã chuẩn hóa đạo Phật lại, đi đúng với cái quỹ đạo của nó. Tất cả đạo cúng thì nó nằm bên đạo lão, thì bây giờ giáo hội cấm gì thì rất đúng, rất sáng suốt mà ta cúng cái này. Đạo Phật là gì? Giác ngộ giải thoát, thì mình cứ xuyên vào trong hai cái phần này thôi, chứ đừng nói làm tầm bậy. Lấy gì mình, đạo Phật là tinh hoa nhân loại, mình làm như vậy nó sai, thành là thế giới người ta cười mình. Mà cười ai? Cười đạo Phật chứ đâu phải cười nhân dân. Người lãnh đạo đạo Phật phải là có hiểu cái sáng suốt, hướng dẫn đồng bào của mình, tín đồ của mình đi đúng cái quỹ đạo, xóa mê tín dị đoan. Mà nhà nước hàng năm có chủ trương dẹp mê tín dị đoan, mà dẹp không được thì về nhờ giáo hội. Thì giáo hội làm vậy thì đó, bây giờ vừa rồi một dân sao giới hạn, rồi năm rồi thì cấm đúc giấy tiền vàng mã, năm nay cấm tiếp. Thì bây giờ trong đạo Phật nó còn mấy pháp môn: gõ mõ tụng kinh còn, ngồi thiền còn, cầu siêu cầu an còn, rồi nhiêu đó hết. Chứ còn cái kia mấy bây giờ bắt đầu nhà nước giáo hội đã cấm, mà có văn bản cấm đàng hoàng chứ không phải. Thì tôi thấy nhà, giáo hội thực thi trên 60% về tiếng đề tín ngưỡng thì cũng bất mừng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Phật tử Trương ở Mỹ hỏi: tu theo pháp môn thiền tông, khi ký ức hiện ra trong đầu như ký ức về tuổi thơ, ký ức về người thân xuất hiện trong đầu thì phải làm sao? Cái đó là hoài niệm thôi, đâu có sao. Cái đó là tự nhiên của con người, nó từ ở trong cái tàng thức nó phát ra thôi. Giống như trong nhà mình chứa gì lâu lâu mở ra coi thấy vậy thôi, cái đó là bình thường đâu, đừng quan tâm đó. Cái đó là những gì nó chứa trong cái tàng thức của mình nó hiện ra, cái đó chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện tương lai nè, mình muốn đi về đâu, muốn giải thoát thì phải đi tìm con đường thiền tông, còn muốn lên trời thì con tìm con đường tịnh độ. Mình phải hiểu rõ này, đa số bây giờ nó có cái công thức đi hết. Muốn lên trời thì có công thức, muốn lên nước cực lạc có công thức, muốn lên trời thượng đế ngọc hoàng có công thức, muốn trở về Phật giới đều có công thức đi hết, muốn làm người giàu sang cũng đều có công thức hết, chứ không phải không. Bởi vì đạo Phật là đạo học công thức khoa học, mà công thức này nó đi bằng công thức khoa học thực tế chứ không phải mê tín gì đâu. Đây là cái quy luật của trái đất mà. Vì thế mà trong đạo Phật có nói là anh muốn ăn cay thì anh trồng ớt, chứ không khi nào trồng mía được. Anh muốn ăn ngọt thì phải trồng mía, chứ đừng có trồng ngọt mà đòi ăn cay, không được. Quy luật của nó vậy. Vì trái đất này nó luân hồi để nó suy chuyển, nó tạo ra nhân quả. Anh làm nghiệp gì nó sanh ra ngày quả đó, chứ không có chạy thoát được. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông ra đời để xác định rằng nhân quả làm gì gặt nấy, trồng lúa gặt lúa, trồng đậu gặt đậu, trồng khoai gặt khoai, chứ không có trồng khoai mà gặt lúa được. Xác định vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Mời tổ kỹ thuật có nói cầu truyền hình. Kính thưa thật thả nghiễn nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Tu thiền diệt ý có lợi và hại như thế nào? Lặp lại. Tu thiền diệt ý có lợi và hại như thế nào ạ? Thế diệt ý này nó đúng ra nó nằm ở trong cái pháp môn 37 pháp quán mà diệt tận định. Có nghĩa cái ý mình phát ra mà mình diệt nó là sao? Tôi suy nghĩ đi. Cái xe mình nó chạy là do cái động cơ nó hoạt động, nó chạy. Rồi bây giờ mình diệt cái động cơ này sao đây? Giờ mình tính sao? Có nghĩa là con ngựa nó đang chạy mà bắt đầu cột cái giò nó lại, rồi sao? Cái này là do mấy ông thầy tưởng tượng ra, diệt ý cái ý mình nó phát ra. Máy phát điện nó phát để có điện mình xài, mà tự nhiên không cho nó phát rồi sao đây? Là do cái ông thầy. Thì bởi vậy
Ông thầy ông tưởng sao ông làm vậy? Ông thầy là ông này thứ mấy rồi voi? Nếu ông voi đang chạy, ông nắm cái giò ông kéo lại, ông cho nó chạy rồi sao? Có đúng hay thôi? Là do ông thầy tưởng tượng ra. Thì bây giờ Thiền Tông ra đời để mà chuẩn lại cái ý của người nó phát ra. Anh theo nó không theo thôi, ông phát biết nó vậy đó. Nếu, rồi thôi dừng lại. Bởi vì trong kinh nó, nếu mà cái ý nó phát ra mình đừng có theo thôi, thì nó không ảnh hưởng gì. Giống như cái ý mình muốn mua cái này mà mình không mua thôi, ai rầy mình. Còn nếu mình chặn nó, muốn mua mình chặn nó là kẹt, không được. Mình bỏ đi, mình để tế nhị. Mà nếu mà nó dụng công không được, mà không dụng công không được. Mình phải hiểu, mình hiểu cái thế giới này nó cứ giới nhân quả. Máy phát điện nó quay để nó phát điện mà tự nhiên mình không cho nó quay, rồi sao? Mình dám rút cái tay vô mình kéo cái vòng quay nó lại không? Kéo nó giật mình chết luôn. Đó, vì thế mà nhiều người tu, tại sao tu bị điên? Tu sẽ bị bán thân là do cái diệt vọng tưởng nè, diệt ý nè, chết là chết. Mà tôi không nói đích thân ai, nhiều người tu này bị nè. Có nhiều, tôi nói có ông ở quận 8 cũng ngồi diệt ý, diệt riết bây giờ ông điên. Rồi giờ không biết ông đi đâu, nó thì kiếm mà không ra đó. Ông điên đi mất luôn. Thì cũng do, mà do một ông thầy dạy, mà giờ không nói ông thầy nào, mình nói mới lòng ta. Ông biết thì mở cái chỗ dạy thiền, còn ai không biết ông dạy, ngồi dẹp vọng tưởng, dẹp ý là chết. Nhiều người dẹp vọng tưởng, dẹp ý, một không đứt cần máu thì điên, có vậy thôi. Mà điên rồi thì không nhớ đường về, rồi sao? Rồi chết ở đâu, chết bờ, chết bụi thì đâu ai biết. Vì thế mà nhiều người, nó thông báo là người tôi bị đi thì không biết đi về đâu. Thì nhờ công an kiếm mà biết đi đâu. Có nhiều khi mới 12 giờ đêm đi ngang cái cầu nhảy xuống cái ùm rồi làm sao biết. Thì không biết đi đâu. Tôi cũng không biết ông có chết sống nữa đó, đi mất cái chỗ đó. Nó sai là sai cái chỗ này. Diệt vọng tưởng, diệt ý và diệt tận định. Đúng thì nó được thành thánh la lán, còn không đúng là nó điên luôn. Vì thế mà ta bảo là tu thiền điên là điên ở chỗ này. Không biết là lên tầm bậy. Giống như mình không phải thợ máy sửa xe, đem xe ra sửa rồi hư mẹ hết rồi. Giờ hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: con cho người khác mượn sách, thỉnh thoảng con có đến nhà họ hỏi xem họ đọc được đến đâu rồi, sau đó con hướng dẫn họ hiểu thêm, như thế có phải là nhiệt tình quá không ạ? Cái đó là đúng thôi, kiểm thôi. Kiểm nếu mà thấy tốt thì tốt phải thôi, chứ đừng tuyệt đối là đừng có xen vô. Ví dụ ta hiểu thì cảm ơn khen ta thôi, còn ấy tôi làm thinh nha. Ta nói bất cứ cái gì làm thinh. Chỉ trừ trường hợp họ theo thì mình mới hướng dẫn từ từ là đúng. Còn người ta không theo mà mình có cái phản ứng nó không được. À, thứ thứ thiền tông, mình cứ về làm lơ kể như mình không hiểu gì đó. Mình cho người ta mượn sách là nhờ người ta giải mã thôi. Nhưng mà sự thật mình biết, nếu mà người ta mà giải mã tốt thì mình cảm ơn mấy thôi. Tuyệt đối đừng có chê người ta, nhất thiền tông đừng có chê. Nếu thiền tông mà chê thì coi chừng nó phản ứng kỳ lắm. Rồi hỏi câu khác đi. Tiếp theo, mẹ con không tu thiền tông, nhưng cũng hay xem vào các video và bài viết trên Facebook. Mẹ con cũng tụng kinh An Vị Phật vào ngày rằm mùng 1 và các ngày lễ. Khi tụng, mẹ con rất cảm thấy sự an vui kỳ diệu của thanh tịnh thiền. Nhưng mẹ con không tu thiền tông. Thầy cho con hỏi, mẹ con sau này có trở về được dòng tộc không ạ? Cái phần này, cái phần mà coi trên video nó phải hiểu chỗ này nè. Cái người mà tu thiền tông coi chừng cái lúc mà lâm chung người ta vui đó, coi chừng cái đó, coi chừng không phải đâu. Nếu mà trong lúc lâm chung mà vui thì coi chừng. Vì thiền tông trong lúc lâm chung không có vui nha, vui là do cái vụ thánh nhập vô đó. Mấy cái người tu tịnh độ vui, sắc cái mặt nó vui, nó sáng trưng, coi chừng, không phải đâu. Mặt sáng trưng là do vị thánh nhập vô. Tức nhất là những người mà xem video á, coi chừng cái chỗ này. Người tu thiền tông phải kiểm bằng cách rất cái gương mặt người ta bình thường. Mà đảnh giải thoát, nên nhớ là đảnh giải thoát trên đầu là giải thoát. Mặt mắt sanh thiên, căn cứ vào hai chỗ này thôi.
Nó gương nó sáng vậy thôi. Nó sáng mà nó vui là sanh thiên. Mà thiên này nó không đi lên thiên được. Muốn sanh thiên thì phải có phước đức mới lên thiên được. Còn không có mặt mắt tươi rồi cô hồn dẫn đi. Nên nhớ cái chỗ này. Đảnh giải thoát lên, nếu mà sức nóng lên đầu thì nó chắc chắn là giải thoát. Mà người ta không có vui đâu, người ta biết người ta không vui. Nhớ tuyệt đối đừng cho vui trong cái lúc mà lâm chung. Lâm chung mấy người thường thường mà tu tịnh độ, vừa rước mấy ông thầy tịnh độ rồi cái mặt nó sáng trưng rồi thua. Lên tịnh độ anh có kiểm tra cuộc đời anh tu theo tịnh độ, anh làm phước được bao nhiêu tiền, bao nhiêu người. Muốn tu giải thoát, muốn tu lên tịnh độ anh phải làm phước cho lớn. Nhà nghe mà có tiền mới tu tịnh độ. Còn thứ mà nghèo nghèo rồi tịnh độ A Di Đà thì thua vô mấy ông thánh hết. Bởi vì nguyên tắc mà tu tịnh độ là anh phải có tiền làm phước. Căn bản về giảng sanh anh phải có tiền anh đi là cái phước của anh đó. Còn cái vấn đề mặt mắt sanh thiên là đúng, nhưng mà với điều kiện là anh phải giảng sanh mới sanh thiên. Thiên là trời, sanh lên cõi trời. Thì trên đạo Thiên Chúa gọi là thiên đàng, còn bên đạo Phật gọi là niết bàn thanh tịnh. Nước thanh bàn thanh tịnh là nước cực lạc đó. Mình phải hiểu. Mà cái gương mặt mình mà trong lúc lâm chung mà mình tươi. Tươi có tiền mà trước có bả làm công đức ở phước đức thật nhiều thì có thể thôi nha, có thể đi được. Chứ còn mà nghèo nghèo mà tu tịnh độ đừng có mong mặt tươi rồi theo mấy ông thầy hết. Theo mấy ông thầy đi vô làm thánh đó. Bởi vì lúc đó lâm chung là Phật rước mà, Phật nào. Ông tổ U Ba Cúc Đa còn lầm không chưa mình. Tổ Ba Cúc Đa thấy ma còn đi theo mà ở đây mình. Bởi vì tu tịnh độ phải coi chừng cái vụ này nè. Bây giờ ông Phật nói rất rõ mà tại vì mình không hiểu thôi. Giải thoát mới đây thôi, giải thoát mới 2 năm nay thôi. Chứ trước biết giải thoát rồi đi đâu. Rồi cái chết, thầy bây giờ đó tụng một sắp kinh không có nhỏ đâu. 5 triệu ta mới tụng, mà tụng 3-4 sắp vậy đó. Nói không? Càng nhiều còn tốt, tu từ tướng kiến. Một cái ông đó ông tu 25 cái đạo tràng đến mà tụng kinh để giải thoát. Mỗi một đoàn là bao nhiêu? 100 triệu. Tính đi. Một đạo tràng đến 100 triệu. 24 cái đạo tràng để tu, để mà tụng kinh giải thoát. Có thể tưởng tượng nổi không? Biết bao nhiêu tiền. Mà giờ ai dám nói cái vụ này? Bây giờ tại cái diễn đàn này tôi nói cho nghe cho hiểu thôi. Cái quy luật vật lý thế giới này nó là vậy. Mới làm cái chuyện nó vô ích rồi đưa ông bà mà đi vào trong cái chỗ mà không tốt. Mà nó lầm lỗi. Rồi bây giờ Tiền Tông ra đời là chỉ anh muốn tu tịnh độ thì anh phải giàu. Giống như anh muốn đi du lịch nước tiên tiến, anh phải có tiền chứ. Chứ ngồi đó gõ mỏ rồi năm này tháng kia cứ muốn đi mà biểu làm phước không làm. Rồi làm sao? Làm sao có cái phước? Tạo phước mới có tạo đi được. Đó mình phải hiểu này. Thành ra nên nhớ rằng đảnh giải thoát lên thì kiểm tra, nhưng mà cái này là mình biết cái người mà tạo công đức, cái thời gian mình biết bao nhiêu, không cần nhiều, 3 người được rồi vẫn về được. Thấy không? Còn cái vấn đề mà nhờ mấy ông thầy cúng để mà giải thoát coi chừng nó sai chỗ này. Ở đây ở trong Nam, ở ngoài Bắc không biết sao chứ trong Nam rẻ nhất 5 triệu một sắp cúng, khoảng mấy chục phút đó thôi. Tôi quen rất nhiều người chuyên mà làm cái nghề này, cúng chuyên môn làm nghề này. Mà thôi chuyện của người ta làm tôi nói cho nghe thôi, chứ sự thật ta không biết tôi nói cái gì. Rồi nói về hỏi chú ý nên đặc biệt cái tu cái tịnh độ này coi chừng. Anh tu tịnh độ không ai ép anh, dưới điều kiện anh phải có tiền. Trước mắt anh phải làm phước. Trước mắt anh phải có làm phước thật nhiều. Rồi sau đó mới tới nói chuyện giảng sanh. Giống như giờ mình muốn đi du lịch ở đâu á thì trước mắt anh có tiền. Rồi anh mới ham muốn đi được. Chứ anh ham muốn mà không có tiền thì thôi làm chuyện vô ích. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, người có công đức tự họ bôi đen do chấp ngã, và người có công đức trong sáng nhưng bị vị thần bôi đen, thì tỷ lệ được trở về Phật giới của bên nào sẽ cao hơn ạ?
Bây giờ công đức bôi đen không công đen gì. Ở thế giới này nếu mà đã tạo công đức, thí dụ như người đó mà 90 tuổi người ta chết đi, thì từ 70 tuổi, 80 tuổi người ta bôi hết. Mình không bôi, ông thần cũng bôi. Để chi? Để cho nó lưu thông được trên cái thế giới vật lý này. Vì công đức nó không có lưu thông được thế giới này. Nếu có công đức nó lưu thông được, vì tất cả xung quanh chúng ta gọi là người âm, thấy công đức nó né ra, thì nên mình không sinh hoạt được. Vì thế phải bôi đen để cho nó giống như bóng đèn sáng, nó sưng đen để cho đừng phát ra ánh sáng vậy thôi. Rồi chừng nào gần mãn đó, thì ông thần mình tạo nữa, rồi ông thần không bôi để chi? Để cho thấy đường về. Còn số công đức mà đã bôi đen để đó, đi vào trung tâm vận hành luân hồi, nó mã hóa ra, công đức nó trở về công đức nhiều ít là do cái trở về cái trung tâm vận hành luân hồi, rồi trở về Phật giới mang một kim thân Phật, một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh đó, lớn nhỏ là cái này nè. Thì mình hiểu bây giờ đó, mình mới hiểu Thiền Tông ra đời nó nói rõ ràng từng giai đoạn ở thế giới này như thế nào, về Phật giới như thế nào, thì ta nói rõ ra, gọi là tất nhiên ta nói trắng ra mà. Vì thế mà nói trắng ra thì nó mít lòng đối với những người mà ta chuyên môn về tu cõi âm. Mình thấy hiểu thế giới này nè, cái người tu á, mà mặc cái áo trắng là muốn tu lên trời á, nó còn nằm thôi. Mặc áo đen là muốn tu ở đây nè, mặc áo đen là muốn tu ở thế giới này, mặc tu âm mà, đen là âm, tu theo âm. Dương mặc áo trắng, muốn làm thần mặc đồ đỏ, cái căn bản nó vậy. Muốn trở về Phật giới phải mặc đồ vàng, nó phải đúng cái căn bản của nó đó, cái luật quy luật trên trái đất này. Nhưng mà vàng thì anh phải đúng là vàng của anh, mà lời cái đồ vàng mà anh lừa người ta thì nó có cái nhân quả của đồ vàng. Bởi vì tôi thường nói là mặc đồ đen thì nó nhân quả theo đồ đen, mặc đồ vàng nó nhân quả theo đồ vàng, mặc đồ trắng thì nhân quả theo đồ trắng. Thế giới này nó là vậy, thấy không? Còn tôi nói là cái Thiền Tông này nó tượng trưng cho cái màu nâu, tự làm mà ăn chứ không có lấy tiền của người ta. Mình tu là tu cho mình chứ không phải tu cho người ta, mà lấy tiền người ta là mình coi chừng. Vì thế Thiền Tông phải mặc áo nâu. Áo nâu là tượng trưng cho lao động, và áo nâu tượng trưng lao động nó không có dơ. Áo trắng cũng dơ, áo đỏ nó cũng dơ, áo đen thì nó âm sẵn rồi, không cần nói. Phải hiểu cái phân biệt của nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: người tu Thiền Tông có công đức do vị thần bôi đen, và người tu Thiền Tông có công đức bị bôi đen do chấp ngã trước khi mất, hai trường hợp này sẽ được báo trước khoảng bao nhiêu ngày? Cái này đó, nó bôi mình bôi hay ông thần bôi gì, nó phải về trung tâm vận hành nó mới ra được. Vì trung tâm vận hành là cái gì? Là cái nơi vật lý nó không quay. Vì thế mà điện âm nó về âm, điện dương nó về dương, thì nó mới trắng ra, nó trắng ra nó mới hiện hình là cái công đức. Nha, bôi đen không thành vấn đề. Phải hiểu quy luật này, mình phải hiểu cái tam giới này nó đang quay, giữa cái tam giới không quay, chính cái nơi đó là không hút âm dương. Vì thế mà trung ấm thân vào trong đó thì cái âm dương nó bị tan rã ra. Âm dương là âm là nó nén vào cái tội lỗi và cái ác. Dương là nó nén vào cái phước đức. Vô đó phước đức ác đức gì trả về cho thế giới này hết. Thì nó hiện hình ra tánh Phật và công đức mới còn tồn tại thôi. Nó phải hiểu vậy rồi cái số này mới trở về Phật giới. Về bên đó mới định hình ra ngôi nhà pháp thân và một kim thân Phật. Kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, mang một kim thân Phật di chuyển trong tam giới. Phải hiểu thế giới nó vậy. Bên này gọi là di chuyển bằng lực hút điện từ âm dương, bên kia di chuyển bằng lực đi của điện từ quang. Mình phải hiểu, hiểu thế giới này nó vậy. Nó hai cái cực, một cực bị lực âm dương mà một cực được di chuyển thôi, không bị lực hút mà nó được quyền di chuyển. Bị nó bằng điện từ mà. Ở đây điện từ nó di chuyển là một giây 900.000 cây số, điện từ âm dương á. Còn bên kia điện từ quang nó gấp 3 lần. Đi mình tính đi. Vì thế mà từ tam giới này qua tam giới kia một niệm là tới rồi. Giống như mình ở đây nửa vòng trái đất alo thì bên kia nó đã nghe rồi.
Thấy không? Trái đất này là 40.075 cây số, mình cắt đôi ra đi thì 20.030 cây số. Mà mình nói trong mở miệng ở đây đã nghe rồi, ở đây alo bên kia vẫn nghe rồi. Đó, phải hiểu cái quy luật đi rất nhanh như vậy. Vì thế mà những người mình mang thân tứ đại thì chạy có 15-20 cây số giờ thôi, còn nó mang điện từ nó đi 900.000 cây số một giây chứ đâu ít đâu. Đó, mình hiểu cái thế giới này nó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: tại sao con người hay thích cúng và cầu xin người khác ạ? Thì cái này bởi vì ta, ông Phật có nói là con người là 10 phần mê muội cả 10. 10 phần người nào cũng mê hết. Thì nghe ai nói vậy làm lấy. Giờ Thiền Tông ra để nói là cho hiểu. Thí dụ bây giờ Thiền Tông ra ai, bây giờ tất cả những người nghe Thiền Tông còn đi cúng nữa không? Hoàn toàn không có. Thiền Tông có đi lại cô hồn không có lại. Rồi. Thì ra nó chuẩn là vậy. Vì thế mà ông Phật nói là 10 phần mê muội cả 10. Ông thương chúng sanh là vậy, thương con người là vậy. Vì thế mà nghe ai nói gì cũng tin, nghe nói cái gì cũng tin, cũng không. Bởi vì con người tu Thiền Tông anh phải có cái tiêu chuẩn, trí óc phải sáng suốt, hiểu cái gì phải hiểu thực tế và khoa học mới là gọi là người tu Thiền Tông. Còn người tu vật lý thì thôi, người ta muốn tin chịu chuyện của người ta. Bởi vì luật không có cho xen vào cái luật tín ngưỡng của người khác, ta tin cái gì chuyện của người ta. Còn Thiền Tông ra đời nói trắng ra được luật pháp bảo vệ rằng anh nói bằng thực tế và khoa học, đừng có mê, đừng có dây. Vậy tôi khuyên Thiền Tông đừng có rủ ai tu hết, nên là đừng có rủ. Có một sách cho mượn thôi, rồi khen người ta, ta giỏi khen người ta thôi, chứ đừng có rủ, tuyệt đối đừng có rủ. Mình rủ là khác, mình rủ mà nếu mà người ta âm quá, ta phản ứng lại. Nên là tất cả những người mà ở trong trái đất này mà đưa bất cứ cái gì cái Thiền Tông mà ra mà rú, nó phản ứng liền. Tất cả những ông thầy xem bói hay cúng tụng mà đưa quyển sách Thiền Tông không dám đọc. Tôi đã nói rồi, tôi nói trong quyển số 5, không dám đọc cái lá thứ 3 nữa. Ai đi khai thị Thiền Tông dám đọc, mấy ông thầy nào dám đọc tới quyển số 3, rồi lá thứ 3, trang thứ 3 thôi, hoàn toàn không dám. Vì cái khai thị Thiền Tông nó có cái lực mạnh, bởi vì mở mà mở, khai thị là khai để chỉ cái Thiền Tông này. Nó mạnh lắm chứ không phải. Cái quyển số 5 mà coi nó đơn giản cho là khai thị Thiền Tông, là nó khai bút luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: thưa bác, con nghe bác giảng, con đã hiểu thực vật cũng có Phật tánh làm sự sống, và thực vật không phải là nơi trả nhân quả của con người, trừ những trường hợp làm hoa báo. Vậy Phật tánh nào vào cái cây như thế nào? Xin bác giải thích cho chúng con hiểu ạ. Bây giờ khoa học văn minh lên rồi mình mới giải thích cái này. Chứ ngày xưa mà chưa văn minh, giải thích này giải thích không được. Bây giờ mình thấy nè, tất cả những bóng đèn mà nó gắn li ti, nó là cái gì? Nó là điện. Mà nếu mà nói điện về thì làm sao? Nó bao lớn. Ví dụ cái điện bóng đèn 500W, 300W, còn cái kia nó không tính là watt được, mà nó tính là milliohm, có nghĩa là nó sức sống của cái điện thôi, nó nhỏ thôi. Nhưng mà cái sự sống đó chính là tánh Phật trong đó. Bởi vì tánh Phật là sao? Tánh Phật là một cái nguyên tử thôi, một nguyên tử sáng thôi. Mà nó đi vô đâu, vô bất cứ đâu nó vẫn sáng. Bởi vì nó vô con vi trùng vẫn phát sáng. Nhưng mà nếu mà nói tánh Phật là không đúng, vì nó quá nhỏ. Mà nếu nó không phải tánh Phật là cái gì? Giống như sợi dây điện bây giờ, nó sáng, hỏi với cái đó phải là điện không? Nếu nói điện thì nó không đủ tiêu chuẩn của một cái bóng đèn. Mà nếu nó không phải điện, không phải điện, tại sao nó sáng? Nó khó giải thích cái này. Vì thế mà khoa học nó lên rồi, mình xác nhận đó là tánh Phật đó. Nhưng mà tại vì cái nghiệp nhân quả nó đi vào trong cái nhỏ quá đi. Nếu mà nói gì trải nghiệp không đúng, mà nếu mà nó thọ nghiệp không đúng, nhưng mà nó chính là sự sống, sự sống gọi là tánh Phật. Mà nó muốn đi vô thì tất cả những người mà nói thật, những người mà tu mà lợi dụng đạo Phật, đầu tiên đi vào thực vật là đi vào cái loài này nè, loài nhỏ nhất, rồi cái loài sống mà của cây cỏ hoa lá thấp nhất, rồi dần dần. Bởi vì tại sao ông Thích Ca đó, ông lừa người ta có 20 năm thôi mà ông sống gần
2,5 tỷ năm. Ông đi từ đâu? Đi từ cỏ cây hoa lá lớn đến một cái cây cổ thụ rồi mới đi trở về loài người được. Luân hồi mà, đầu tiên nó nhét mình vào trong cái mà nhỏ nhất, nó để rồi từ từ nó đi lên, nó phát triển ra. Nó phát triển từ cái ánh sáng mà ra cái cây nó thành hồn cây. Hồn cây bắt đầu nó mới thấy được. Nó thấy được rồi nó muốn trở về Phật giáo, nó trở về làm người. Nó phải đi theo cái quy luật luân hồi này nè. Mà bây giờ có điện thì mình mới giải thích được này. Không có điện không giải thích được này đâu. Mà bây giờ giải thích này giờ nói làm sao giờ? Nếu mà nói tánh Phật không đúng, mà nếu nó không phải tánh Phật tại sao nó sáng? Nếu mà nó có điện, nếu nó có điện thì tại sao tôi rờ nó không giật? Bóng đèn đâu có giật đâu, có mấy milliohm không có giật. Giật nó thể là mấy trăm vô, mấy mình ở đây thì xài điện 220 phải là 170, 180 nó mới giật, cứ năm thấp nó cũng không giật nữa. Nó không đủ sức nó giật. Mà còn kia nó mấy milliohm, milliohm chứ còn nhỏ, cái có nghĩa là thật nhỏ. Vì thế mà thật nhỏ người ta mới dám đưa cái điện vô trong người nội soi được. Chứ đó là điện, chứ mày đưa nó không có milliohm mà đưa vô nội soi nó giật ta chết làm sao? Ha. Đó, tất cả những gì sự sống ở đây cứ khái niệm rằng sự sống đó là tánh Phật. Tánh Phật vào ở trong cái nhỏ nhất để là trả nhân quả. Mà trả nhân quả này thì bởi vì cái thời gian mà trả nhân quả loài thực vật rất dài. Tính thằng tính cái đơn vị là tỷ năm. Còn mình ở đây trả con trâu, con chó, con bò và tính hàng năm. Còn ở dưới nó tính hàng tỷ năm. Trái đất 18 tầng có 18.000 năm thôi. Con số rất nhỏ, 18.000 năm. Đối với cái thế giới này rất nhỏ. Còn đối với không gian còn nhỏ lắm. Thành ra bây giờ câu hỏi này thì phải lời người văn minh lên thật cao mới chứng minh được rằng sự sống muôn loài là tánh Phật. Phải căn bản vậy thôi. Còn mình nói Thiền Tông nói là trả nhân quả là nói bằng cái thành tựu lớn của tánh Phật. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo con xin đọc. Con năm nay 73 tuổi. Con được truyền thiền cách đây 3 năm. Dạo này thỉnh thoảng con có hiện tượng mới đi ra khỏi nhà và khoảng vài trăm mét bỗng tự dưng mất phương hướng, không nhận biết đường về nhà mình nữa và cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Phải mấy phút sau thì con mới nhớ lại được. Vậy xin thầy giải thích cho con hiện tượng này là sao ạ? Cái hiện tượng này là giờ mình tu mình cứ thanh tịnh ạ. Chết tu thanh tịnh. Bởi vì nó chết là do cái thanh tịnh. Cái tánh Phật mình thanh tịnh thì mình ta tưởng mình bắt mình tu thanh tịnh, không phải. Thanh tịnh thì của mình cứ để nguyên. Bởi vì mình thanh tịnh mình trồng theo cái thanh tịnh nó quên, nó mất liền. Có nghĩa là mình tu mình thanh tịnh là mình hiểu rồi thôi. Mình việc nhà mình phải nhớ làm việc nha. Bởi vì người ta tưởng đâu người ta buông. Thứ nhất là nhiều người lớn tuổi rồi đó. Việc nhà không lo là cứ ngồi đó buồn, không có đem vô sao vậy? Ví dụ bữa nay sắp xếp gia đình gì á, buồn hết không đem vô, rồi làm sao nhớ? Thì đi ra đường nó quên rồi, nó sai, cái này là do tu sai. Có nghĩa là người ta biểu đừng có dính gì hết á. Có nghĩa là mình làm, mình nhớ, còn nếu mà nói về trí óc lão quá đó, thì mình làm cái lập cái bản lập trình, gọi là cái biểu đồ á, bữa nay làm gì ghi vô, làm sao quên? Còn đi ra đường mà cứ nhớ cái thanh tịnh hoài thì điên hơi, đúng rồi, không nhớ đường về nhà, đúng rồi. Chết là chết cái tu thanh tịnh thiền nè. Tưởng đâu mình tu thanh tịnh ra đường, bởi vậy có nhiều người ra bị xe đụng là sao? Ra đường cứ thanh tịnh đi mà không nhớ cái xe ta đang chạy. Đuối là nó đụng, dằn chết là phải rồi. Phải hiểu, phải nghiên cứu cho kỹ. Cái nhiều người ta chết vì cái thanh tịnh thiền này nè. Có nghĩa là biết là cái tánh Phật của mình nó thanh tịnh, biết nó vậy thôi. Thì mình có lo làm ăn đi ra đường, đi tới đâu nhớ về. Còn này quên, thanh tịnh luôn, quên, không nhớ đâu về. Cái này là tu sai, chịu khó xem lại. Hoặc là có những câu hỏi như ngày hôm nay hỏi để cho nhớ. Tự mình nhớ rồi nhắc nhở người xung quanh nhớ. Để chi? Để cho nhiều người biết rằng vô cái này thì coi chừng nó sai. Mình mà không hiểu, mình không... Mai là hỏi thì tôi nhắc cho nghe, không ấy cứ để hoài rồi mai mốt rồi đi hoài, đi rồi không biết nhớ đường về đó.
Nếu ở nhà có người đi kiếm rồi con cháu không có làm sao đấy, đi luôn. Rồi thứ nhất mà không đem chính mình dân dân theo rồi, tao biết đường đâu, tao dẫn về. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là như thầy nói tu thiền tông là không nên cho người khác biết. Nhưng con đã có vợ, phải chung sống với vợ con. Con không thể giấu mình đang theo thiền tông. Vợ con thì không hiểu về thiền tông, nhưng vợ con thấy con vẫn bình thường nên không có ý kiến gì. Vậy việc con nói cho vợ con biết là mình đang theo thiền tông là có nên không? Và nếu phải giấu thì con thấy rất khó. Mong thầy hướng dẫn con ạ. Bây giờ vậy nè, anh có cuốn sách á, anh để cho bạn, cho bà nghe, tự động chứ đừng có nói vậy nha. Ê, anh có thể nói vậy nè, tôi có cuốn sách này hay quá, bà coi, bà dạy tôi, bà hiểu gì rồi vậy, dụ bà. Nếu bà coi, bà góp ý vô thuận thì bắt đầu phát triển, còn bà chê làm thinh, rồi, có nghĩa là không lưu vô vết, chứ không phải. Bây giờ anh biết tu rồi anh thấy hay quá anh khen anh ép bả coi chừng, bả mà chuyên môn cúng anh coi chừng đó, nó quật lại liền. Cái này có nghĩa là không phải cho biết, nhưng mà cũng phải cho bà biết cuốn sách này hay tu coi và bà coi thử coi nó làm sao. Mình dụ vậy thôi, đừng ép bả. Nếu bà ok thì theo, không ok thì bắt con gà làm thịt luôn. đừng có khoe là khoe cái này. Nó chứ vậy thôi chứ đâu phải không cho biết. Bởi vì mình đến với người ta bằng cái tự nhiên. Tôi thấy cái này hay, kêu bà làm sư phụ đi, và bà làm ơn bà đọc, bà giải thích cho tôi nghe. Bà mà bà giải thích cho mình là tất nhiên là bà sư phụ của mình đó, là vô tình mình dẫn bà đi vào cái thiền tông hồi nào bà không hay. Còn thí dụ mình hiểu hay quá mà ép bà, rồi coi chừng, đừng có làm cái này. Có nghĩa là không lưu dấu vết là cái chỗ đó đó. Đã mình hiểu rồi thì đừng có nói gì hết. Mà nếu bà lỡ bà hiểu thì làm ơn phát triển. Cái đó là cái vận động thuyền mà, thì phát triển rất tốt. Không lưu dấu vết đối với người âm không biết, còn cái người mà ta đồng ý theo thì mình giúp người ta. Phải tế nhị như vậy, chứ không phải là mình giấu hẳn. Làm sao giấu hẳn, gia đình làm sao giấu. Mua mấy cuốn sách về để bàn đó, bà muốn nghe, bà muốn dồn, bà làm. Bà nằm ở trong cái bà đọc một hồi bà chê, đem giấu liền mấy cuốn sách này. Không chê thôi, để đó cho phát triển tiếp. Bởi vì trong gia đình anh để sách rồi bạn bè nó tới, nó nhìn thấy nó khen thì tiếp tục giúp, không khen thôi. Cứ để tích cách tự nhiên vậy, hỏi sao đó, người ta cho tôi mượn, tôi mới để rồi chưa coi vậy thôi. Đừng nói gì hết. Rồi hả, tiếp đi. Tiếp theo là như thầy nói, người hiểu được pháp môn thiền tông có hai dạng người. Một là có công đức sẵn, hai là có là được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Ở đây con muốn hỏi về phần Đức Phật A Di Đà thọ ký ở Tây Phương Cực Lạc. Vì sao ở Cực Lạc có người được ngộ thiền tông, có người lại không ngộ thiền? Xin thầy giải thích rõ giúp con. Ở nước Cực Lạc, tiêu chuẩn người nước Cực Lạc lên đó là hưởng sung sướng tột cùng. Một tháng có một ngày học giáo lý đạo Phật thiền tông. Thì tập trung đó ai học không học thôi chứ không phải bắt buộc người ta học. Trong cái đám mà học giáo lý đạo Phật thiền tông, nếu có người nào ngộ tánh thì Đức Phật A Di Đà mới dẫn, khi mãn số đó mới kiểm thiền nha. Hết tuổi thọ trở về thế giới loài người kiểm thiền. Dẫn đao sen kiểm thiền mà kiểm, ổng nhổ đưa cái cành sen đưa và này người mỉm mỉm cười làm thơ làm từ vậy trình cho ổng. Thì ổng mới xác nhận rằng qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thì ổng nói thôi bây giờ về nè, cái tuổi thọ nó đã hết rồi, nhưng mà về thế giới Nam Diêm Phù Đề này thiền tông chưa được công bố ra. Thì ổng được quyền giữ lại, đợi khi nào thiền tông chuẩn bị công bố ra thì ổng mới trở dẫn trở lại Nam Diêm Phù Đề cho thọ thai gần cái nước mà công bố quyền ký á. Bây giờ công bố Việt Nam thì người đó phải là người Việt Nam, chứ người Mỹ, người Tây, người Trung Quốc không biết được. Nó sanh đó rồi khi lớn lên thì nghe tới thiền tông thì người ta đến, người ta tìm hiểu rồi sau đó ta
tạo ra công đức, biết đường tạo công đức ta về đó, cái luật nó là vậy, thấy không? Có vậy thôi. Mà người nào mà ngộ tánh á, thì ông Phật mới A Di Đà mới giữ, ông mới cho ưu tiên ở là giữ hết tuổi thọ rồi, là có nghĩa là anh không còn tiêu chuẩn sống đây, nhưng mà nhờ cái ngộ thiền cho anh ở đây anh án một thời gian. Khi nào quyền ký công bố ra, quyền ký công bố ra chứ chưa còn, chứ mà giáo, chứ mà thiền tông chuẩn bị cũng không được, bởi vì nó phải canh cái tuổi. À, canh tuổi tới đó anh 20 tuổi 30 tuổi anh tiếp nhận được cái này, chứ mà còn nhỏ quá không được, hoặc nó đi qua không được, thành ra ông ưu tiên cái này thôi. Nó thực hiện là nguyên tắc đấy. Còn ở đây ví dụ mà mình kiếp trước mà mình tạo công đức mà bị bâu đen mà mình không được về đó, thì phải đợi. Chỉ có hai trường hợp, một là mình ở A Di Đà mình xuống, hai là ở đây mình phải có công đức. Đó là vậy thôi, có hai trường hợp thôi. Vì cái tiêu chuẩn A Di Đà nó có một tháng có một giờ học về giáo lý đạo Phật thiền tông, mà trong đó có cái, nó có cái khoa gọi là kiến tánh, học được cái khoa kiến tánh này, giống như mà mình đi trường thì trong bác sĩ hay kỹ sư gì đến chuyên khoa đó đó. Mình học đạt được cái chuyên khoa đó thì người ta sẽ giữ mình. Còn nếu không có thôi cho đi trở về trớt vớt luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là như thầy nói, mình đủ công đức thì vị thần thừa hành sẽ thực thi nhân quả cho mình trở về Phật giới. Vậy vị thần thừa hành có công đức không ạ? Không, cái ông này là làm lương giống như công chức nhà nước ăn lương với công đức gì, nhiệm vụ ổng phải làm thôi, thấy không? Ổng là cái người có nhiệm vụ phải làm cái việc này thôi. Ổng giống như ổng là người gác cửa. Bây giờ đó cái tiêu chuẩn được đi ra đi xuất ngoại đó, thì ổng mở cửa cho đi ra. Còn nếu mà không có cái tiêu chuẩn xuất ngoại thì ở trong này thì ổng điều hành theo kiểu trong quy luật vật lý thôi. À, giống như ổng là người điều hành, thấy này, đủ tư cách đi ra nước ngoài rồi mở cửa cho đi ra vậy thôi. Chứ ổng có công đức, cái nhiệm vụ cũng làm vậy. Ổng nhiệm vụ cũng làm và nhiệm vụ của ổng thôi, chứ không có công đức. Cái này là ổng có công đức vậy. Công đức là giúp người ta hiểu cái này gọi là có công đức. Còn giúp dân ông này ổng điều hành có gì đâu công đức. Rồi hả tế vi. Tiếp theo là thiền tông mà lập bè phái, nói xấu người nắm mạch nguồn và phổ biến pháp môn thiền tông, thì có ảnh hưởng gì đến con đường trở về Phật giới không ạ? Bây giờ nó có hai cái trường hợp. Cái người mà kêu bằng triệt phá cái thiền tông này nè, thì nó đi qua cái hầm 10 tỷ năm. Còn nói xấu không ăn thua, nói xấu là theo nhân quả, nặng nhất là xuống cái tầng 18 thôi. Triệt phá mới qua cái khỏi tầng 18, nó bước qua phòng 19, nó mới lọt vào cái hầm 10 tỷ. Nhớ là triệt phá mới bị thôi. Quyết chí triệt phá dẹp cho được cái này. Thì tôi đã từng nói là hiện giờ có mấy ông đó. Thứ nhất là ông Nhật Từ, ông Phước Tiến, ông Lệ Thọ, cô Yến đó. Bây giờ nó xuất hiện một ông là gì, Phúc Ân đó, là nằm trong năm cái dạng này, năm cái dạng triệt phá thiền tông đó, Phật tới cùng luôn á. Và tôi biết là năm người này thì nó đủ trong năm người mù rồi, voi rồi đó. Mình ôm con voi thì nhào xuống thì biết. Còn những người mà công kích không thành vấn đề, triệt phá triệt để, có nghĩa là quyết chí phá cho được cái thiền tông này. Và hiện giờ có năm người đó, ông Nhật Từ, Phước Tiến, Lệ Thọ, cô Yến và Phúc Ân, năm người đủ tư cách giữ con voi này. Đó, năm người này là mới đi vào cái hầm 10 tỷ á. Còn vấn đề mà chửi lộn, ôi xuống tới 18 thôi, 18 ngàn năm trở lại thôi, không có điểm này. Còn nếu mà ông thầy thì vô rừng chơi mấy tỷ thôi, không sao đâu. Vô rừng thì nghe cây thông nó reo cũng vui chứ. Kêu bằng thông Đà Lạt hay lên Đà Lạt nó reo vui lắm. Ở đó cũng vui, không thấy buồn đâu. Vô làm thực vật vậy mà vui. Còn khái nghe tiếng đờn ca đó. Triệt phá thiền tông mới có chuyện mà vô hầm 10 tỷ thôi. Còn cái vấn đề mà công kích này cái chuyện nhỏ thôi, không lo. Cao lắm là 18, hầm 18, 18 ngàn năm, hoặc vô rừng nghe cây thông nó la chơi cho nó vui thôi. Cái gì ở thế gian nó buồn, vô làm rừng nó còn vui nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là những vị đứng ra
lập các nhóm thiền tông để tổ chức giải đáp, chia sẻ thiền tông cho người khác, người chưa biết, thì những vị này có công đức không ạ? Bây giờ nói đúng ra đó, mình hiểu rồi mình chia sẻ người ta mà cho đúng thì có công đức. Mà mình nói tầm bậy là mình chẹt đó. Nó không có đức mà nó ác đức luôn á. Vì nguyên tắc mình hiểu chữ mình đi dạy người ta mà cho đúng, còn mình cũng hiểu chữ rồi mình dịch cái chữ nó sai là mình từ ác đức. Mình phải coi chừng cái này. Nói đúng có công đức, nói sai bị ác đức. Nên nhớ một điều, cái dao cầm cái cán chặt đứt, còn cầm cái lưỡi chặt thì mình tự mình đứt. Muốn cái nào, liệu cồn gấp mắm, liệu sức mà nói với người ta. Mà đa số tôi thấy hiện giờ đó, thành thánh nhiều lắm, Phật gia thành thánh nhiều lắm, nói chuyện trên trời dưới đất, lên trên mạng nói ta xưng thành Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói, thiền tông giờ bắt đầu thành rồi. Đó, bây giờ trên mạng có nhiều người xuất hiện, mai mốt có người hỏi tôi nói cho bất cứ ai hỏi đúng người nào tôi nói rồi, tôi phân tích cho nghe, chứ tôi đã thấy rồi. Có nghĩa là mình hiểu, mình nói người ta thì tốt, nhưng mà điều nữa là lặp lại, một lần một chứ không phải một lần một là ba, không được. Phải coi cho đúng thì mình mới có công đức. Nó họ lệch sai, mấy cái thiền tông này không hiểu mà đi sai một cái là nguy hiểm lắm. Giống như kiểu mình lái xe, anh biết lái xe anh chạy rất tốt, mà anh không biết lái xe thì trụ điện đó, anh hung trụ điện là anh chết đó. Anh chết không nói mà cái trụ điện chết luôn á, tội nghiệp cái trụ điện luôn á. Hỏi tiếp đi. Tiếp theo là những vị hay nói pháp và những vị thường hay xuất ra thơ kệ để giúp cho nhiều người hiểu về thiền tông, thì những vị này có công đức không ạ? Bây giờ kệ lưu xuất thì tôi có nói rồi, tánh người thì hai loại kệ, có hồn là một, xuất cái nào? Xuất bằng tánh Phật thì tốt, tánh người dẹp, có một tánh Phật thôi, tánh có hồn dẹp. Thì mình phải hỏi cái kệ này xuất từ cái nào? Tánh Phật, tánh người hay là tánh của hồn? Là cái đó nó do cái lưu xuất kệ này nè. Chứ mình đừng có nói đi ra ngoài đừng ngâm riết đã rồi hỏi gì cô hồn không phải là chết mình đó. Rồi khúc đó nó nhiễm mà. Thứ nhất nó nhiễm một cái đó là mình không khó phân biệt cái này lắm. Bởi vì cái diễn đàn người ta nói là tánh người, tánh Phật và tánh cô hồn xuất cái nào? Cho đó là tự mình biết. Còn nếu muốn tôi kiểm thì phải cái câu kệ lưu xuất ra tôi chỉ cho. Chỉ cái này là cái này ở đâu? Chứ mình tối ngày cái sức theo kiểu của hồn đồ hoài thì chết rồi dài bờ rồi mai mốt rồi đi lang thang nói tầm bậy tầm bạ đó, rồi sao đây đó, thành ra phải hiểu. Chứ còn bây giờ nói vậy thì nói bông lung, nhưng mà tôi nói căn bản tánh Phật nói thanh tịnh, tánh người khoe khoang, tánh cô hồn quá khứ vị lai, nó vậy đó. Căn cứ vào ba cái điểm này, cô hồn thì quá khứ vị lai, con người thì khoe khoang, tánh Phật thì nói chân thật. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn soạn giả cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu ạ. Câu hỏi tiếp theo của một vị ở Đà Nẵng. Câu hỏi như sau: trong 37 pháp quán của các vị tu tiểu thừa thành tựu nhĩ căn viên thông của các vị A-la-hán và nhĩ căn viên thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát có sự khác biệt hạnh nguyện không? Cái nhĩ căn viên thông này là nói nó thông suốt ở trong cái thế giới vật lý này thôi. Một là để Quan Âm này để cứu nạn cứu khổ, còn cái ở người thế gian này là để đi khoe tài, khoe danh. Là nó khoe danh ở đây nó thuộc về cô hồn. Cái mà nhĩ căn viên thông của Quan Âm đó là tầm thinh cứu khổ, nó khác. Còn ở đây khoe danh là của cô hồn. Thì tùy theo. Thì tôi chỉ phân tích vậy thôi, chứ còn sử dụng như thế nào tôi không biết. Nhưng mà làm người nhĩ căn viên thông để làm gì? Thì sẽ đi khoe. Đi khoe là dính với cô hồn. Mình đâu có cái tư cách mà tầm thinh cứu khổ. Tầm thinh cứu khổ là nó có cái năng lực, nó nằm thuộc về phạm vi của thiên á,
có trời mới làm được cứu độ này. Còn mình không có được thôi bỏ đi. Rồi mình sử dụng giống như mình chuyên nghiệp á. Mình vô cái rạp hát, mình hát á, thì ta nghe. Còn mình không chuyên nghiệp, không vô rạp hát thì ra ngoài đường hát gì. Thì người ta nói mấy này điên, hát dạo cũng là điên. Thấy không? Mà mình cho mình hay nữa rồi sẽ thở thành nó điên thiệt. Chuyện người ta đang ấy cái mình ra đường mình đứng ra múa chân múa tay hát thì không có điên là gì. Nó riết nó quen rồi thành nó điên vậy thôi. Mình phải hiểu sử dụng cho nó đúng thời đúng lúc. Thế gian này làm những cái chuyện đó thôi. Muốn ca thì phải vô cái sân khấu ca chứ đừng ra ngoài đường mà đứng ca một mình. Rồi hỏi tiếp đi. Tác phẩm Tây Du Ký ở chùa Lôi Âm, vị Ngô Thừa Ân muốn nhắc nhở điều gì cho người tu theo đạo Phật? Cái này cái tác phẩm mà của Ngô Thừa Ân thì nó mục đích của nó là dạy cái con khỉ là cái tánh Phật đó. Không? Còn Tam Tạng là cái ban cái thân người nè. Còn cái mà cái ông Sa Tăng là cái ông cần cù. Còn cái ông Bắt Giới là cái ông hàm ngủ. Nó diễn tả những cái này thôi. Nhưng mà giải quyết được cái vấn đề là do cái tánh Phật thôi. Tánh Phật là nó mới hiểu được hết. Đó là vậy. Mà sau cùng là phải đi tinh phương tinh cực rồi về mới thành Phật. Đó là cái câu chuyện đó vậy thôi. Mà cái cốt truyện chánh đó là do Tề Thiên. Cái đó là cái tánh Phật đó. Tại nó vô nó mượn cái tánh người mà. Mượn thân tánh người nó mới múa mai. Còn cái ông kia thì ông Tam Tạng chỉ là cái thân người thôi. Ông không hiểu gì đây. Cái kêu biểu gì làm nấy á, ha, là diễn tả lại cái này. Đây là nói cái cốt truyện của cái Thiền Tông mà, chứ không có nhỏ đâu. Nhưng mà sau cùng thành Phật là cái gì? Sau cùng thành trở về Phật giới là do con khỉ. Bởi vì con khỉ nó tu từ cái con người, rồi nó tu nhận được, mới nó mới vừa nhận có một phần mà nó đã bay lên được rồi đó. Thấy không? Mà nó bay nên nó còn chấp ngã gì thế. Mà nó bị chấp ngã, nó bị giam trong núi, trong núi Ngũ Hành là nằm cái thần tứ đại nè. Về sau nó phá được cái thần tứ đại thì nó mới tốt một thành hành giả thật tình đó. Nó đây là nó có cái câu chuyện ấy thôi, nhưng mà Điện Ngô Thừa Ân đi về cái giải thoát không biết, chỉ hiểu được giải mã được trong thế giới này thôi, đi ra ngoài thế giới vật lý không biết. Ngô Thừa Ân không biết cái này. Điện Tâu Chí nó đạt trong cái thế giới vật lý thôi, thoát ra ngoài thế giới vật lý Ngô Thừa Ân không biết được. Nhưng mà đây là cái đầu đề. Vì thế mà ở Việt Nam có nhiều người gọi là khôi phục Thiền Tông. Rất đúng. Nhưng mà hai chữ khôi phục Thiền Tông. Chứ nếu mà dám để chữ này thì sẽ được. Khôi phục Đạo Phật Thiền Tông là được. Thiếu cái chữ Đạo Phật Thiền Tông. Vì khôi phục Thiền Tông là khôi phục được có hai chữ thôi. Còn Đạo Phật nó nói tất cả. Thêm cái chữ Đạo Phật. Nói tất cả những gì mà trong Đạo Phật có. Thì Ngô Thừa Ân chữ là khôi phục Thiền Tông thôi, chứ không phải Đạo Phật. Nếu Đạo Phật là phải hết, Đạo Phật sẽ giải mã hết. Vì thế mà ở Việt Nam mình có người là khôi phục Thiền Tông, sự thật. Không phải, là có nghĩa là khôi phục được cái danh từ. Còn nếu mà đúng thì phải khôi phục Đạo Phật Thiền Tông thì mới đúng. Thì đó thì tôi chỉ nói cho hiểu rồi. Rồi mình dùng cái trí tuệ của mình hiểu thêm. Rồi hỏi tiếp đi. Chị Hoàng Thị Thủy ở Quảng Bình hỏi: hiện nay pháp môn Thiền Tông được phổ biến ra, đã rất nhiều người giác ngộ, họ đã biết cúng cầu lại sinh, cầu an, cầu siêu, tụng niệm để giải thoát là sai, nên họ không theo nữa. Vậy thì các chùa chuyên cúng tụng sẽ bị thất thu. Họ có tìm đến soạn giả Nguyễn Nhân để làm hại, để tiêu diệt soạn giả hay không ạ? À? Cái này thì chắc chắn là tới, nhưng mà tôi thấy cái thời gian chưa tới. Họ đã đến nhiều lần nhưng mà họ không dám. Tôi cũng tính hết chứ đâu phải. Tôi trước khi tôi công bố này ra tôi tính kỹ lắm. À, giống như tôi cất một cái cơ sở của nhà nước tôi phải rào hết lại. Tôi có mở con đường đi vô thôi. Chứ nếu mà tôi không làm hàng rào chết là cái chùa này chết liền. À, tôi biết chứ. Cái này nhiệm vụ nặng nề lắm chứ đâu phải nhỏ đâu. Là vì Thiền Tông khi nó ra đời nó phá toàn bộ cái hệ thống mê tín của người ta mà. Mà thế giới này thế giới vật lý, thế giới mê tín gì đoan mà. Tôi làm tôi phải hiểu, nhưng mà tôi biết. Nhưng mà đúng đó là cũng nghiên cứu mấy chục năm. Cái bàn cờ thế này là mấy chục năm tôi nghiên cứu để tôi đánh cái bàn cờ này nè. Chứ không phải dễ đâu. Chứ không phải muốn nói, muốn cắt cái chùa này. Nên nhớ là cái chữ này. Tu Thiền Tông để giác,
để thành Phật mấy chục năm rồi. Ở đằng trước cái chùa này, Thiền Tông Việt Nam, cái bảng vẫn còn ở trước. Bây giờ nó mất chữ, nhưng mà sơn lại nó nhìn thấy. Dám để Thiền Tông Việt Nam. Là tôi cũng có cái chiến lược của nó. Vì thế mà cái chiến lược từ khi mà viết sách cho đến công bố cái này là 11 năm. Từ góc đầu viết cái Thiền Tông này đến công bố là phải 11 năm. Mới ra được cái pháp môn này. Thì tôi tính hết rồi. Tôi lường trước hết được những cái gì nó sẽ đến. Nhưng mà tôi nói đúng ra cũng kêu bằng hên không gặp mai. Khi công bố quyền ký ra thì cái luật tín ngưỡng 6 tháng sau có hiệu lực liền. Cái luật tín ngưỡng ký bà Nghiêm Cân mà ký 2016 mà đến 1 tháng 1 18 mới có hiệu lực. Mà tôi cho công bố ra ngày 14 tháng 5 17, tức nhiên trước 6 tháng. Vừa có hiệu lực vừa có phản ứng thì cái luật tín ngưỡng có hiệu lực liền để đáp ứng này. Cộng với cái bộ luật hình sự kèm theo để bảo đảm cái Thiền Tông này. Nó tôi tính hết rồi chứ. Là vì cái bộ luật mà luật tín ngưỡng tôi đã từng góp ý rồi. Tôi đã gửi mail, tôi đã góp ý cái luật tín ngưỡng này rồi. Mà đây có nhiều anh em tôi biểu góp phụ cho tôi để chị có cái tiếng nói lên. Chứ ký hồi năm 2016 mà tới 18, 2 năm trời mới có hiệu lực. Có nghĩa là chống đấu dữ lắm. Chứ không phải ít đâu. Tôi biết hết. Nhưng mà cái đấy là việc tính của con người. Nhưng mà thành công hay không thì tôi thấy hiện giờ an toàn được 2 năm rồi. Thì tôi thấy nó sẽ an toàn, còn an toàn tiếp. Vì thế mà tôi mới nói vừa rồi, thì cô Bình cũng có đưa cho tôi coi cái khúc phim mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông yêu cầu là Bộ Giáo dục nghiên cứu về cái này. Nếu đúng cho lưu hành. Thì cũng mới hồi tháng 6 này, qua tháng 8 này, chỉ 2 tháng đó. Thì nhà nước cũng quan tâm đến cái pháp môn này chứ không phải không đâu. Nhưng mà nên nhớ là việc nhà nước làm thì là ta làm theo tuần tự pháp luật. Nó không phải nhanh đâu. Một cái câu chuyện mấy năm trời chứ không phải ấy đó. Nhưng mà nên nhớ rằng hiện giờ nó đã qua được 2 năm. Thì tôi rất mừng. Thì nó đã vững vàng. Dù tôi mà nó có bị chết đi nữa thì cái Thiền Tông nó vẫn phát triển được. Anh em thế hệ sau phát triển được. Có nghĩa là ban quản trị vẫn tiếp tục được. Vì tôi đã gài luật pháp, đi đúng luật pháp hết. Bây giờ làm sao? Nhà nước cho công bố ra. Xuất bản, ban tôn giáo cho ra. Nhà nước cho công bố ra. Thì giờ còn gì nữa? Mà công bố mà có nhà nước tham gia nữa thì làm sao cái luật pháp nó đúng? Thì cái này không thể xóa được. Vì thế mà tôi nói là Phúc Ân nó yêu cầu nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản thu hồi quyền ký này. Tôi bảo nó có 4 cái luật pháp đó, sửa đi rồi thu. Nên nhớ, sửa 4 luật pháp đi. Nó thu, tôi hồi giấy mà tới nay đâu có đấy. Ông Nguyễn Công Quánh từ chối không, thà là tôi mất chức chứ tôi không rút lui cái quyền ký này ra. Ông tuyên bố rõ ràng mà tôi nói nếu mà tham gia tôi rất mừng, tôi quát nghinh đâu có nói gì đâu. Vì thế mà một câu nói tôi mà nếu mà không đúng luật pháp, chắc chắn cái luật pháp phải thu hồi cái này lại. Nhưng mà 2 năm rồi yên chí đi, đừng có lo. Tôi làm cái gì trước mắt phải tuân thủ luật pháp, là làm theo đúng theo luật pháp thì hoàn toàn Thiền Tông không thể mất được. Bây giờ tôi nói là không có ông nào mà dám đứng ra mà dám nói vấn đề Thiền Tông. Nếu nói Thiền Tông là cái luật kêu bằng bộ luật hình sự số 100 tôi đem ra áp dụng liền. Bộ luật hình sự số 164, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay dùng thủ đoạn khác ép buộc cái này ở tù 3 năm, tổ chức nào 5 năm. Nên nhớ rồi, cá nhân 3 năm, tổ chức 5 năm, ai dám? Dám không? Nếu mà dám chơi thì tôi dám đem luật pháp ra tôi mà làm việc liền. Tôi làm đúng luật pháp mà, do luật pháp biểu tôi làm mà. Tôi làm đâu có sai đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Theo, nếu mình mở lời dặn dò nghe liên tục trước khi mất thì lời cô hồn thử thách trung ấm thân trong vòng mấy giây, xin thầy nói rõ chỗ này ạ. Bây giờ nói đúng ra mình học và thuộc lòng đi, rồi mình đi ra ngoài nó có vụ mình cũng không được. Giống như mình học cú chương cho thuộc lòng đi, rồi ai hỏi gì trả lời nấy. Làm sao? Quan trọng nhất là mình học cho thuộc lòng cái này.
vừa đi ra con ông thần vừa thả mình ra khỏi về đường về Phật, qua bên ngoài cái này thì bắt đầu cuộc thánh nó xuất hiện liền. Xuất hiện thánh nó không phải xuất hiện một lần, nó hai ba lần vậy đó. Mình hiểu nó thôi, thôi mày đừng có gì là gạt tao, tao biết rồi, có vậy nói một câu vậy thôi. Lần thứ hai không xuất hiện, nó biết rồi. Thì đã mình hiểu rồi, cái giống gì mình ra cái bến xe đi, mình muốn Sài Gòn Hà Nội thì mình đi đón xe Hà Nội mình về, thấy không? Kia nó đi xe này Hà Nội đâu, số nào Hà Nội mình đưa tao coi. Nó không phải, thôi mày đừng có lừa tao, tao biết đường đi, chỉ nói nó vậy là nó thả mình đi rồi thôi. Giờ nó có lừa 10 lần con thôi. Có nghĩa là mình hiểu được cái quy tắc này, ra dằn mặt nó liền. Tao đi về Phật giới này, ta công đức nè. Công đức sáng trưng, nước mặt sẽ công đức sáng trưng. Bởi vì trong này nè, mình có công đức nhiều nhưng mà bị nó có ít quá đi. Công đức trọn vẹn phải vô trung tâm dần hành nó mới sáng được. Ra ngoài nó thấy còn chập chờn nó mới gạt mình thôi. Mà mình biết mình phán nó một câu thì mấy cô hồn làm sao nó dám lại gần mình được. Mình hiểu cái thế giới này nó vậy thôi. Giống như mình ra bến xe mà mấy cô hồn, mấy con cò nó cà rè, mình chơi nó một câu, hai câu, nó bỏ nó đi, vậy thôi. Rồi, hỏi tiếp đi. Chung ấm thân nếu không qua được thử thách của loài cô hồn, thì chung ấm thân sẽ được trở lại dòng tộc hay vào loài cô hồn? Đi ra thì vô cô hồn. Anh mà đi ra rồi, thần mà thả ra không được, anh qua cô hồn. Rồi cô hồn mới đi vô cái loài mà không có nhân quả đó, rồi khúc đó đó. Mà muốn trở về cái dòng tộc không phải dễ, thời gian dài lắm. Mới vô cái loài cô hồn rồi được khó trở lại lắm. Mà bây giờ anh đã về rồi mà trở lại dòng tộc, thần không chịu, thần chủ, thần quản lý nó không chịu nó. Mà anh đã từ làm cô hồn rồi, anh vô đây phải qua cái thử thách. Trở lại nó khó lắm. Trở lại để tiếp tục nhân quả luân hồi khó lắm chứ không phải dễ đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Khi chung ấm thân vào sống trong hố 10 tỷ năm thì chung ấm thân ăn uống như thế nào? Ở đâu? Cái hầm á hả? Hầm 10 tỷ năm. Ở đây á, ở đây người ta không cúng là mình ăn cái mùi cây bông quả lá đó ha. Còn ở dưới thì ăn cái gì, trong đó nó có phát ra cái lực gọi là lực nóng đó. Ăn bằng sức nóng á. Mình ở đây mà ăn bằng cái sức của điện từ của nó phát ra từ cây cỏ quả lá, vô đó cũng phải ăn. Giống ăn cái gì? Ăn trong cái đồ nóng. Mình đi ăn đồ ấm, trong kia nó ăn đồ nóng, nắng ăn chảy mồ hôi luôn á. Ăn trong cái gian khổ mà. Giống như mình ở đây ăn đồ ấy mà qua bển ăn bằng ớt không á, cũng phải ăn. Chứ đói mà quy luật vật lý phải đó, phải ăn. Ăn bằng sức nóng. Đây mình ăn bằng chất ngọt, qua đó ăn bằng chất cay, chất nóng á, cũng ăn. Giờ đói quá không ăn thì sao? Sống với cái ngảnh cảnh đó mà. Thì mình thí dụ vậy đi, cái người ăn chay á với người ăn thịt á. Cái ăn chay thì có cây cỏ hoa lá gì cũng ăn không được, mà cái ăn thịt gì cũng phải ăn. Thịt dính bẩn, thịt diếm nhiễm trùng gì cũng ăn, nó đói thì phải ăn thôi. Thế giờ thế giới nó phải vậy, bắt buộc phải theo qua cái dữ liệu này. Giờ hỏi tiếp đi. Chung ấm thân bắt đầu văng ra khỏi trái đất là do công đức đẩy chung ấm thân văng ra phải không? Bây giờ mình hiểu thế này nè. Ví dụ mình có phước đức á, thì giống như bong bóng mình thả nó bay lên trời. Nó bay cho đến cái bầu hoàng đạo 4 là nó đứng lại. Cái đó là cái lực tự nhiên. Nhưng mà cái ban đầu không nói vậy được. Bây giờ thí dụ bây giờ thần tự hành á, cái mà cái nghiệp của mình á, nó sắp xếp 10 tần số à, nó cái này nước cực lạc nè. Thì ổng cho mình vai lên đó, nhưng mà ổng điều khiển, ổng quăng mình lên đó. Nó quăng bằng theo cái hướng á, thì vô nước cực lạc liền. Còn nếu mà để nó bay thì nó phải đi vòng vòng lên đi tìm, nó hơi lâu một chút. Vì thế mà có cái chuyện thần thực thi nhân quả. Có nghĩa là cái điểm, hồi xưa đó, cái điểm đó từ A qua B thì tự động nó đi. Nhưng mà khi có một người điều khiển rồi thì nó bắn vô cái từ điểm A bắn qua điểm B liền, đi rất nhanh. Gọi là thần thi nhân quả là cái chỗ đó đó. Thì bây giờ khoa học văn minh rồi người ta mới nói được cái này. Chứ hồi xưa mà nói bắn tia laser vào điểm A qua điểm B ai biết laser là gì. Bây giờ mình nói vậy người ta biết. Giống như bây giờ mình có điện thoại, mình có người thân bên Mỹ à, cho cái số điện thoại, tôi gọi đúng y chang, còn không biết mò qua tổng đài cho tôi biết cái số này ở đâu. Tổng đài nó mò, bây giờ không cần, cho số bấm nhảy ra liền. Thần thực thi nhân quả là thực thi nó nhanh như vậy đó. Thì nó có cái số, có nghĩa là mình đi lên lực dương, có địa chỉ đàng hoàng. Còn nếu mà không có, cũng lên cái đó rồi tự động lên tìm. Nó hơi lâu, tìm cái địa chỉ nó hơi lâu một chút thôi.
Rồi hỏi tiếp đi. Những người có thiên nhãn như Lão Tử và Khổng Tử là do các vị thần hay là các vị thánh giúp phải không ạ? À? Cái này ông tu ông đạt được. Vì thế mà khi như bên đạo hội đó, người ta tu người ta có đạo, có thiên nhãn. Tất cả các người đó người ta tu có thiên nhãn hết. Thấy không? Còn chỉ có ông Phật nó tu được toàn năng toàn giác là ngũ nhãn thôi. Đó, mấy người đó tu thành ra cái này khăn năng lực ta hiểu tới đó. Ta nằm tại sao mà ta lập ra cái đạo trời đạo này kia là ta có cái lực đó thôi, ta chỉ hiểu tới đó thôi. Giống như mình ở thế gian này nè, mà ở tiểu học thì anh được quyền dạy tới lớp 5 thôi, còn ông kia trung học thì là rồi đại học người ta mở thì theo. Chứ bây giờ ông mới có thiên nhãn thì ông phải mở về cái đạo thiên nhãn thôi. Còn ông Phật là cái ông toàn năng toàn giác, ông mở tất cả những cái trong cõi trời này rồi nước này nước kia tại ở dãy đất này rồi bên ngoài nữa. Đó, chỉ có ông Phật mới mở được cái đạo này thôi. Ông Phật mới có mở đạo truyền tông thôi, còn mấy kia có thôi. Chứ giờ Đức Chúa Trời ta có thiên nhãn thì tôi có khả năng nhìn thấy cái nước đó, sống đời đời thì ông kêu mình lên đó thôi. Mà ông cũng dạy đúng công thức, có nghĩa là anh muốn lên cõi nước Thượng Đế mở sao thì anh phải làm phước. Giờ suy nghĩ à, cái đạo Thiên Chúa đầu tiên anh phải vô làm phước, phước thiện trước nhất, rồi thứ hai mới học giáo lý, rồi thứ ba nữa thì học cái cầu nguyện gì đó. Cầu nguyện đây là ta để cho mình ghi nhớ để đi đến cái chỗ đó thôi. Thì đạo Thiên Chúa lên thiên đàng cũng là học công thức đầu tiên phải. Vì thế mà đạo Chúa ta làm phước thiện nhiều hơn cái đạo Phật luôn. Vì thế mà các ở bên châu Âu nó cắt cái nhà thờ lớn lắm, thấy không? Tất cả nhà thờ bên châu Âu nó cắt lớn lắm, là tạo phước đức mà. Mình nên nhớ là tất cả những cái Caritas nó có cái chương trình của người đạo Thiên Chúa, nó ta có cái chương trình này, ai muốn làm từ thiện mới đưa vô cái này làm từ thiện. Bên đạo Thiên Chúa nó làm từ thiện nó có cái tổ chức rất hay hơn đạo Phật. Đạo Phật kêu bằng lỏng lẻo chứ sự thật đạo Thiên Chúa nó hay hơn. Anh muốn gì đưa vô Caritas hết. Là cái tổ chức quốc tế người ta mà, tổ chức quốc tế phải hiểu như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu bất lập văn tự có phải nói về kinh Vô Tự phải không ạ? Gì hỏi lại? Câu bất lập văn tự có phải nói về kinh Vô Tự không ạ? Không phải, kinh Vô Tự khác. Bất lập văn tự là cái tính Phật của mình không nói được, chứ không phải là bất. Còn kinh Vô Tự là cái kinh, cái giáo lý truyền đi theo dòng Thiền Tông gọi là kinh Vô Tự. Còn bất lập văn tự anh kiến tánh tự anh biết, chứ anh không thể mà kiến tánh anh viết được. Sở dĩ kiến tánh mà ra cái quyền ký nó nói đây là tại vì ông viết không mấy ngàn năm về trước, rồi bây giờ mới giải thích ra thôi. Mà bây giờ đợi khoa học mới giải thích được, chứ ngày xưa thời đồ đồng, đồ đá thì không có giải thích được cái này. Đợi đồng, đồ đá mà nói về vấn đề mà điện từ không gian không ai biết hết á. Nói mình khùng. Tôi ngồi đây tôi thấy điện đâu mà thấy điện. Bây giờ điện xuất hiện ra rồi mới nói được. Đó là bất lập văn tự là nói về cái tánh Phật và cái những cái gì mà có trong không gian này gọi là bất lập văn tự. Thấy không? Bây giờ nói ra phải chứng minh, bởi vì tôi nói là Thiền Tông khi ra đời thì nói bằng khoa học và chứng minh bằng khoa học. Không ngoài khoa học không nói được. Vì thế mà cái Thiền Tông nó ra đời nó bị sốc. Sốc cho những cái người mà tu hành chứng đắc. Chứng A-la-hán người ta tưởng ngày xưa chứng A-la-hán là cao tột nhất rồi. Không ai thành Phật được. Đó mà bây giờ tại vì cái Thiền Tông này ra dạy thành Phật, còn chuyện A-la-hán là chuyện trong trái đất này. Ta nói cho rõ ràng vậy nó mới sốc vậy thôi. Bất lập văn tự không nói thời đồ đồng đồ đá được, mà chỉ nói thời khoa học mà tuyệt đỉnh văn minh cao mới nói được. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Lê Thị Ngọc Bích hỏi: Thưa bác, tôi theo pháp môn Thiền Tông đã lâu, nhưng vì cuộc sống làm nghề sửa sắc đẹp, phun xăm tạo nét trên mặt phong thủy cho khách hàng yêu cầu, thì cái này có bị mê tín không và có ảnh hưởng gì trên con đường tu tập pháp môn Thiền Tông không? Tu Thiền Tông là cái tu thôi, còn sửa sắc đẹp làm gì, ăn nhầm dân dập của mình, cái nghề của mình. Có nghĩa tu Thiền Tông muốn tạo công đức thì mình sửa sắc đẹp, mình có tiền mình này sách tặng thì kia, nó đâu có liên quan đến cái nghề nghiệp của mình. Có nghĩa là bây giờ tôi nói cái Thiền Tông mà cái bằng tay đồ tể buông đau thành Phật còn được không? Sửa sắc đẹp mà có gì đâu mà ngại, thấy không? Đừng có lo cái đó. Cái này hơi tưởng hơi nhiều chút.
bỏ tưởng đi. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Thiền Tông Hạnh Hà Nội hỏi: trong giải đáp bác có nói người có công đức sáng, ông thần tự bôi đen cho mình để sống ở thế giới này. Vậy cuối đời khi họ chết, ông thần có cách nào để cho sáng lại để họ trở về Phật giới không ạ? Xin bác giải thích cho con và mọi người hiểu. Ông thần ông Phật cũng bôi thôi chứ ông không có làm. Nhưng mà khi mình đi ra trung đến trung tâm vận hồi luân hồi thì tự động điện từ âm về âm, điện từ dương về âm. Ông thần bôi đen là ông bôi điện từ âm vô đó, tự nhiên nó rã ra, nó điện âm nó hút vô điện ông, điện dương hút vô điện âm vậy thôi. Chứ ông thần đâu có vô đó, ông thần làm sao vô cái trung tâm vận hành luân hồi được. Ông là một chúng sanh ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, có nhiệm vụ thực thi nhân quả thôi. Nghe không? Cái chuyện ông bôi là ở đây, còn chuyện mã quá đi vô trung tâm vận hành là tự động nó mã quá ra. Có nghĩa vô nó không nút hút nữa, thì cái điện âm nó về điện âm, điện dương về điện âm dương thôi. Rồi tự động nó ra, rồi là tự động sáng ra. Chứ ông thần đã bôi rồi, có họ không cãi ra nổi đâu. Ông đâu có, ông được quyền bôi nhưng mà cãi ông cãi được. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Thanh Phong hỏi: dạo gần đây con mở máy nghe tới câu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, con bị đứng hình, như vậy là sao ạ? Nó có hai cái trường hợp. Một là con đã từ thu kêu bằng à, cái âm đó nó vô trong người con tới đây cái bắt đầu nó đứng lại liền. Bởi vì cái hình ảnh mà trong cái cõi âm á nó không chịu nổi, nó đứng lại thì hình con phải đứng lại. Còn thứ hai là con cảm ngộ được. Nếu phải cái cảm ngộ khác là với cái đứng hình nó khác, thì cái hai cái này phải tự mình biết coi tác động ở phần nào. Một phần cõi cô hồn nó làm cho con đứng. Hai là giữa cái tánh người của con á với cái tánh này, hai cái giữa nó hòa hai cái là nó đứng là một chút xíu, để coi cái nào. À, nó có hai cái trường hợp: một ông thần giật mình đứng lại, hai là tự mình cái giật lý bắt đứng lại. Nó phải tự mình biết, bởi vì cái thế này không phải bàn được mà phải đích thân người đó hỏi, rồi tôi phải hỏi từ ly từ tí tôi mới giải mã cho, chứ giờ nói nó không đúng. Rồi hỏi câu khác đi. Câu số 2: khi con mở máy nghe đài suốt ngày, lúc tối khi con ngủ con vẫn nghe, tuy mắt con nhắm để ngủ nhưng tai con vẫn nghe rất rõ. Lúc con khóc và giật mình, vậy hiện tượng như trên là gì? Bây giờ thế giới vật lý này nó vậy. Bây giờ khi mà mình đang mở đó, mình đang mở nghe, mình đang ở trong thế giới âm á, thì cái người âm không có lợi thì con ngủ rất ngon. Nha. Còn nếu mà con lúc nghe thì có nhiều khi vô trong cái tàng thức con á, nó làm cho cái tàng thức con nó quên hết đi, rồi con ngủ. Nó nhiều cái trường hợp, nhưng mà đa số á, ví dụ mình mở máy mình nghe nó ngủ ngon tốt, nó phá âm, nó vừa phá âm lực để nó giữ cho mình chất ngủ ngon. Đa số người nào ít ngủ á, ngủ khó thì mở này nghe mà nó nghe nó ngủ quên, mà ngủ đã lắm. À, nó hiểu nó vậy thôi, nó phá lực âm mà. Vì thế mà tất cả những người mà ưa bị dông nhập sát, mở này nghe hoài, biểu dông đâu, nó nhập nó không dám nhập nữa. Nó vừa tới cửa nó nghe cái này nó chạy rồi, nó không dám nhập đâu. À, cái này cũng không phải phép tắc gì đâu, nhưng mà tại vì cái lực dương nó đẩy ra. Hai cái lực dương đó, một cái lực âm, cái lực dương của cái máy và cái lực âm của cái thế giới này, nó tác động, nó tương tác, nó không giống là gần vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Nói đi đó, còn 3 giờ mà. 3 giờ lận. Thì nghỉ sớm. Hiện tại câu hỏi đã hết, thì có ai xin hỏi thì hỏi thêm thôi, là mình kết thúc câu hỏi tại đây ạ.
Alo. Con dạ. Con kính thưa viện chủ. Dạ. Con kính thưa viện chủ, con tên là Lại Thị Hằng, sinh ở thôn Hoàng Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nhưng con trú quán ở Sài Gòn. Con thì con tu hiện tại là con tu Thiền Tông theo thầy. Bây giờ con mới được là Phật tử thôi ạ. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy là bây giờ mẹ con 87 tuổi mà gần đây là cụ sức khỏe thì vẫn khỏe, nhưng mà thường là cứ xách quần áo ra cứ bảo tao về nhà tao như lẫn ạ. Thì có cái phương pháp nào mà có thể là đấy có phải là thần thực hành nhân quả? Con muốn soạn giả giúp con xem có phải không ạ? Lặp lại. Con lặp lại. Cô cứ lặp lại cho rõ tiếng hơn tí xíu. Ngắn gọn lại cô. Dạ. Mẹ con là 87 tuổi ạ. Ở quê, thế bây giờ là mẹ con lâm bệnh thì là nói chung là tất cả mọi cái vệ sinh là đều là vẫn cứ biết hết. Nhưng mà gần đây là cứ xách quần áo ra, cứ bảo tao về nhà tao. Thì có phải là hiện tượng này là mẹ con bị thần nhân quả, nghĩa là đưa mẹ con về con muốn thầy giải thích cho con ạ. Bây giờ nói đâu là cái cụ nè, trở về dòng tộc á, dạ. Nhớ là kiếp trước á, muốn trở về dòng tộc. Dạ, dạ. Nó có vậy, đơn giản vậy thôi. Vâng. Bây giờ cái này là chết giờ ở trong nhân quả luân hồi trong dòng tộc, không dạ. Đi không đi chỗ khác, nhớ lại mà. Bởi vì trước khi chết là nhớ cái gì? Nhớ ông bà cha mẹ gì? Thấy ông bà cha mẹ mới trở về. Thì cái này trong lời dặn dò có nói rồi. Thì chắc chắn trở về dòng tộc không sao đâu. Thì thôi, thì trở về dòng tộc có biết chứ giờ làm sao mà biết giờ. Đó thì cũng tốt thôi, đừng có đi vô các loài khác. Thấy không? Chứ còn thấy mà cứ giơ sách vô rừng ở là thua, bà đâu có tu đâu vô rừng. Có nghĩa là nhớ rồi thấy trở về nhà tao là tất nhiên trở về cái nghiệp hồi xưa ở đâu đó, giờ trở về dòng tộc. Cái này trong cái lời dặn dò người ta đã nói rõ rồi đó. Cái đó không sao, chứ giờ còn đâu không có chuyển nổi đâu. Thì thôi, cứ thời buổi này thì cứ để cho tự nhiên, săn sóc cụ cho kỹ. Rồi nhớ một điều, khi chết đừng có cúng tụng à. Cúng tụng nó sai, nhớ về dòng tộc cũng là tốt rồi. Dạ, tiếp theo thầy cho con hỏi cái câu thứ hai nữa là con có thể là tụng cái kinh sám hối như vậy là phổ thông cho mẹ con nghe được không ạ? Không, tụng kinh không được. Bây giờ duy nhất chỉ có nước là mở đi mở cái kinh này nè thì nghe cũng có chuyển hướng nổi không? Có nghĩa là chuyển hướng được trở về dòng tộc rất sáng suốt. Chứ không phải cúng đi dòng tộc nhưng mà rất sáng suốt, nó không có bên. Chứ đừng tất cả kinh vật lý đừng có nhào vô. Vật lý nó đi sai vô trong cái cõi âm, cõi cô hồn. Dạ đây là kinh của thầy. Ở trong cái đó trong, xin anh em trong vòng quản trị cái kinh sám hối của cái Thiền Tông. Vâng được. Ạ. Ừ. Vâng, chứ đừng có bên vật lý. Vâng, thế con thứ nhất vâng. Là cái kinh mà gọi là nó cũng ở trong cái này nó cũng có cái loại kinh mà vừa sám hối cho người Thiền Tông á, dạ. Hoặc là lấy cái máy cho mẹ nghe, dạ. Thì nó có cái phước dương hơn, dạ. Nó phá được cái âm, còn ở bên vật lý nó không phá được. Dạ. Ừ. Thế con xin thầy giải thích cho con là nếu mẹ con lúc lâm chung thì làm thế nào mà có thể là cụ về được tòng tộc cho nó dễ dàng ạ? Bây giờ thì thôi, trong kinh sám hối của Thiền Tông nó mở cái đó, chịu khó tụng lại cái đó cho người ta nghe. Dạ. Nó thanh thản ra đi, nhưng mà tuyệt đối bên tịnh độ đừng có đưa vô nha. Dạ. Ta vô bên cái trở về dòng tộc đừng có đưa vô, thì nó lạc. Khúc đó nó không lạc, nó dẫn qua đưa cái kia đó, dẫn qua cái cô hồn không biết. Dạ. Tịnh độ là ta dùng cho người giảng sanh, mà mình đâu có tu giảng sanh đâu. Dạ. Mà mình muốn giảng sanh không được, thì mình giảng sanh đâu có phước đức rồi mình giảng sanh. Dạ. Nó sai. Còn bên này đưa trở lại dòng tộc rồi, được. Trong đó nó có những cái bài kinh lựa ra. Dạ. Mình đọc chưa có, đọc cho nghe thu lại, nghe hoài. Dạ. Chứ tuyệt đối đừng có đi mướn nha.
Đi mướn mấy ông thầy rồi kiếm tiền rồi ổng đưa cái lạc đường mình không biết đường đi. Trong lúc không đưa rồi ổng đưa đi mình đi tầm bậy tầm bạ rồi khúc đó nó làm sao? Cố gắng. Thì an ủi nó vậy thôi. Chứ sự thật nếu mà như vậy thì không cần gì hết, cứ tốt để chờ và cụ trở về với dòng tộc rồi luân hồi tiếp. Dạ. Thôi. Vâng, thế con xin hỏi có thể con xin cảm ơn rồi. Thầy và tất cả con. Kết thúc đi. Hỏi đi. Thưa bác, vì sao Tệ Trung Thượng Sĩ nói chịu tội không chịu phúc? Xin bác giải thích. Gì? Chịu tội dạ. Không? Chịu tội không chịu phúc. Câu này kinh nào nói? Tệ Trung Thượng Sĩ đâu có nói vậy. Chịu tội không chịu phúc là chịu tội gì? Mà phúc gì? Đây phải hỏi cho rõ chứ. Tệ Trung Thượng Sĩ đâu có nói cái này. Tệ Trung Thượng Sĩ nói về Thiền Tông chứ cái này nó không có nằm ở trong cái đó ha. Có nhiều khi cái người khác, cái này nó nói về mấy ông thờ. Thà là làm quỷ nước Nam không làm dương đất Bắc có. Chứ không có cái chuyện tội tội chứ phúc. Ha. Cái này là do vị tướng nói. Mà cái này, cái câu này là Nguyễn Phi Khanh nói với cha là Nguyễn Trãi trước khi Trung Quốc bắt về nước Trung Quốc. Tôi thà làm quỷ nước Nam không làm dương đất Bắc. Câu này nó dịch ra ý cái này thôi. Ha. Chứ nó không nằm ở trong cái đạo Phật mà nó nằm trong đạo thần, cái đạo quốc gia, thờ tung cái quốc gia chứ không có phải bỏ quốc gia được. Câu này do Nguyễn Phi Khanh nói với cha là Nguyễn Trãi ở ải Nam Hoàng. Rồi ngồi tiếp đi. Buổi giải đáp hôm nay đến đây xin kết thúc rồi.